chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện nói, quá khen quá khen. Hai người cho nhau hàng huyên một trận, Lý Bá Chiêu thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể rời đi. Tống hỏi đem người tiễn đi, trở về hỏi treo ở trên cây Lâm Duy Diễn nói, nghe hiểu. Lâm Duy Diễn, nghe hiểu một nửa. Nhà Tống hỏi mới lạ nói, nói nói, nghe hiểu nào một nửa. Lâm Duy Diễn cắn khẩu trong tay đồ vật, bọn họ cũng chưa ngươi thông minh. Tống hỏi sụ mặt nói, về sau không cần như vậy khiêm tốn. Đây là nghe hiểu toàn bộ sao. Lâm Duy Diễn kinh thường mắt trợn trắng. Tống hỏi hô tiểu ngũ tiểu lục ra tới, trịnh trọng dặn dò nói, gần nhất trong khoảng thời gian này đều không cần mua mễ, chúng ta dùng những thứ khác chấp vá chấp vá. Chờ thêm này đoạn nổi bật lại mua. Tiểu ngũ tiểu lục nói, biết rồi. Tống hỏi phất tay, được rồi. Đi vội đi. Lâm Duy diễn chân thành cầu hỏi, ngươi lại không thiếu bạc, vì cái gì luôn là như vậy keo kiệt. Này không gọi gõ cửa, đây là một loại sinh hoạt thái độ. Tống hỏi qua đi đạp một chân trong viện kia thụ, ngẩng đầu lên giáo dục nói, người nếu đối chính mình quá phóng túng, liền sẽ không tránh được đi lên hủy diệt con đường. Lâm Duy diễn thăm phía dưới tới, này không phải tùy tính sao? Này cùng tùy tính hoàn toàn bất đồng. Tùy tính người mặc kệ làm cái gì đều là vui sướng, phóng túng người mặc kệ lại làm cái gì đều là không thú vị. Tống hỏi ngoắt ngoắt ngón tay, ý bảo hắn xuống dưới, tự như nếu ngươi mỗi ngày ăn tay trảo bánh đem chính mình ăn nị về sau, rốt cuộc thể hội không đến tay trảo bánh lạc thú giống nhau. Lâm Duy diễn hừ một tiếng, sẽ không. Chạy nhanh xuống dưới cút cho ta về phòng đi quải người trên cây buổi tối nhìn quá dọa người tống hỏi đối với hắn hô còn có đừng luôn là cổng da trộm ăn cái gì làm cho da giống như không cho ngươi cơm no ăn giống nhau dứt lời nàng liền xoay người chuẩn bị về phòng đi lâm duy diễn nhảy từ trên cây nhảy xuống mang theo một đạo phong vững vàng rơi xuống hắn hỏi ngươi có phải hay không đặc biệt thích người thông minh tống hỏi nhất thời không phản ứng lại đây mê võng nói cái gì ngươi nói ai lâm duy diễn Ngươi nói lên người kia thời điểm, thật vui vẻ. Tuy rằng hắn làm sự khả năng sai rồi, nhưng ngươi xem thật cao hứng. Tống hỏi nghĩ nghĩ, cười nói, ta không biết hắn sẽ là bằng hữu vẫn là địch nhân, nhưng ta đích xác rất cao hứng. Nếu nàng phân tích không sai, này có lẽ là nàng gặp được cái thứ nhất, chân chính dám làm, mà có thể làm được dĩ hạ khắc thượng người. Này thật sự là rất có ý tứ, hy vọng đừng làm cho nàng thất vọng mới hảo. Tống hỏi, sớm chút ngủ đi rồi sau đó liền bước chân nhẹ nhàng đi rồi lâm duy diễn lại hừ một tiếng hắn liền không phải thật cao hứng lúc sau mấy ngày tống hỏi như thường đi thư viện đi học cấp các học sinh giảng kinh tế học chủ yếu là môn kinh tế chính trị nội dung chúng học sinh mấy ngày trong vòng nháy mắt tiều tụy hoàn toàn là bằng vào dụng tâm chí lực chống đỡ ở đi học học mấy thứ này chỉ có thể cùng chính mình không qua được càng lộng không hiểu đồ vật càng là muốn dùng sức học tiên sinh ngài có thể học hiểu cái này mạnh vi phát gục ở trên bàn, dơ lên cao hai tay, lấy kỳ đối nàng sùng kính. Tống hỏi phiên sách nói, tuy rằng dùng đến tính khoa nội dung không nhiều lắm cũng không thâm. Nhưng ta tưởng hiện tại các ngươi hẳn là thoáng có thể minh bạch, minh tính khoa tầm quan trọng đi. Chúng sinh gật đầu. Tống hỏi tổng kết nói, cho nên quan sẽ bối thư, quan sẽ làm văn là vô dụng. Vẫn là muốn cái gì đều hiểu một chút. Chúng sinh tiếp tục gật đầu chỉ là này hiểu một chút đại giới quá thảm trọng. Tống hỏi làm mặt quỷ nói, có về sau tưởng tiếng hộ bộ học sinh sao? Chúng sinh điên cuồng lắc đầu. Về sau thấy hộ bộ đều tiếng la đại gia. Này quá không dễ dàng. Không quan hệ. Tống hỏi chụp bàn nói, ta sẽ nỗ lực cho các ngươi, đối triều đình lục bộ, đều có một cái thâm nhập hiểu biết. Chúng sinh, chúng học sinh bỗng nhiên có loại mãnh liệt dự cảm. Ở khoa cử khai khảo phía trước, bọn họ đã có thể từ vân thâm thư viện kết khóa. 82, cần phải tra rõ hỗn loạn ở học sinh giữa, còn có một vị nhân huynh. Mơ màng sắp ngủ nhưng cường chống nghe giảng bài Đường Nghị. Xem hắn kia bộ dáng phản phất thật là dày vò, Tống hỏi sấn khóa gian, chống điều cấm ngồi vào hắn bên cạnh. Đường Nghị lập tức thu biểu tình, khụ một tiếng, ngồi thẳng tư thế nói, "Như thế nào?" Tống hỏi phe vẫy cây quạt, "Ta cho rằng điện hạ đã nhiều ngày sẽ rất bận, không nghĩ tới còn có nhàn tình tới nghe ta khóa." Đường Nghị mang theo một chút bất đắc dĩ nói, dù sao cũng không có ta có thể làm sự tình có oa tu sinh dưỡng tính tống hỏi chụp hắn nói ngươi tới nghe ta khóa tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn bởi vì khắp thiên hạ chỉ có ta nơi này có đường nghị nghe ngươi khóa có biện pháp làm có thể làm việc người biết nên làm như thế nào sao cái này ta thật đúng là không thể tống hỏi chỉ vào phía trước nói bất quá ta muốn cho này đó biết nên làm như thế nào người tương lai cũng có thể làm bọn họ nên làm sự đường nghị suýt nửa nghẹn lời, nhưng ngươi dạy này một ít, khoa khảo cũng không khảo A. Khảo ta cũng giáo A, chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi. Tống hỏi, huống chi ta cũng không làm cho bọn họ chậm trễ xuống dưới. Nên bối thư, không phải còn ở bối sao. Đường nghị nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Hắn vẫn là tương đương chờ mong tống hỏi học sinh thành tích. Mấy ngày lúc sau, kinh thành giá gạo quả thực bắt đầu ngã xuống. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, biết được chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là nhịn không được lấy làm kỳ. Chư học sinh bao quanh quay chung quanh tống hỏi, liền kém đem nàng cung lên. Tống hỏi thật sự là quá thần. Phùng Văn Thuật hỏi, tiên sinh, này giá gạo ngã, kia này phía sau mà người, có thể hay không kiếm được bạc. Mạnh vi sen mồm nói, này đều ngã còn như thế nào tránh. Nếu là không tránh, vì sao phải làm như vậy sự. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi đến. Thiên hạ ồn ào, toàn vì lợi đi. Triệu Hằng chùi y tay nói, ta nhưng thật ra cảm thấy phùng huynh này vấn đề hỏi đối với tống hỏi một cây quạt cấp mạnh vi gõ hạ sau đó đối phùng văn thuật nói suy một ra ba không tồi mạnh vi vuốt đầu lại một lần thở dài tống hỏi giải thích nói cảm thấy một thứ sẽ trướng mà trước tiên mua nhập gọi là nhiều đầu cảm thấy một thứ sẽ ngã mà trước tiên bán ra gọi là hữu danh vô thực vô luận nhiều đầu vẫn là hữu danh vô thực đều có thể kiếm tiền mạnh vi lại xen mồm nói này trước tiên bán ra nhiều lắm không lỗ, sao có thể kêu kiếm. Tống hỏi chuẩn bị nâng lên cây quạt, này hầu tinh nhanh chóng sau thoáng, nở nụ cười. Tống hỏi, hữu danh vô thực như thế nào kiếm tiền? Đánh cái cách khác, hiện tại lương giới là 18 tiền, ta dự cảm nó tương lai sẽ té 10 tiền. Hiện tại ta hướng phùng văn thuật học sinh mượn 10 đấu gạo, 18 tiền giới bán. Sau đó chờ nó té 10 tiền thời điểm, lại mua 10 đấu gạo còn cấp phùng văn thuật, ta có phải hay không kiếm lời? Chúng học sinh tỉnh ngộ, Nga đương nhiên, còn có một loại tình huống. Tống hỏi, ta trước không ngừng mua mễ, đem 15 tiền mễ, tăng tới 18 tiền đi, lúc này, thế tất sẽ hấp dẫn một nhóm người đi theo mua, bởi vì bọn họ cảm thấy còn sẽ trướng. Chúng học sinh gật đầu. Lúc này, lại xuất kỳ bất ý đại lượng bán ra. Ở giá gạo đại ngã phía trước, đem trên tay mễ bán ra, kỳ thật vẫn là kiếm. Tống hỏi chỉ hướng mọi người nói, kia mệt chính là người ai đâu. Phùng Văn Thuật đoạt đáp, cùng phong mua nhập người tống hỏi búng tay một cái chỉ vào hắn nói thông minh phùng văn thuật vui mừng lộ rõ trên nét mặt tống hỏi xem ra ngươi thực thích hợp đi hộ bộ phùng văn thuật biểu tình nháy mắt động lại xu hướng màu đất mạnh vi hỏi tiên sinh khi người này là thuộc về nào một loại tống hỏi ngươi đoán a à? chúng sinh tống hỏi đẩy ra mọi người duỗi người các ngươi chậm rãi tưởng ta đi mặt sau nghỉ ngơi một chút chờ sách luận tiên sinh tới đều không được trốn a à? Tống Hỏi chân trước mới vừa đi không bao lâu, buổi sáng sinh nghỉ lương trọng ngạn liền đã trở lại. Mạnh Vi qua đi nói, "Ai, Lương Tam, ngươi đã về rồi." "Tiên Sinh." "Tiên Sinh không hảo." Lương Trọng Ngạn vội vàng chạy vào, đẩy ra Mạnh Vi, tìm một vòng không nhìn thấy Tống Hỏi, lại hỏi, "Tiên Sinh đâu?" "Làm sao vậy?" Mạnh Vi trong triều chỉ đi, "Tiên Sinh ở phía sau." Lương Trọng Ngạn lại hướng phía sau chạy tới. Còn lại học sinh vừa thấy, sợ là đã xảy ra chuyện cũng theo đi lên. Tống hỏi mới vừa ngồi trên chính mình ghế nằm, lương trọng ngạn nhào tới, thở dốc. Tống hỏi cho hắn để chén nước, đây là làm sao vậy? Hảo hảo nói. Lương trọng ngạn mảnh nuốt khẩu nước bọt, mới hoãn lại đây nói, giá gạo ngã. Mạnh Vi khó hiểu nói, này giá gạo ngã không phải chuyện tốt sao? Hai ngày trước liền ngã nha. Tống hỏi, trước đừng đánh gãy hắn, ngươi làm hắn nói, này giá gạo đại ngã. Ta cách vách dương thúc đi bán bể. Ban đầu chính tiền thu, sau lại tiệm gạo ra giá 8 tiền, hiện tại đã không chịu thu. Lương Trọng Ngạn chụp chân nói, này tiệm gạo đều không thu mễ, cần phải bọn họ làm sao bây giờ? Tống hỏi, cái này không vội. Cấp. Lương Trọng Ngạn hô, dương thúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, suýt nữa đi làm việc ngốc, thật vất vả mới ngăn đón. Cùng thôn loại gạo vài vị thúc thúc, chuẩn bị cùng đi tiệm gạo nháo sự. Này muốn đại loạn. Từ từ. Tống hỏi, này giá gạo hiện tại là té nhiều ít. Lương trọng ngạn mảnh hút khẩu, sáng nay thành đông tiệm gạo thả ra một đám mễ, ra giá 12 tiền. Ngay sau đó thành tây vạn gia tiệm gạo cũng khai ra một đám mễ, đánh cái 11 tiền. Kể từ đó, cạnh tương giảm giá, này không biết muốn té nhiều ít a. À? Chúng học sinh đều là cả kinh, ngã nhiều như vậy. Sao có thể? Này trường an đến tột cùng có bao nhiêu mễ? Tống hỏi lo lắng sự tình vẫn là phát hiện. Vô hạn cuối thăm đế, này giá gạo té nơi nào là không cái số liền xem này tiệm gạo sau lưng người trầm không trầm trụ khí trầm trụ khí khi không có gì quan hệ qua này một trận thì tốt rồi nếu thiếu kiên nhẫn áp chết lạc đà rơm rạ toàn xuống dưới hiện giờ xem ra này nhóm người không có gì đầu óc ngã so tống hỏi dự đoán còn muốn mau lý tuân nghi nói này trường an trong thành khi nào có nhiều như vậy mễ tống hỏi đại khái là đem tồn kho mễ đều lấy ra tới bán lý tuân cả kinh nói kia về sau làm sao bây giờ tống hỏi bọn họ sao có thể tưởng được đến về sau hiện tại đều bán không xong càng đừng nói về sau mạnh vi kia đều đã như vậy tiện nghi còn không có người mua sao này giảm giá hàng như vậy lợi hại ngươi sẽ mua sao nó tuy rằng thực tiện nghi nhưng bá tánh đều không cảm thấy hiện tại là nhất tiện nghi tống hỏi bọn họ hàng càng nhanh mua người chỉ biết càng ít chúng học sinh lo lắng sốt ruột nói kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ này giá gạo vẫn luôn như vậy ngã trong thành nông hộ không có đường sống nha có không cần sợ tống hỏi quay đầu đối với lương trọng ngạn nói ngươi trở về trấn an đại gia nói đây là triều đình nhất định sẽ quản chờ hộ bộ thông tri đi lương trọng ngạn thật sự tống hỏi thật sự tống hỏi hai chữ khiến cho lương trọng ngạn yên tâm lại lương trọng ngạn ta hiện tại liền đi thông tri bọn họ bằng không bọn họ đến đi đem tiệm gạo cấp tạp. Không quá một ngày, ngày đó buổi chiều, hộ bộ công văn liền ra tới. Triều đình chính tiền mỗi đấu, hướng nông hộ thu mua gạo. Để ngừa tiệm gạo mượn cơ hội bán mễ, các gia dựa theo lương đồng ruộng số tính toán sản lượng, từ trung điền tư phụ trách đăng ký xác minh. Lúc trước đã giá thấp hướng tiệm gạo bán ra nông hộ vừa nghe, dùng hiện giờ càng thấp giá cả từ tiệm gạo mua mễ, sau đó cầm đi hộ bộ bán ra, ngược lại còn kiếm lời không ít. Này đại khái là bọn họ lần đầu tiên, từ tiệm gạo trên người kiếm được bạc. Đã không đơn thuần chỉ là là tiền sự, đầu đường đầu hẻm đều là nói chuyện say xưa. Nhân giá gạo đại ngã khiến cho khủng hoảng, tạm thời bị áp chế xuống dưới. Duy nhất khổ chủ, ước chừng chỉ có tiệm gạo cùng bọn họ phía sau màn chỗ dựa. Hôm sau, triều đình quá nửa quan viên thỉnh cầu tra rõ việc này. Đường chí tức giận nói, việc này nếu không phải ngự sử công cùng thái phó thấy xa, kinh thành thế cục chỉ sợ đã không dám tưởng tượng. Việc này tất yếu nghiêm tra. Lý Bá Chiêu nói, thần không dám tranh công. Việc này là có người nhắc nhở. Đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, dám ở ta trường an trong thành phiên vân phúc vũ. Đường chí hung hăng chụp ở trên tay viện nếu giá gạo cùng hộ bộ có quan hệ, liền giao dư thái phó toàn quyền tra xét. Cần phải muốn đem người này bắt lấy. Trong thành bá tánh trấn an, cũng muốn phiền toái thái phó. Kim ngô vệ đại tướng quân, kinh sư hôm nay muốn tăng mạnh thủ vệ tống kỳ bước ra khỏi hàng nói bệ hạ này án sợ là không đơn giản giá gạo tuyệt không phải ba tháng trước mới bắt đầu có vấn đề ở sớm hơn chút năm đã có người đang âm thầm lên ào ào hiện giờ kinh sư giá gạo đại ngã cũng là có người đem độn lương rất nhiều bán ra gây ra này tuyệt không phải một hai người có thể làm được cả triều đều là ồ lên hay không trong lòng có quỷ liền không thể hiểu hết chỉ là có điều liên lụy người trăm triệu không nghĩ tới Tường An không có việc gì nhiều năm như vậy, thế nhưng muốn tài. Còn tài cái lớn như vậy. Này đến tột cùng là làm sao thấy được. Sớm hơn chút năm. Đường chí xem Tống Kỳ biểu tình, rốt cuộc giận dữ nói, người nào. Trẫm đều chưa từng nhúng tay giá gạo việc, đây là muốn phản thiên chưa từng. Là người phương nào. Tống Kỳ vùi đầu, lão thần không dám ngắt lời. Hảo hảo. Đường chí giận dữ, quan khanh, ngự sử công, nhị vị tòng phạm vì bị cưỡng bức thái phó phá án, như có hiềm nghi giả, giống nhau giam giữ, nhưng xong việc trở lên báo với trẫm. Sở hữu quan viên, cần thiết phối hợp hộ bộ hỏi chuyện. Bất đắc dĩ lấy cớ chối từ, nếu không, nghi tội luận xử. Đây là thật sự muốn nghiêm trị, thà rằng sai sát cũng không muốn buông tha. Từ xưa giá gạo giá muối chờ, liên lụy muôn vàng bá tánh, cùng một quốc gia yên ổn cùng một nhịp thở. Đường chí thượng vị tới nay, số độ cắt giảm nông dân thuế phú, chính là muốn đem giá gạo giáng xuống tạo phúc cho dân không ngờ tới này đều tạo phúc đến người khác trong túi đi như thế nào không khí đường chí này thái độ biểu đến dứt khoát cũng biểu đến ngoan tuyệt liền ở lâm triều qua đi các gạo phô lại sôi nổi đem rất nhiều muốn bán ra mễ tất cả đều thu trở về giá gạo ngày thứ hai liền cấp ổn định tống hỏi thật là chưa từng gặp qua tốt như vậy cười sự tình quả thực phải cho này nhóm người mới quỳ tưởng ngăn tổn hại thời điểm mệt quá độ không nghĩ quãng thời điểm lại ngăn tổn hại. Chỉ là hiện giờ bọn họ khả năng cũng vô tâm tình cao hứng. Liền sợ mạng nhỏ đều phải khó bảo toàn. 83, một mười một lượng từ kết quả tới giảng, việc này tiến triển thuận lợi. Giá gạo rớt, nông hộ không có tổn thất, triều đình hiện giờ danh vọng tăng vọt, tương quan quan viên đã trước tiên dự định thật lớn lý chùa nhà tù. Có thể hòa giải tống hỏi không nhiều lắm quan hệ. Gần hai ngày, lại có người cố ý đến thư viện tới tìm nàng tống hỏi nghe tin đến hậu viện nghỉ ngơi địa phương người tới đi ra giơ tay giới thiệu nói tại hạ hộ bộ thị lan vương nghĩa đình lâu văn tiên sinh đại danh đặt tới quái rầy xin đừng trách móc tống hỏi cái gì danh vương nghĩa đình ngẩn người mỹ danh tống hỏi cẩn thận đánh giá hắn một phen nhìn có chút gầy yếu nhưng là rất có khí chất bụng có thi thư cái loại này nho nhã chi khí hai mắt có thần cho nên người nhìn cũng thực tinh thần hắn thấy tống hỏi có chút đề phòng chủ động đi đến bên cạnh bàn cho nàng đổ ly trà kỳ hảo nói tiên sinh giảng bài sợ là khác uống trước ly trà đi tống hỏi không người tiếp nhận nói há lao vương thị lan thay ta động thủ tiểu dân thật sự sợ hãi vương nghĩa đình cười nhẹ nói thỉnh tống tiên sinh ngàn vạn liền không cần cùng ta khách sáo ta lúc trước cơ lễ ký thành tích chính là rất kém cỏi tống hỏi uống lên khẩu nói nghe ngươi nói như vậy ta liền biết ngươi lễ ký thành tích thật là rất kém cỏi vương nghĩa đình lắc đầu nói hổ thẹn lâm duy diễn từ bên ngoài đi theo đi vào tới nhìn thấy hắn hơi hơi gật đầu sau đó ở một bên ngồi xuống vương nghĩa đình nói vị này học sinh là có cái gì vấn đề sao hắn chủ động thối lui một bước nói quấy rầy đến nhị vị thỉnh hỏi trước hắn cả người đều là vấn đề không cần quản hắn tống hỏi vương thị lan hôm nay tới là có chuyện gì chỉ giáo là lãnh giáo mới là vương nghĩa đình nói ta ở hộ bộ ngẫu nhiên nghe nói tống tiên sinh cao kiến kinh ngạc cảm thán không thôi vì thế tưởng tự mình lại đây nghe tống tiên sinh giảng hai khóa lại không nghĩ tiên sinh đã thụ xong rồi ngồi ở một bên lâm duy diễn từ từ nói ta biết vương nghĩa đình chuyển hướng hắn cười nói quả thực danh sư xuất cao đồ tiểu hữu thỉnh giảng hắn nghiêm túc nhìn lâm duy diễn lâm duy diễn lông mày một chọn lâm duy diễn tống hỏi không biết nên khóc hay cười nói hắn chỉ là muốn tỏ vẻ một chút hắn thực thông minh không phải thật sự muốn trả lời ngươi lâm duy diễn gật đầu bố thí lại nói bốn chữ hảo hảo nghe giảng bài người thành thật vương nghĩa đình không rõ nguyên do nhìn về phía tống hỏi tống hỏi nhà của chúng ta đệ đệ vương nghĩa đình nguyễn chuyển nói ngây thơ hồn nhiên tống hỏi ngồi vào vị trí thượng thỉnh hắn cũng ở đối diện ngồi xuống này hộ bộ thị lan tới có chút kỳ quái không nên chính là nghe một chút khóa đơn giản như vậy một vị tuổi còn trẻ có thể làm được chính tứ phẩm thượng người bối cảnh cùng tài học thiếu một thứ cũng không được. Tới thư viện tìm nàng vì sao? Còn đối nàng rất là khách khí. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a, tống hỏi cũng cho hắn đổ ly trà, nói, ngày gần đây hộ bộ hẳn là rất bận đi. Thật là rất bận. Vương Nghĩa Đình nói thở dài nói, thái phó rốt cuộc tuổi lớn, quản hộ bộ như vậy nhiều chuyện, nguyên bản đã rất là mỏi mệt. Hiện giờ lại ra như vậy một cọc đại án. Càng là chân không ngừng, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Trước đó vài ngày thời tiết sậu hàng, tự hồ còn có chút bị bệnh. Tống hỏi tay một đốn, kia vương thị lan càng hẳn là ngốc tại hộ bộ, thế thái phó giải ưu a. Chạy ta này tới uống cái gì trà? Vương Nghĩa Đình, kỳ thật xác có một chuyện, muốn tìm tống tiên sinh hỏi một chút, chỉ là không biết nên không nên mở miệng. Hỏi bái. Ngươi tới nơi này còn không phải là muốn hỏi. Tống hỏi, so với lễ phép người, kỳ thật ta càng thích dứt khoát người. Như vậy thích cũng hảo chán ghét cũng hảo, mọi người đều không cần chậm trễ thời gian. Vương Nghĩa Đình dừng một chút, nói, hảo đi. Kỳ thật ta là muốn hỏi, này sau lưng ám nâng giá gạo người, tiên sinh nhưng có manh mối. Tống hỏi trầm mặt một lát, ngửa ra sau đầu xem hắn nói, này không phải các ngươi hộ bộ bên trong sự tình sao. Như thế nào cũng quan ta sự. Vương Nghĩa Đình, tiên sinh làm ta hỏi. Tống hỏi, nhưng ta không làm ngươi như vậy không khách ký. Vương Nghĩa Đình nở nụ cười, kia tiên sinh là cái gì tỏ vẻ. Tống hỏi mở ra cây quạt, cách ở hai người trung gian, nhíu mày nghĩ nghĩ. Lâm Duy Diễn bỗng nhiên nói, lại có người tới. Tống hỏi quay đầu nhìn phía cửa, phát hiện thế nhưng là đường thanh viễn. Tống hỏi thu hồi cây quạt, một bước về phía trước, triều hắn hành lễ nói, thái tử điện hạ. Ai nha thật là xảo. Đường thanh viễn rất là thụ sủng nhược kinh, cười nói, đảo cũng không tính xảo, ta là tới gặp tống tiên sinh. Ai, đây là vương thị lan sao? Vương nghĩa đình thi lễ tống hỏi điện hạ tới tìm ta có chuyện gì đường thanh viễn nói chính là lần này giá gạo sự nghe ngự sử công giảng tiên sinh tìm lối tắt giải thích độc đáo ánh mắt độc ác ta lại không phải thực hiểu cho nên tới hỏi một chút tiên sinh vậy ngươi thật đúng là tới đúng rồi nơi này có một vị càng cảm kích người ở tống hỏi xoay người xô đẩy vương nghĩa đình nói tới tới vương thị lan hảo hảo cấp điện hạ nói một chút ta liền không quấy rầy nhị vị đường thanh viễn cùng vương nghĩa đình đều là sửng sốt tống hỏi xoay người hô lâm đại nghĩa đi mau cả ngày cọ tới cọ lui một tất thời gian một tất vàng minh bạch sao nàng nắm lâm duy diễn tay áo trực tiếp chạy ra khỏi hậu viện lưu lại đường thanh viễn cùng vương nghĩa đình hai người hai người hai mặt nhìn nhau cho nhau xấu hổ cười một tiếng tống hỏi mang theo lâm duy diễn từ phiền toái trốn thoát thẳng đến gia môn ta trực giác nói cho ta hắn là một cái người thông minh Lâm Duy Diễn vừa lòng nói, hắn xem ta ánh mắt, thực không tồi. Tống hỏi, khi đưa ngươi đi trên đường thời điểm, ngươi trực giác nhưng mệt chết. Bởi vì đầy đường người đều so ngươi thông minh. Lâm Duy Diễn nhìn nàng, thở dài, lắc đầu, lúc trước ta giúp ngươi trộn danh một quà tặng thời điểm, ngươi không phải nói như vậy. Tống hỏi, Lâm Duy Diễn, ta lúc trước cứu ngươi thời điểm, vẫn là một vị thiếu hiệp. Tống hỏi Phục nói, ngươi hiện tại là đại hiệp. Lâm Duy Diễn ôm ngực, hừ nói, ngươi xem bọn họ, đã nói cho bọn họ nhiều như vậy vẫn là cái gì đều ra không ra chưa chắc liền so với ta thông minh tống hỏi cười nói kỳ thật là hảo tra trừ bỏ mặt sau người này còn lại người đều là hảo tra rốt cuộc bọn họ cùng tiệm gạo đã hợp tác mấy năm lâu liên lụy quá sâu sơ hở liền sẽ quá nhiều lâm duy diễn nhíu mày kia bọn họ tới tìm ngươi làm cái gì tống hỏi đại khái chính là cái loại này muốn hỏi một chút ngươi thử xem ngươi sâu cạn hoặc là đối với ngươi thực tin cậy tưởng đặc biệt nghe một chút ngươi ý kiến lấy cầu an tâm như là loại này ý tứ lâm duy diễn gật đầu biết hàng tống hỏi đi theo gật đầu cho nên điểm này tới nói bọn họ thật là thực thông minh tống hỏi mới vừa về đến nhà tiểu ngũ chạy ra thần bí hề hề nói thiếu gia trong nhà lại tới nửa một tôn đại phật tống hỏi vị nào tiểu ngũ nói lần này này tôn là chuyên môn hàng ma Tống hỏi quay đầu đi hướng trong vừa thấy, cả kinh nói, quan khanh. Đại lý tự khanh hơi hơi gật đầu. Tiểu ngũ nhanh chóng chạy đi. Tống hỏi gãi gãi đầu, cảm thấy thật là đủ rồi. Như vậy một kiện giá gạo sự, các đều tới tìm nàng. Đi qua đi dơ tay thi lễ, ở hắn đối diện ngồi xuống, quan khanh tới, tổng không phải tìm ta hỗ trợ thẩm án đi. Đại lý tự khanh nói, ta tự nhiên là không nghĩ. Tống hỏi, này tống mổ liền an tâm. Đại lý tự khanh nói tiếp, nhưng ngự sử công đối với ngươi rất là tôn sùng, niệm cập mặt mũi của hắn, ta quyết định tới tìm ngươi hỏi một chút. Tống hỏi, tống hỏi vương tay. Đại lý tự khanh nhìn mắt, nghi hoặc nói, như thế nào? Tống hỏi, lấy tiền. Đại lý tự khanh nhíu mày nói, ta cho rằng tống tiên sinh vì dân làm việc, bất kể được mất, là chân quân tử cũng. Nguyên lai like cũng là để ý tục sự. Ngươi thế đại lý tự phá án, là có bổng lộc. Ta thấy đại lý tự phá án, là có tật xấu. Tống hỏi nghiêm khắc trách cứ nói, lúc trước ngươi quan ta đi vào thời điểm. Như thế nào không nói ta là chân quân tử đâu. Ta không phải, ta thiếu tiền. Ta lỗ trống tâm yêu cầu tiền tới đền bù. Đại lý tự khanh quay mặt đi, trung khí mười phần hỏi, nhiều ít. Lâm Duy diễn sen mồm nói, 1092. Đại lý tự khanh, như thế nào còn có lẽ có chẳng. Lâm Duy diễn miễn cười, bởi vì ta là 112. Tống hỏi, không, ta muốn thu một trăm mười một hai lâm duy diễn người bán không ra đi tống hỏi chỉ hướng đại lý tự khanh ngươi mua không mua không mua đại lý tự khanh thực dứt khoát nói không có tiền tống hỏi nói cái này hảo thương lượng ta có thể cho ngươi đi cái số lẻ đại lý tự khanh tưởng nói một trăm lượng cũng không có tống hỏi mười một lượng đại lý tự khanh đại lý tự khanh nói hảo đi chỉ là ta trên người không có như vậy nhiều tiền Tống hỏi bàn tay bất động. Đại lý tự khanh vẽ giận nói, ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Thiếu ngươi này 11 lượng. Tống hỏi thu trở về, xoa xoa tay nói, ta trước thanh minh a hai có thể mua 112 đáp án. 11 lượng, chỉ có thể mua 11 lượng đáp án. Cái này vẫn là không giống nhau. Đại lý tự khanh một tay ấn ở trên bàn, nói, bệ hạ muốn ra mấy năm gần đây bí hạ nâng lên giá gạo quan viên, ta muốn tận khả năng biết, có bao nhiêu người những người này là ai tham nhiều ít bạc đã tham dự việc này bao lâu một người một lượng bạc tử tống hỏi a một tiếng cử trà uống một ngụm nói không cần những người này mười một lượng đóng gói đại lý tự khanh sửng sốt kia một trăm mười một hai đáp án là cái gì tống hỏi một cái ta cảm thấy hứng thú người đại lý tự khanh không tỏ ý kiến ở hắn xem ra làm giá gạo trên diện rộng dao động người xa không có những cái đó tham quan tới nguy hiểm nếu không phải lần này ngoài ý muốn, bọn họ chỉ sợ còn phát hiện không được này nhóm người ác hành. Đại lý tự khanh, nói đi. Kỳ thật thật sự rất đơn giản. Tống hỏi thuận miệng nói, ngươi chỉ cần đem trường an thành tiệm gạo lão bản, toàn bộ đều trảo tiếng đại lý tự hỏi một câu thì tốt rồi. Đại lý tự khanh trừng mắt, đây là ngươi đáp án. Còn 11 lượng. Hắn cười lạnh hai tiếng nói, ngươi là muốn hại ta, vẫn là muốn báo thù. Này 11 lượng là thù lao, vẫn là ngươi cho ta lưu quan tài bổn. Tống hỏi cái này liền không vui, ngươi đây là tại hoài nghi ta thành tinh. Ta tống gia ở tiền đường là kinh thương người, ta tống hỏi ở trường An cũng là có mười mấy gian cửa hàng người. Phàm là làm buôn bán, ta có thể chưa từng có nói giỡn. Ngươi biết trường An có bao nhiêu tiệm gạo sao? Sẽ liên lụy bao nhiêu người? Hiện tại còn không chứng không cứ, ngươi khiến cho ta đi bắt những cái đó thương hộ, dụng hình phạt thẩm vấn bọn họ. Dùng cái gì phục chúng? hai cái này tiền lệ sau này chuyện gì đều phải đi tìm thương hộ phiền toái đại lý tự khanh nói chẳng phải là gọi bọn hắn nói ta đại lý tự vô năng chỉ biết ỉ mạnh hiếp yếu mà thôi tống hỏi nga về điểm này ta tự mình trải qua nói cho ta là sự thật tới đại lý tự khanh đến nàng chế nhạo rất là thất vọng nói trong thành bá tánh thật vất vả trấn an đi xuống còn làm này hành vi hay là tống tiên sinh đã quên thương hộ cũng là bá tánh không phải sở hữu thương hộ, đều cùng tiệm gạo có quan hệ. Này quan không trảo, trước trảo dân. Này trong đó loan loan đạo đạo, thật không ai biết được sao? Trường An Thành thật vất vả mới trấn an đi xuống, lại cho chính mình gặp phải sự tình. Tống hỏi vỗ tay nói, có đạo lý, nói rất đúng. Sự án không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đại lý tự Khanh xua tay nói, thôi, việc này vẫn là không nhọc ngươi lo lắng. Chậm đã. Tống hỏi gọi lại hắn nói, ngươi như vậy thái độ ta liền rất không cao hứng ta còn chưa nói xong đâu đại lý tự khanh xoay người ngươi còn muốn nói cái gì tống hỏi chụp được chén trà nói ta là làm ngươi thỉnh bọn họ đi đại lý tự liền cùng ngươi lúc trước thỉnh thư viện học sinh đi giống nhau chỉ là thẩm vấn mà thôi đại lý tự khanh sau đó đâu kinh tế học thượng có một cái rất có danh lý luận gọi là tù nhân khốn cảnh đại khái ý tứ chính là mỗi người đều sẽ lấy tự thân lớn nhất ích lợi tới làm ra cuối cùng quyết sách. Tống hỏi đứng lên, đi đến trước mặt hắn, nói, ngươi đem bọn họ đều đưa tới đại lý tự đi, làm cho bọn họ cho nhau thấy, nhưng đừng làm bọn họ cho nhau nói chuyện với nhau. Ngươi có thể dọa dọa bọn họ, nhưng là không cần tra tấn ép hỏi bọn họ. Tống hỏi, ngươi có thể nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ cung khai, hơn nữa cung ra cùng lên ào ào giá gạo có quan hệ người tới, bọn họ liền có thể từ nhẹ xử lý. Nhưng nếu bọn họ bảo trì trầm mặt, mà đối phương đưa bọn họ cung ra tới, kia bọn họ đã chịu trừng phạt sẽ gấp bội, thậm chí liên lụy bọn họ con cái. Bệ hạ đã nói, phàm cùng giá gạo có quan hệ người, nghiêm trị không thua. Có thể cứu bọn họ, hiện tại chỉ có bọn họ chính mình. Đại lý tự khanh, nhưng nếu bọn họ cái gì đều không nói đâu. Vậy lại đều thả bái. Coi như là hỏi một chút sao. Tống hỏi nhúng vai nói, ngươi còn có thể lại trá lừa hắn nhóm, binh bất yếm trá sao. 84 lại mua đáp án đại lý tự khanh nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, bởi vì đủ âm. Thương nhân nhất hiểu biết thương nhân, đồng thời cũng hiểu biết những cái đó ở quan ngôn thương người. Cho nên vô luận là cùng thương hộ, hoặc là cùng quan viên, bọn họ cho nhau chi gian không có tín nhiệm, nhiều nhất chỉ có ít lợi. Đã từng bọn họ quan hệ là củng cố, nhưng hôm nay giá gạo đại ngã, bọn họ quan hệ tự nhiên liền đứt gãy. Chỉ cần trong đó có một người là phản đồ, sở hữu tương quan đều là chết. Một khi đã như vậy, tự nhiên là muốn lựa chọn đối chính mình có lợi nhất kết quả. Tống hỏi bắt lấy quạt xếp nói, ngươi chỉ cần cho hắn một chút dao động lý do, hắn liền sẽ nói cho muốn đáp án. Tống hỏi, mà mang nhập đại lý tự người nhiều như vậy. Liền tính cung ra tới, ai phải biết rằng là ai cung đâu. Nếu cung, đương nhiên muốn cung chút hữu dụng người. Ai là hữu dụng người đâu? Tống hỏi chỉ chỉ mặt trên, ngươi mười một lượng. Đại lý tự khanh nói, ngày mai đi đại lý tự lấy dứt lời liền xoay người phải đi. Không biết đại lý tự có bao nhiêu người, không biết đại lý tự đều là nhiều ít bổng lộc. Tống hỏi trung đùi đắc ý tại chỗ xoay quanh, thở dài, ai nha, tuy rằng ta chỉ nói hai câu lời nói, nhưng này mười một lượng là thật sự tiện nghi. Tiên sinh quả thật là không hảo làm a. À. Đại lý tự khanh dưới chân một vướng, quay đầu lại nói, ngươi nếu là nghĩ đến đại lý tự, nhưng thật ra có thể cho ngươi lưu vị trí. Tống hỏi từ chối nói, kia vẫn là tính đến lúc đó nói một câu liền 11 lượng cũng chưa. Đại lý tự khanh. Biết cùng người này tuyệt đối không thể miệt mài theo đuổi, lúc trước đã đắc tội quá nàng, cũng đừng hy vọng nàng nói cái gì hảo lời nói. Ông quyền lực làm cảm tạ, hôm nay tính thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau đó liền đẩy cửa mà đi. Hai gã sai vặt lúc này mới từ phía sau ra tới. Tiểu ngũ thấp thỏm hỏi, thiếu gia, ngày này đến tột cùng là làm cái gì? Này trong kinh thành thấy liếc mắt một cái cũng không dễ dàng đại quan, như thế nào các đều hướng ta nơi này tới tống hỏi như thế nào tiểu ngũ vẫn là thực sợ hãi tiểu lục đi theo gật đầu mịt mờ nói thiếu gia ngài nhưng đến chú ý chính mình thân phận tống hỏi ngày nào đó bọn họ không hướng nơi này tới kêu ta hướng bọn họ nơi đó đi thời điểm các ngươi lại lo lắng đi Khi cũng không tới phiên ta lo lắng tiểu ngũ cúi đầu lẩm bẩm nói lão gia đến trước làm ta đi xuống cho ngài đoạt cái hảo vị tiểu lục đẩy hắn một phen như thế nào nói chuyện đâu ai có việc cũng không tới viên chúng ta thiếu gia có việc tống hỏi tiếng lên nhớ tiểu ngũ mặt một phen các ngươi thiếu gia ta là phải làm đại sự tình đại sự tình tiểu ngũ ngơ ngác nói ta tống gia quả nhiên muốn xong tống hỏi cảm thấy đầu vẫn là muốn đau một chút này từng cái tổng tới tìm nàng nàng đều điều thấp không được thật sự là rất nguy hiểm nàng ở trường an còn có thể ngốc bao lâu là cái vấn đề đại sớm Bên ngoài phu canh mới vừa gõ quá la, sách trời vẫn là ám, tống hỏi liền nổi lên. Như vậy sớm ra cửa. Lâm Duy Diễn quỷ mị xuất hiện ở nàng phía sau nói, ngươi suy nghĩ làm cái gì? Tống hỏi vừa uống, quay đầu lại nói, ta đối 111 thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc bọn họ không muốn mời ta ra. Lâm Duy Diễn, cho nên ngươi hiện tại muốn đi ra 111 hai. Không, ta đối hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Quan trọng là, tìm được hắn lúc sau ta không biết nên làm cái gì bây giờ ta còn không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái tống hỏi tự nhiên là đi thư viện lâm duy diễn không tin tống hỏi sao có thể khởi đại đã sớm vì đi thư viện nàng không khiêu khóa liền không tồi vì thế đi theo tống hỏi mặt sau một đạo ra cửa hai người trước tiên ở ven đường ăn cơm sáng sau đó triều thư viện phương hướng đi đến đi đến lối rẽ liền thấy nàng bỗng nhiên xoay nói hướng bên kia đi đến Lâm Duy Diễn nhắc nhở nói, thư viện bên trái biên. Tống hỏi chân thành nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, thư viện không có gì yêu cầu ta lo lắng. Ta đi trong thư viện người mỗi ngày đều phải kinh hồn tán đảm, vẫn là cấp phó trợ giáo nghỉ ngơi một trận tương đối hảo. Lâm Duy Diễn, vậy ngươi đến tục cùng muốn đi nơi nào? Tùy tiện đi dạo. Tống hỏi giơ tay một lóng tay nói, trời sáng khí trong không phải. Tống hỏi cái này tùy tiện một dạo, liền dạo đi truân điền tư. Trương Điền Tư đã cơ hồ bị mễ chất đầy. Bên ngoài cũng là đứng không ít người, bài đội chờ đợi thanh toán gạo. Vương Nghĩa Đình liền xen lẫn trong đám người bên trong, cấp mọi người giảng giải, trấn an. Này giá gạo năm nay triều đình chính tiền thu, kia sang năm nhưng làm sao a? À? Sang năm triều đình tổng không thu đi. Nhưng này giá gạo còn có thể trướng trở về sao? Nông hộ ưu sầu nói, vẫn là nói không thể loại mễ lạp. Một người khác nói, kỳ thật này giá gạo ngã là hảo, này giá gạo trướng nhiều mau đều cùng chúng ta không quan hệ nhưng ngã quá nhiều chúng ta cũng là muốn ăn cơm vương nghĩa đình chậm rãi nói an tâm loại chỉ lo loại việc này triều đình phụ trách chính là giá ngã cũng sẽ không làm chư vị ăn không được cơm khi triều đình thu mễ nhưng làm sao bây giờ nông hộ nói nhiều như vậy mễ đâu vương nghĩa đình nói tự nhiên là có khác cách dùng nơi nào yêu cầu liền đưa chạy đi đâu tống hỏi không nghĩ tới vương nghĩa đình đối với nông hộ cũng có thể như vậy ôn hòa thật là một chút giọng quan cũng không có vương thị lan tống hỏi hô duyên phận lại gặp mặt vương nghĩa đình ngẩng đầu cười nói là duyên phận ở hộ bộ trương điền tư phía trước gặp được hộ bộ thị lan tống hỏi nhìn xung quanh hai mắt cười nói vội đâu vương nghĩa đình triều hắn đi ra nói tạm được này trương điền tư sự ngươi cũng quản tống hỏi giao cho thủ hạ không phải hảo sao hàng đầu vẫn là điều tra rõ phía sau mà người không phải sao vương nghĩa đình cười nói thái phó lo lắng việc này không bỏ xuống được nhưng lại thoát không khai thân đối ta nhưng thật ra có vài phần tín nhiệm ta liền thấy hắn lão nhân gia tới tống hỏi gật đầu khen ngợi nói thánh nhân bất lợi mình ưu tế ở nguyên nguyên vương nghĩa đình cười nói thái phó đạo đức tốt tùy hắn làm việc xác thật được lợi không nhỏ tống hỏi ta là nói ngươi thái phó có phải hay không quan tâm nơi này tống hỏi không biết nhưng vương nghĩa đình giờ phút này nhất quan tâm thật là này đàn nông hộ đúng là hộ bộ lập công rất tốt cơ hội ai không thượng vội vàng ở công lao bộ thượng thêm cái tên của mình hắn lại ở chỗ này làm một ít nhìn như không sao cả sự tình kỳ thật việc này hộ bộ là có thể giúp đỡ nhưng có thể giúp không nhiều lắm sổ sách ghi lại chỉ sợ không đủ kỹ tràng tỉ mỉ nếu không cũng sẽ không ba năm tới cũng chưa nhìn không ra cái gì manh mối từ đại lý tự cùng ngự sử đài trực tiếp vào tay thẩm vấn, mới là nhanh nhất phương pháp. Thái phó còn muốn phối hợp các bộ công việc, những người khác vội cái gì nha? Hạt bận việc bái. Vương Nghĩa Đình bị nàng bỗng nhiên một khen, vi lăng, ngạch lâm duy diễn hỏi trước nói, có ý tứ gì? Ân tống hỏi nghĩ nghĩ, cắt đến lâm duy diễn trình tự, nói, muốn thích giúp đỡ mọi người. Lâm duy diễn lĩnh ngộ gật đầu. Tống hỏi đối hắn nhưng thật ra rất có hảo cảm, quấy rầy ngài làm việc sao? vương nghĩa đình nói quá lời nhưng thật ra không có gì mấu chốt tống tiên sinh là tìm ta có việc tống hỏi chỉ hướng một bên quán trà tâm sự vương nghĩa đình thỉnh lâm duy diễn lại không theo sau đi đến dọn mễ kia sai dịch bên người vỗ vỗ vai hắn sai dịch mồ hôi đầy đầu quay đầu hỏi có việc nhi lâm duy diễn đem phía sau trường côn giải đưa tới trong tay hắn sai dịch ngốc nói làm gì vậy lâm duy diễn giúp ta nhìn Sai dịch mới phản ứng lại đây, không vui nói, này vội vàng đâu, tiểu hài nhi đến một bên đi. Như vậy nhiều mễ xe mễ thấy sao? Lâm Duy diễn kinh thường cười, tay không sách lên hai túi mễ, hướng trên vai một kiên, Lại tay không sách lên hai túi mễ, hướng dưới nách một kẹp. Cao lãnh quay đầu lại, hỏi, dọn đi chỗ nào? Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Sai dịch tay rung lên, đem hắn trường côn ném tới địa phương. Lâm Duy Diễn không vui nói, ngươi người này, như thế nào như vậy? Bên cạnh nông hộ, này đứa nhỏ này Vương Nghĩa Đình nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy cảnh này, cũng là kinh hãi hắn tống hỏi, hắn ở giúp người làm niềm vui. Chờ lát nữa nhớ rõ khen khen hắn. Vương Nghĩa Đình, tạp dịch bưng trà lại đây, cấp nhị vị đảo thượng Tống hỏi gõ gõ cái bàn, đem đối diện người lực chú ý kéo trở về. Tống hỏi, ít có quan lại, giống ngài như vậy kiên nhẫn. Làm ruộng cũng là không dễ dàng. Bọn họ lo lắng hải hùng, không phải không có đạo lý vương nghĩa đình thổn thức nói sợ tới cái gió to mưa to thu hoạch liền không có có thu hoạch sợ năm nay giá cả muốn ngã giá không ngã còn muốn tính tính năm nay thuế phú càng sợ chính mình mệt đổ sinh cái bệnh vậy cái gì đều đừng nói nữa tống hỏi vương thị lan đối này đó rất là hiểu biết sao vương nghĩa đình còn có thể thiết thân thể hội quá mà thôi tống hỏi ngài còn thiết thân thể hội quá này đó Vương Nghĩa Đình giải thích nói, ta từ nhỏ cùng ta ông ngoại ở nông thôn lớn lên. Lúc sau mới hồi Trường An. Tống hỏi gật đầu nói, thì ra là thế. Hai người uống ngụm trà. Tống hỏi lại nói, Vương Thị Lan thiếu tiền sao? Vương Nghĩa Đình sửng sốt, nói, Tống tiên sinh thiếu tiền sao? Ta nhưng thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng bổng lộc đều tồn. Không, ta cho rằng giống Vương Thị Lan người như vậy, nhân trung long phượng, hẳn là càng tống hỏi cắn ngón tay, xem hắn ăn mặc, rất là khó hiểu nói, ân không nghĩ tới như vậy một mặt. Vương Nghĩa Đình Nguyễn chuyển nói, ta từ nhỏ không như thế nào gặp qua phụ thân, mười mấy tuổi mới hồi gia, mặt trên còn có hai vị ca ca. Nga, minh bạch minh bạch. Tống hỏi chụp hắn bả vai nói, nhưng cố tình, nhất có tiền đồ cái kia lại là ngươi, đúng không? Vương Nghĩa Đình hổ thẹn nói, Tống tiên sinh chớ có vui đùa. Chỉ là vận khí tốt, chịu thái phó thưởng thức mà thôi. Vương Nghĩa Đình không nghĩ lại nói này đó, xoay đề tài nói, Tống tiên sinh đối lần này giá gạo sự tình thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Tống hỏi, ác liệt. Vương Nghĩa Đình gật đầu nói, xác thật thực ác liệt. Nếu không phải tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, này đó nông hộ liền phải tao ương. Tống hỏi cười nói, Nga, ta không phải nói cái kia tạp giới người, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn thực thông minh. Lại thông minh cũng so bất quá tống tiên sinh. Hết thảy đều bị ngài lưu trúng. Vương Nghĩa Đình nghĩ đến việc này, có chút phẫn nộ nói, mặc kệ hắn bổn ý vì sao, bản tính tự đại, mới có thể binh hành hiểm chiêu. Nếu không phải triều đình ứng đối kịp thời, sớm có chuẩn bị, nông hộ bạo động, hậu hoạn vô cùng, liền không chỉ là trường an thành sự. Tống hỏi cười nói, ta phát hiện đó là bởi vì hắn muốn cho người phát hiện. Nếu làm việc này người là ta, hắn khẳng định cũng có thể phát hiện ta. Cũng đúng là bởi vì có nguy hiểm, mới yêu cầu đảm phách. Trên đời này có vài món tuyệt đối an toàn sự đâu. Vương Nghĩa Đình phát hiện hai người giải thích có điều lệch lạc, không khỏi tranh chấp, liền nói, không nói cái này đi. Ta hướng Vân Thâm thư viện học sinh, hỏi chút ngài khóa thượng nội dung, chỉ là còn cái biết cái không? Có chút đồ vật, tưởng tự mình hướng ngài lãnh giáo. Tống hỏi Lý Lý vạt áo, có rảnh, tùy ý hỏi. Tống hỏi bỗng nhiên phát hiện. Vương Nghĩa Đình giải thích phi thường đúng chỗ. Từ học gà mờ học sinh trên người học được đồ vật, thế nhưng so với kia đàn gà mờ còn nhiều cùng thông minh học sinh nói chuyện, đó là rất có cảm giác thành tựu. Dường như ngươi thấy hắn đã thông kỳ kinh bát mạch giống nhau. Vương Nghĩa Đình cũng là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai là như vậy cái ý tứ. Tống hỏi cùng hắn càng giảng càng là hoài nghi, lại cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không phải là. Vương Nghĩa Đình quá bình tĩnh. Hơn nữa hắn là hộ bộ thị lan, hắn mặt trên có tống kỳ. Nếu phát hiện vấn đề, hắn có thủ đoạn có thể trực tiếp thượng gián. Vị kia nện xuống giá gạo người, càng hẳn là lòng có khát vọng, lại hữu tâm vô lực người. Tống hỏi phỏng đoán, hắn nếu có thể nhìn ra giá gạo có vấn đề, hơn phân nửa cũng là ở hộ bộ nhậm chức. Thật là chơi tiền người đều đặc biệt thông minh. Tống hỏi không cấm cảm khái, quả nhiên nhân tài đều nộp lên cấp quốc gia. Hai người trò chuyện hơn một canh giờ, tống hỏi chỉ là hơi nói một ít, liền dừng. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật, cái gì đòn bẫy, cái này triều đại còn không có, bọn họ học cũng là vô dụng. Trung Điền Tư có lâm duy diễn tương trợ, hiệu suất tăng gấp bội. Tống hỏi qua đi thời điểm, đã tá gần một nửa. Tá xong còn muốn một lần nữa đâm xe, vẫn đi kho lúa. Tống hỏi giơ tay chiêu hắn nói, đi. Lâm Duy Diễn lau mồ hôi, ở mọi người nhìn lên ánh mắt đi, nhắc tới gậy gỗ rời đi. Từ trước mắt tới xem, đại lý tự thẩm vấn hẳn là rất có hiệu quả. Không ít quan viên đã lục tục bị mời vào đại lý tự. Lý Tuân cũng lộ ra một chút, ngự sử đài đã đem mổ vài vị chính thức định tội. Trường An trong thành nhất phái cùng tường. Nếu không phải đầu đường đầu hẻm còn tại đàm luận việc này, đều không thể tưởng được Trường An giá gạo rung chuyển, liền phát hiện ở mấy ngày phía trước. Tống hỏi chuẩn bị ra phân bài thi cho nàng các học sinh thử xem tay, chư vị học sinh rất là hưng phấn. Mặc kệ là tốt là xấu, cuối cùng có phần nhi không phải. Khảo khảo khảo. Tống hỏi xem bọn họ hỉ khí dương dương bộ dáng, tàn nhẫn nói, lần này việc học đã nói tốt là không điểm. Cho nên khảo không tốt, chúng ta đảo khấu chúng sinh này đối vân thâm thư viện tới giảng tuyệt đối có vượt thời đại ý nghĩa tống hỏi chụp bàn nói tới 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 đại gia có chỗ nào không hiểu mau chút nói ta hảo cho các ngươi ra cuốn chúng sinh tống vấn tâm tình rất tốt cùng lâm duy diễn một đường chạy chậm trở về nhà về đến nhà phát hiện kia tôn hàng ma đại phật lại tới nữa tống hỏi ha ha cười nói quan khanh nhanh như vậy liền tới cho ta trí cảm tạ khách khí khách khí đại lý tự khanh từ ngực móc ra hai tấm ngân phiếu, chụp ở trên bàn, 112. Tống hỏi, làm cái gì? Đại lý tự khanh, 112 đáp án, ta hiện tại muốn mua. Tống hỏi trầm mặt một lát, nói, chính là ta không nghĩ bán. Nàng đem ngân phiếu đẩy trở về, ngồi nói trên ghế nói, hơn nửa người kia là ai cũng không quan trọng. Đại lý tự khanh không bằng trước đem phía trước người trảo tề đi, như vậy đã hảo báo cáo kết quả công tác đi. Đại lý tự khanh lắc đầu nói, cũng không đơn giản. Thái phó cùng ngự sử công tuy đem việc này vạch trần ra tới, nhưng liên lụy quan viên, thật sự là quá nhiều. Đại lý tự cũng chỉ có thể giết gà dọa kỹ. Nhưng tuy là như thế, triều đình trên dưới, vẫn là rất nhiều bất mãn. Tống hỏi gật đầu. Rốt cuộc kinh thành giá gạo, không phải một hai người có thể khống chế được. Này có thể tránh ở sau lưng, mới là mưu lợi nhiều nhất. Đại lý tự đã cầm không ít người, hiện giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ rốt cuộc triều đình các chức các vị không nên chỗ trống chật gian thiếu một đám nhất thời như thế nào tìm được thích hợp thế thân người mà này đó tạm thời chỗ trống chức trách chỉ có thể rơi xuống bên cạnh người trên người cũng là vì hoặc nhiều hoặc ít liên lụy trong đó đại lý tự động tác một đại triều đình trên dưới liền nhân tâm hoảng sợ này nhóm người khiêu khích sự tới sao bình thường bá tánh nguy hiểm nhiều cần thiết phải cẩn thận có rất nhiều quan viên tuy rằng không có ra mặt cũng không có bại lộ nhưng ít lợi đã thiết thực bị hao tổn. Còn nữa, phạm án người nọ, mặc kệ bổn ý vì sao, nhiễu loạn pháp kỹ, là xác thực, vô pháp giải vây. Đại lý tự khanh nói, lần này đại lý tự cùng ngự sử đài buộc tội quan viên, không có tra ra thân phận của người này. Chúng thần liền lấy này thượng tấu, nói đại lý tự có thất bất công, cố ý lượt quá người này. Bệ hạ cố ý kêu ta cùng ngự sử công qua đi, dặn dò hai câu. Việc này tuy rằng là bệ hạ chính miệng chỉ dụ, nhưng tiếp tục đi xuống, sợ sẽ chọc đến hắn không mau bởi vì thượng tấu khuyên can hoặc là tìm hắn khóc lóc kể lễ người thật là quá nhiều bệ hạ ý tứ là lúc trước lên ào ào giá gạo sự có thể đại khái như thế người chịu tội thay số lượng đã vậy là đủ rồi lại nhiều trường an cũng là muốn xảy ra chuyện hiện tại liền thiếu một người kết thúc cũng hảo an một chút trong triều trọng thần tâm tống hỏi bọn họ lợi hại như vậy ngươi làm cho bọn họ chính mình ra đi a à? đại lý tự khanh bình tĩnh nhìn nàng Nga, ta đổi cái cách nói. Tống hỏi, đại lý tự lợi hại như vậy, các ngươi chính mình ra đi a. À? Đại lý tự khanh, đại lý tự khanh, ngươi sinh khí cái gì? Tống hỏi nhún vai, ta nào có? 111 hai. Hoặc là càng nhiều giới, tùy ngươi khai. Người này không trảo ra tới, khó có thể xong việc. Đại lý tự khanh nói, tống tiên sinh, ta biết ngươi để ý không phải tiền. Nhưng ta tưởng ngươi cũng biết, trên triều đình sự, có đôi khi, là chẳng phân biệt đúng sai. Bá tánh vì trước. Ngươi đi tìm hộ bộ A, hoặc là hỏi tiếp những cái đó thương hộ A, ngắn hạn nội mua vào như thế rất nhiều gạo, sao có thể một chút manh mối đều không có. Ngươi tới tìm ta có thể có ích lợi gì? Ngươi thật khi ta có thể bấm tay tính toán A. Tống hỏi hừ nói, ta nếu có thể bấm tay tính toán, ta liền trước đem phía sau màn đại lão cấp tính ra tới. 85, dò hỏi tiệm gạo Tống hỏi rõ hiển thị có chút không vui. Đại lý tự khanh dừng một chút, vô pháp, vẫn là đến tiếp tục nói. Thương hộ nơi đó không có manh mối, bọn họ cắn chết nói không biết người nọ là ai. Hộ bộ cũng không có bất luận cái gì ký lục. Đại lý tự khanh nói, cũng đúng là bởi vậy, mới vô pháp cùng bệ hạ công đạo. Hiện giờ xem ra, người này có lẽ, cũng cùng triều đình thoát không khai căn hệ. Tống hỏi vuốt tóc, hứng thú thiếu thiếu nói, Nga. Này căn bản không phải cùng bệ hạ công đạo, đây là cấp ác thế lực đại lão công đạo. Đại lý tự khanh nói tiếp, bọn họ phía trước đều đã cung khai, đại lý tự không có không lấy tin đạo lý. Cho nên đâu? Tống hỏi, mẻ đều là bầu trời rơi xuống không thành. Giá không phải bọn họ chính mình đề. Đại lý tự khanh nói, giá thật là bọn họ đề, nhưng bọn họ đều nói không phải ai trước đề. Tóm lại về việc này, liền im bạch không nói chuyện. Chỉ nói là đi theo người khác trướng giới. Tống hỏi cúi đầu moi moi móng tay, Nga. Rốt cuộc nâng giới không bán, còn có thể thoái thác là phía sau màn quan viên sai khiến bọn họ bị buộc bất đắc dĩ mà lần này chủ động trướng giới tuy rằng cũng là về tình cảm có thể tha thứ nhưng bọn hắn đều sợ nhiều gánh vác hạng nhất tội danh vốn dĩ chính là vì tự bảo vệ mình loại chuyện này tự nhiên cũng đẩy không còn một mảnh huống chi cùng phong loại sự tình này ai sẽ đi quản dẫn đầu người là ai đại lý tự khanh nói người này quyết định không đơn giản thận trọng từng bước cẩn thận quan trọng là không biết này lai lịch. Sợ chúng ta nhất cử nhất động, đều ở hắn trưởng quầy bên trong. Tống hỏi, Nga. Đại lý tự khanh xem nàng dáng vẻ này, rất là bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ lo lắng không phải không có lý, ta tưởng ngươi là minh bạch. Nước quá trong ắt không có cá, người khắc khe ắt không có bạn. Bổn án đến tận đây, đã định tội 21 danh quan viên. Tống hỏi, minh bạch, người đông thế mạnh sao? Cái gọi là phát không trách chúng, là giống nhau đạo lý quần thần thượng gián bệ hạ cần thiết mở miệng trên triều đình hắn cũng là muốn cân nhắc rút cuộc hắn còn cần người tới làm việc cho nên làm hoàng đế là một kiện khổ sai sự nhìn như tự do kỳ thật nhất không tự do bất quá trong đó bao nhiêu người lại là người nào cùng việc này có quan hệ tưởng hắn trong lòng cũng là hiểu rõ đại lý tự khanh lại có thể như thế nào ngươi có thể tìm ra lưỡng toàn phương pháp sao ta không biết tống hỏi bằng không ta cho ngươi giới thiệu cá nhân đại lý tự khanh ai hộ bộ thị lan vương nghĩa đình hắn mới là các ngươi bên trong người a tống hỏi chụp bàn nói các ngươi triều đình có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ chỉ là ngươi không biết mà thôi tao các ngươi bạch bạch làm lơ không có thi triển chỗ thật sự là thở dài đại lý tự khanh nghe nói chán nản nói ta tìm tống thái phó tống thái phó làm ta hỏi một chút vương thị lan chính là vương thị lan để cho ta tới tìm ngươi tống hỏi tống hỏi một lần nữa cúi đầu nha. đại lý tự khanh tống tiên sinh tống hỏi xoa đầu nói đừng hô nếu hắn bổn ý thật là làm giá gạo giáng xuống thật là vì bá tánh nói như vậy giá gạo ra ngoài hắn dự kiến bắt đầu đại ngã thời điểm hắn khẳng định nếm thử quá lớn phê mua nhập ổn định giá cả tống hỏi hắn cùng nhà ai tiệm gạo mua mễ này từng cái ra qua đi luôn có khả nghi địa phương đi đại lý tự khanh không có Mấy ngày gần đây, trường an ngoại lai bán mễ thương hộ cũng rất nhiều. Như vậy hỏi, hỏi không ra cái gì. Tống hỏi bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi đại lý tự có cái gì nha? Đại lý tự khanh, chính là cái gì đều không có, cho nên mới tới tìm ngươi. Tống hỏi lau mặt, nhưng ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Ta còn có thể cho ngươi biến ra không thành. Đại lý tự khanh cắn răng nói, nói là Vương Thị Lan để cho ta tới tìm ngươi. Hắn nói ngươi có lẽ có thể từ hơi hào tế mặt trông được ra cái gì cũng không nhất định. Tống hỏi, ta chỉ có thể nhìn ra, người nọ khẳng định rất có tiền. Tống tiên sinh, hiện giờ đã không phải vui đùa lúc. Đại lý tự khanh nói, việc này khó mà xử lý cho em đẹp, bệ hạ nếu là mệnh hình bộ thượng thư cũng nhúng tay việc này, tình thế chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Hắn hành sự sấm rền gió cuốn, độc lai độc vãng, nhất định sẽ không khách khí từ hộ bộ xuống tay. Bậc này vào đầu hộ bộ một loạn, trong thành không tránh khỏi lại muốn trung chuyển một trận các ngươi như thế không giải quyết được gì sợ không phải sẽ xuân phong lại khởi đừng quên bọn họ mễ còn nhiều lắm đâu tống hỏi không vui nói này tá ma giết lừa cũng quá nhanh đại lý tự khanh biết nàng là vì việc này cảm thấy không thoải mái nói vô luận phạm án giả người nào ta đáp ứng ngươi ta chắc chắn kiệt lực thế hắn cầu tình ngươi cầu tình lại không đáng giá tiền tống hỏi chúng ta vẫn là coi trọng điểm thực tế Đại lý Tự Khanh, ngươi muốn làm cái gì?" Tống hỏi, "Này ngươi liền không cần phải xen vào. Đừng quên ngươi thiếu ta nhân tình." Đại lý Tự Khanh, "kia, việc này, ngươi quản." Tống hỏi tay ấn ở ngân phiếu thượng, "ta tiếp." Đại lý Tự Khanh triều nàng liền ôm quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. "Dứt lời đứng dậy rời đi." Lâm Duy Diễn treo ở trên cây, bỗng nhiên nói, "ngươi muốn đi bắt cái kia ngươi thích người thông minh." Tống hỏi đứng lên nói, có lẽ ta có thể tìm được hắn nói cho hắn cẩn thận một chút làm hắn chạy nhanh chạy đâu nếu ngươi như vậy tưởng cũng quyết định làm như vậy vậy ngươi hiện tại thoạt nhìn hẳn là thật vui vẻ lâm duy diễn run rẩy chân nhìn phía chân trời nói chính là ngươi một chút cũng không tống hỏi dừng một chút ngửa đầu hỏi nếu là ngươi ngươi sẽ làm sao lâm duy diễn nói chúng ta là giảng giang hồ đạo nghĩa tống hỏi vậy ngươi giang hồ đạo nghĩa là cái gì lâm duy diễn trầm tư một lát nghiêm túc đáp, ta chỉ cùng giảng giang hồ đạo nghĩa người giảng giang hồ đạo nghĩa. Tống hỏi, tống hỏi biểu môi, cho nên đâu? Ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Duy Diễn, giảng giang hồ đạo nghĩa người, sẽ không để cho người khác nhân chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Cho nên ta dễ dàng không giao bằng hữu. Dứt lời chính mình cũng cảm thấy rất có đạo lý, ứng hòa ân một tiếng. Nương ai? Tống hỏi dở khóc dở cười, cấp này tổ tông quỳ. Tống hỏi, ngươi xuống dưới. Chúng ta trong viện này thụ đều làm ngươi cấp áp lùng. Lâm Duy Diễn nhảy xuống, đối nàng lời nói thật không tán đồng. Lâm Duy Diễn nói, kỳ thật ta cảm thấy không nên đáp ứng hắn. Tống hỏi ngồi trên cái bàn, chân dẫm ghế đá, tìm cái cực kỳ thoải mái tư thế, thở dài. Người này đem chuyện phiền toái toàn ném cho ngươi, thuyết minh chính là cái thực không nói giang hồ đạo nghĩa người. Ngươi không giúp hắn, cũng nói quá khứ. Lâm Duy Diễn nói, đúng rồi, hắn trước kia còn đắc tội quá ngươi ngươi không giúp hắn tính đương nhiên này không phải nói quá khứ hoặc không thể nào nói nổi sự tình nói là nói cho người khác nghe nhưng làm là làm cho chính mình xem tống hỏi hắn kỳ thật nói rất đúng tuy rằng như vậy mọi người đều không muốn nhưng lại là lựa chọn tốt nhất lâm duy diễn nói nhưng việc này làm chính ngươi không cũng không vui trên đời này luôn có một loại đồ vật gọi là đại cục nói luôn là sẽ lấy không thể hiểu được phương thức cùng ngươi cá nhân ý nguyện khởi xung đột tống hỏi chống nạnh nói đây là làm quan ghét nhất địa phương cho nên ta không thích làm quan lâm duy diễn thiên chân nói nhưng ngươi hiện tại không làm quan a à. kẻ lỗ mãng hắt đừng nói chuyện tống hỏi cả giận nói ngươi này tao hài tử như thế nào như vậy đâu lâm duy diễn ngươi không phải quan hắn mới là quan lâm duy diễn nói ngươi này có phải hay không kêu hạt nhọc lòng tống hỏi sửa đúng nói ta cái này kêu rút đau tương trợ đại lý tự cùng hộ bộ hiện giờ lâm vào cục diện bế tắc này từ khoản thượng là ra không ra cái gì tự nhiên không thể dựa khoản ra đại lý tự tra án có có lợi địa phương cũng có bất lợi địa phương có chút vấn đề quan phủ người là khẳng định hỏi không ra tới hiện giờ đại lý tự cùng ngự sử đài bị trong triều chúng thần nhìn chằm chằm đi sai bước nhầm liền khả năng cho chính mình đưa tới rất nhiều phiền toái mà có thể tín nhiệm người lại không nhiều lắm mới chỉ có thể tới tìm tống hỏi hỗ trợ lâm duy diễn hiện tại ngươi tưởng làm sao bây giờ đại lý tự như vậy nhiều nhân thủ cũng chưa điều tra ra ngươi muốn như thế nào ra đại khái lại muốn hắn làm sự tống hỏi lấy lòng nói người nhiều không nhất định hữu dụng bọn họ người nhiều như vậy cũng chưa chắc để được với một cái ngươi lâm duy diễn rất là vừa lòng ra xem xét bái ta lại không đáp ứng bọn họ nhất định phải điều tra ra tống hỏi gõ cây quạt đầu tiên ta yêu cầu một cái thác lâm duy diễn quay đầu đi thắt thắt đường nghị đồng chí giờ phút này đang ngồi ở thư viện hậu viện trong phòng khách sắc mặt không tốt nói tống tiên sinh thư viện là ngươi tùy ý quay lại ra vào địa phương sao ngươi chớ quên ngươi là một vị tiên sinh này thật đúng là không phải tống hỏi ta này ra vào không đều đến từ cửa quá cửa kia đại gia mỗi lần đều đến hỏi nhiều ta hai câu đường nghị đường nghị rất nhiều lần tới nghe tống hỏi khóa. Kết quả phát hiện người không ở, nàng các học sinh là đã từ từ quen đi, nhưng đường nghị oán niệm rất lớn. Hắn tốt xấu cũng là tam điện hạ, biết rõ hắn sẽ đến, còn tiếp tục khiêu khóa, có thể thấy được không nhiều coi trọng. Nguyên bản cảm thấy chính mình là có thể trấn trụ nàng, mới phát hiện quá thật là suy nghĩ nhiều. Cái này mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Mỗi lần ngồi ở lớp học bên trong, muốn nhiều xấu hổ đến nhiều xấu hổ. Tống hỏi cực nhã nói, điện hạ, có việc tưởng thỉnh ngươi giúp một chút đường nghị đề phòng nói gấp cái gì ta là cái loại này người sao điện hạ ngươi đây là cái gì biểu tình sợ cái gì tống hỏi chụp hạ bờ vai của hắn cười nói ta chỉ là muốn cho ngươi bồi ta đi mua điểm mễ đường nghị hiện giờ cũng là có chút hiểu biết nàng mua điểm là nhiều ít tống hỏi sau ngón tay nói một chút dù sao ta cũng không có tiền đường nghị nhíu mày lại hỏi vì sao là tìm ta ta nhận thức bằng hữu cũng không mấy cái sao tống hỏi mở ra cây quạt cho hắn quạt gió điện hạ ta xưa nay đặc biệt sùng kính ngài đặc biệt là ngài nhân phẩm cùng ngài khí tiết đường nghị có cổ dự cảm bất tường đường nghị đứng lên vòng quanh nàng đi rồi một vòng nghi ngờ nói ngươi không phải tưởng hố ta đi lâm duy diễn nhìn trời này lại vẫn yêu cầu hoài nghi tống hỏi chỉ vào hắn nói ngài ý tưởng này rất nguy hiểm biết không Đừng nghị tự hồ luôn là lấy tống hỏi không có cách nào. Thí dụ như hiện tại, hắn có thể thực trắng ra đáp lại tống hỏi nàng là ở nói dối. Liên lụy tiếng giá gạo sự, ai đều không có hảo kết quả. Hắn là cái gì thân phận? Hắn có thể làm chuyện gì? Mười mấy năm qua vẫn luôn thật cẩn thận, gặp được tống hỏi sau, lại luôn là vào sinh ra tử. Trước mắt người này, tự hồ liền không biết phiền toái là cái gì. Cũng không phải là mỗi người đều thích ở phiền toái trong sông chảy đường nghị nhìn nàng hồi lâu vẫn là tìm không ra lý do thoái thác tới chỉ có thể thở dài minh bạch tống hỏi xoay người nói là ta khó xử điện hạ đường nghị nói ngươi hiện tại mới biết được là khó xử ta ngươi nếu là biết liền không nên nói cho ta tống hỏi sờ sờ cái mũi nói không có biện pháp bởi vì cảm thấy điện hạ là một vị sẽ trượng nghĩa tương trợ người đường nghị ha hả cười lạnh một tiếng cho nàng phiên đi một cái xem thường Tống hỏi biết hắn đây là đáp ứng rồi, chỉ là trong lòng còn từng có không đi. Người tốt, luôn là muốn có hại. Tống hỏi gật đầu, thế hắn đau lòng nói, ta tràn đầy thể hội. Đường nghị, bất quá việc này ngài cứ việc có thể yên tâm. Có việc, đều sẽ tính ở đại lý tự khanh trên đầu, mà không phải ngài trên đầu. Tống hỏi, ta nếu nói ngươi là ta bằng hữu, tự nhiên sẽ không hại ngươi. Đường nghị, quan khanh. Lâm Duy Diễn lắc đầu đánh giá, một cái không nói giang hồ đạo nghĩa người. Tống Hỏi cùng Đường Nghị từ trong viện ra tới, đánh trước môn mà qua. Đứng ở cửa bối thư lý Tuân mắt sắc, đương cuối cùng ở trong thư viện thấy nàng. Bật thốt lên hô, "Tiên sinh." Tống Hỏi tới thư viện lại không phải tới đi học, quay đầu lại liếc hắn một cái, đưa đi một cái mỉm cười, tiện đà vội vàng rời đi. Lý Tuân lẩm bẩm nói, "Tam Điện hạ." Dọc theo đường đi, Đường Nghị cùng nàng hỏi thăm nàng mưa hoa. "Đường Nghị, ngươi tưởng như thế nào làm?" Tống Hỏi hiện tại có thể biết được người nọ là của ai chỉ có tiệm gạo thương hộ chúng ta chỉ có thể từ thương hộ vào tay đường nghị loại này muốn mệnh sự bọn họ sao có thể dễ dàng nói cho ngươi cho nên ta chỉ là thử một lần chưa chắc đâu tống hỏi dễ dàng không dễ dàng còn muốn xem làm mới biết được ba người đứng ở trường an đầu đường trước mắt đúng là trường an đã từng nổi danh gạo phô trải qua mấy ngày trước đây giá gạo sụp một chuyện sinh ý đã xa không bằng trước thật sự là tiệm gạo ngầm hành vi đều bại lộ ra tới, chọc đến trường an bá tánh giận dữ. Mà ngày gần đây ngoại lai thương hộ lại ở giá thấp bán tháo gạo, nông hộ cũng vẫn không ít mễ tới vào thành, đa số người không hề lựa chọn tiệm gạo, đương cho chính mình tranh khẩu khí. Đường nghị nhìn tiệm gạo, giữ chặt tống hỏi, có chút không kể hoảng hốt, nói, ngươi trước cho ta giao cái đế, ngươi ngốc một lát muốn nói gì muốn làm cái gì. Tam điện hạ anh tuấn tiêu sái anh minh thần võ cơ trí phi phàm. Tống hỏi nghi người nắm tay nói, yên tâm, ta đều là muốn khen ngài. Ngài có thể cái gì đều không nói, an tĩnh gật đầu liền có thể. Đường nghị, mỗi lần Tống hỏi nói ngài thời điểm, hắn đều phải sống lưng phát lạnh. Tống hỏi tiếp tục xoay người, lâm đại nghĩa tiểu hữu ngươi đi theo điện hạ mặt sau. Hung thần ác sát một chút, bảo hộ hắn lâm duy diễn nghe răng hung ác trạng. Tống hỏi, câm miệng. Tống hỏi giơ tay, lại là một cái mệnh lệnh, tiếng. Ba người cùng nhau bước ra bước chân tống hỏi dẫn đầu đi vào đi hét lên người đâu chúng ta muốn mua mễ dựa vào một bên nghỉ ngơi chạy đường nghe tiếng lập tức đi ra nói khách quan muốn mua cái gì mễ bên này đều là tân mễ bên này là thương phẩm tống hỏi gõ cây quạt kêu các ngươi trưởng quầy ra tới ta muốn nít thân cùng hắn nói chạy đường cẩn thận nhìn lên thấy phát hiện ba người ăn mặc khác nhau đi cùng một chỗ có chút kỳ quái chỉ là này đường nghĩ xác thật là quý công tử trang điểm nghĩ đến gia thế không kém ba người lại đều sinh đến dáng vẻ đường đường, sợ là lai lịch không tầm thường, gật gật đầu đi vào thông báo. Chưởng quầy không lâu liền từ buồn trong ra tới, hiếp nhìn hai mắt, giơ tay thi lễ nói, vài vị nhìn không quen mặt. Tống hỏi, không phải khách quen, liền không thể mua sao? Nói chi vậy? Đều là hoan nghênh. Chưởng quầy nói, vài vị tưởng mua cái gì mễ? Tống hỏi, tân mễ, chúng ta muốn mua rất nhiều rất nhiều mễ. Bất quá muốn giá thấp. Chưởng quầy nói, khách quan, miệng ý ra nhiều ít. Tống hỏi, tam tiền. Trưởng quầy hô, nhiều ít. Tống hỏi vương ba ngón tay đầu ở trước mặt hắn quơ quơ. Khách quan là vui đùa lời nói đi. Lúc này mới không lâu trước đây, thu mễ cũng muốn chính tiền mỗi đấu. Nhưng cho dù là hàng, hiện tại cũng đến 6 tiền không đấu. Khách quan ra giá chính tiền, tiểu điếm không còn phải cho không sao. Trưởng quầy bảo trì cuối cùng mỉm cười, nói, khách quan chẳng lẽ là bẩn thiểu ta. Tống hỏi thu hồi tay nói, ta giá tuy rằng thu thấp, nhưng lại không phải không hợp lý. Có một người hắn khẳng định sẽ bán, liền xem hắn có phải hay không trưởng quầy nhận thức người. Chỉ cần hắn bán, nhiều ít ta đều mua. Trưởng quầy sụ mặt, phất tay áo nói, hắn muốn bán, nhiều ít ta cũng mua. Tiễn khách. Đường nghị, vì thế ba người đã bị oanh ra tới. Đường nghị, đây là ngươi nói biện pháp. Đường nghị vỗ tráng, cảm thấy chính mình mau điên rồi, tam tiền thu giá gạo. Tống tiên sinh, đó là mễ không phải thổ. Ngươi đây là đoạt không gọi mua. Tống hỏi, ta còn là cái kia ý tưởng. Nếu hắn bổn ý không nghĩ họa cập nông hộ, như vậy giá gạo ra ngoài hắn dự kiến đại ngã lúc sau, hắn khẳng định mua không ít mễ tới ổn định thị trường, đáng tiếc không có thành công. Nhưng hắn trên tay còn có một đám gạo. Này đó mễ lưu trữ, không phải một cái số lượng nhỏ, liền để chỗ nào đều là cái vấn đề, rất là nguy hiểm. Đường Nghị nói, hiện tại ai còn tưởng lưu trữ mễ đều hận không thể lập tức bán tống hỏi chính là triều đình hiện tại đã quyết định thu tay lại không nghĩ lại ra bọn họ là biết đến muốn xử trí sẽ không vội vã lúc này xử trí trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió lại nói chỉ có người kia đại lý tự hiện tại muốn bắt hắn hắn không tuyển đường nghị nặng nề thở ra khẩu khí tống hỏi đắp bờ vai của hắn người trẻ tuổi vững vàng tương lai vẫn là thực dài lâu Trường An lớn lớn bé bé chính là có mấy trăm gia tiệm gạo đâu. Đường Nghị, cảm thấy con đường phía trước vô vọng. Tống hỏi cái này da mặt, đến tột cùng là có bao nhiêu hậu. Đường Nghị hoài cái này nghi vấn. Đi theo Tống hỏi, như vậy ra vào vài gia tiệm gạo, không thu hoạch được gì. Tuy rằng ở Tống hỏi cái này kiến thức quá nhiều không có khả năng, Đường Nghị không thể không tin phục, ngẹn một đường, vẫn là nhịn không được đem trong lòng tưởng nói ra, người chủ ý này khả năng không lớn đáng tin cậy tống vấn tâm mệt nói thử lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao ba người ở tống tiền tiệm gạo nửa đường gặp được vương nghĩa đình hắn phía sau còn vài người vương thị lan tống hỏi xảo a vương nghĩa đình nhất nhất vấn an tam điện hạ tống tiên sinh lâm thiếu hiệp tống hỏi vương thị lan ở trên phố lắc lư cái gì dẫn bọn hắn ra tới cẩn thận dò hỏi một chút kinh thành giá gạo bệ hạ mệnh hộ bộ một lần nữa hạch toán năm nay thuế phú đã không sai biệt lắm. Vương Nghĩa Đình nói nghiêng đi thân đối thủ hạ nói, các ngươi đi về trước đi, ta cùng vài vị nói hai câu. Tống Vấn Tâm nói này Vương Thị Lan thật là cái minh bạch người. 86. Nhiều phiên khuyên can Vương Nghĩa Đình thấy thủ hạ người đi xa, mới hỏi nói, ba vị đây là muốn đi đâu? Tống hỏi, Nga, chúng ta muốn tìm tiệm gạo hỏi một chút tình huống. Thì ra là thế. Tống tiên sinh là ở giúp triều đình lo lắng. Vương Nghĩa Đình cúi đầu nghĩ nghĩ nói, làm ơn tất làm ta đi theo, một tẩn non nớt chi lực. Tống hỏi, Vương Thị Lan không vội sao? Vương Nghĩa Đình nói, mặt trên sự tình, Thái Phó muốn tự tay làm lấy. Phía dưới sự tình, bọn họ có thể vội đến qua tay. Đảo không ta chuyện gì? Tống hỏi mở ra cây quạt, bọn họ không nhận biết ngươi đi. Nếu là biết thân phận của ngươi, chỉ sợ không lớn phương tiện. Vương Nghĩa Đình nói, chắc là không có. Đại lý tự thẩm vấn thời điểm, ta cũng không có ra mặt. Ngày thường cũng không có gặp mặt cơ hội. Tống hỏi, Thỉnh. Vương Nghĩa Đình gia nhập tiếng vào, tống hỏi ba người ngôn ngữ động tác gian, đều ước thúc rất nhiều. Mang sang một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Đường Nghị nói chuyện phiếm nói, Vương thị Lan tiến hộ bộ đã bao lâu. Vương Nghĩa Đình nghĩ nghĩ, chính mình cũng là có chút giật mình, cười nói, thế nhưng cũng có 12 năm. Tống hỏi đi theo tính toán, cả kinh nói, Vương thị Lan nhập sĩ thật sớm. Vương Nghĩa Đình cúi đầu cười nói, ta khoa khảo năm ấy, vận khí không tồi. 17 tuổi trung tiến sĩ, sau kinh người tiến cử, vào hộ bộ. 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ. Vương Thị Lan 17 tuổi liền khảo trung tiến sĩ. Tống hỏi lắc đầu cảm khái nói, a nha, đệ tử của ta nhóm nếu có thể tập ngài một nửa, kia đã có thể vui vẻ. Vương Nghĩa Đình khiêm tốn nói, luận tài hoa, vương mổ sao dám ở tống tiên sinh trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Hắn lại nhìn về phía đường nghị nói, Hai năm trước từng đọc quá điện hạ viết văn chương, này bị vuốt môn ngựa là một kiện thực thoải mái sự tình. Đặc biệt là Vương Nghĩa Đình loại này, tự thân khiêm tốn, cho nên khen đến tình ý chân thành người. Nhưng đối gia mặt mỏng người tới giảng, liền lượt cảm hổ thẹn. Thí dụ như đường nghị. Lâm Duy diễn ở phía sau cụ một tiếng. Vương Nghĩa Đình mới nhớ tới, bổ sung nói, Lâm Thiếu Hiệp võ nghệ siêu quần, thật là thiếu niên anh hùng. Tự thẹn không bằng. Lâm Duy diễn lúc này thực khách sáo nơi nào? Bốn người nói, lần lượt đi vào tiệm gạo, lặp lại phía trước đối thoại. Vương Nghĩa Đình liên tiếp bị trưởng quầy oanh ra tới, nghĩ đến này trải qua cũng là từ xưa đầu một hồi. Từ lúc ban đầu khiếp sợ co quách, hai nhà cửa hàng sau trở nên bình thản ung dung. Tống hỏi thật vui mừng. Quả nhiên mọi người đều là một đường người. Rốt cuộc, Tống hỏi đem lời nói lặp lại vô số biến, đã miệng khô lưỡi khô thời điểm, một gian tiệm gạo trưởng quầy, chần chờ cười gượng một tiếng, nói, khách quan không phải nói dẫn đi. Này hồi đáp không duyên cớ nghe sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề, nửa phần cười khổ nửa phần bất đắc dĩ. Chỉ là bốn người đã từ như vậy nhiều gia tiệm gạo ra tới, đều không ngoại lệ cũng chưa được đến quá sắc mặt tốt, cũng không có gì ba phải cái nào cũng được đối lập dưới, này trưởng quầy trả lời liền có vẻ dị thường đặc biệt. Tống hỏi rút ra cây quạt, chỉ hướng đường nghị nói, biết hắn là ai sao? Trưởng quầy nhìn đường nghị, lắc đầu. Tống hỏi nghiêm túc nói, có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể ra bên ngoài nói. Vị này chính là Tam Điện Hạ. Đường Nghị, Đường Nghị gian nan đỉnh đỉnh ngực. Chưởng quầy nửa tin nửa ngờ, này triều đình hiện giờ đang ở nghiêm tra lên ào ào giá gạo một chuyện, nếu thật là Tam Điện Hạ, làm sao ở thời điểm này tới mua mễ? Này xin ý từ trước đến nay chính là thấp mua cao bán, không có vấn đề. Giá gạo một chuyện, triều đình vì sao phải nghiêm tra, cứu này nguyên nhân, chưởng quầy thật sự không biết sao. Thật là bởi vì giá gạo quá cao sao? thôi bỏ đi, người ta đều là rõ ràng người. Tống hỏi để sát vào hắn nói, này giá gạo có trướng có ngã tự nhiên là bình thường, hiện giờ là đã té thấp, chúng ta tưởng mua vào một ít. Chờ thời cơ lại bán ra, kêu giao dịch, không cần nâng giới. Khi nào đại lương quốc nội, liền giao dịch đều có sai rồi. Chưởng quầy nắm hai tay, ha hả cười hai tiếng. Này Trường An trong thành hơn phân nửa người đều biết, Tam Điện Hạ không có tiền. Tống hỏi lại dùng cây quạt chỉ vào chính mình, hỏi lại ngươi cái vấn đề, ngươi biết ta là ai sao? Chưởng quầy cẩn thận đánh giá nàng hai mắt, lắc đầu nói, vị tiên sinh này, sợ không phải trường an người đi. Tự nhiên không phải. Tống hỏi kiêu ngạo nói, ta tống gia chính là tiền đường nổi danh vải vóc thương hộ. Chưởng quầy chần chờ một lát, tiếp tục lắc đầu. Không quen biết. Tống hỏi ngưu ném tóc nói, ta ở trường an phố buôn bán thượng, có mười mấy gia cửa hàng. Ta nhất không thiếu, chính là bạc. Chưởng quầy biểu tình biến đổi, nguyên lai like là vị tiên sinh này tống hỏi thở dài ai nguyên bản còn tưởng đem toàn bộ phố đều mua tới chỉ là không người chịu bán trưởng quầy vị tiên sinh này tống hỏi ta họ tống tống tiên sinh trưởng quầy nói tống tiên sinh muốn làm cái gì mua mễ a à? tống hỏi chỉ chỉ đường nghị bồi tam điện hạ mua mễ như thế nào không thành thành trưởng quầy nói chỉ là tưởng thỉnh tống tiên sinh lặp lại lần nữa tống hỏi Tam đồng bạc mỗi đấu, có bao nhiêu, mua nhiều ít. Chưởng quầy trầm tư một lát, việc này ta muốn cùng chủ nhân thương nghị hai câu. Vài vị thỉnh sau đó một lát. Một canh giờ sau lại đến. Tống hỏi: "Hảo, chúng ta chờ." Ước định hảo thời gian, bốn người liền ra tiệm gạo. Tống hỏi quay đầu quét một vòng, tưởng ở phụ cận tìm gian tử quán, ngồi đem cơm trưa ăn lại nói. Vương Nghĩa định một tay giữ chặt nàng, đem nàng hướng bên cạnh ít người địa phương mang, nói: "Tống tiên sinh, ngài nếu tin ta một câu này tiệm gạo trăm triệu không thể lại đi người này ánh mắt mơ hồ lời nói sở hành đúng là quỷ dị biện không ra nửa câu thật giả sợ bọn họ là có khác mưu đồ ta cũng cảm thấy bọn họ có khác mưu đồ tống hỏi gật đầu nói bất quá cái này có khác mưu đồ người là ai đâu mặc kệ hắn có phải hay không ta muốn câu cá nó khẳng định là một con cá lớn hắn như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi ngươi sao có thể là ngươi muốn tìm người vương nghĩa đình nói nếu người nọ thật sự như thế lỗ mãn, như thế xúc động, hộ bộ cùng đại lý tự khanh, cũng sẽ không đến nay không có nửa điểm manh mối. Tống hỏi, ta biết. Nhưng ngươi cũng nói, chúng ta đến nay không có nửa điểm manh mối. Thật vất vả tìm được rồi đầu sợi, sao có thể không chặt chẽ bắt lấy A. Nếu không duyên cớ sai thất lần này cơ hội, còn muốn thêm rất nhiều phiền toái. Nơi nào là đầu sợi, ta thấy rõ ràng là bẫy rập. Vương Nghĩa Đình buông tay nói, có lẽ đúng là có người biết chúng ta nóng vội, cho nên mới thả ra tin tức này, dẫn chúng ta mắc mưu. Tiên sinh biết rõ có quỷ, vì sao còn muốn chủ động tiến đến. Tiên sinh đây là muốn xưng bọn họ tâm ý. Không đi thử thử, như thế nào biết là bẫy rập vẫn là cơ hội. Huống chi bọn họ thiết ra bẫy rập, chưa chắc không phải chúng ta cơ hội. Tống hỏi, liền tính là có người tưởng coi đây là nhị, dẫn chúng ta thượng câu, người này, trừ bỏ ba tháng trước tạp thấp giá gạo cái kia, còn có thể có ai. Phương Nghĩa Đình thật sâu thở dài, lắc đầu nói, tống tiên sinh ngài đây là lấy thân thiệp hiểm nếu là bọn họ có tâm làm hại sợ là có đi mà không có về a à? hắn nhìn mắt đường nghị càng là tăng thêm ngữ khí nói ngài còn muốn mang theo tam điện hạ đi tống hỏi cũng nhìn mắt đường nghị nói không phải này muốn giết chúng ta làm cái gì chúng ta tới mua bọn họ tới bán bọn họ nếu là không chủ động nói chúng ta cái gì cũng không biết nha chúng ta tức không phải người của triều đình cũng không có bọn họ nhược điểm đâu ra lý do muốn giết chúng ta huống chi lớn như vậy gian tiệm gạo chúng ta bốn người nghênh ngang đi vào chẳng lẽ còn không cho chúng ta đi ra ngoài tống hỏi mở ra tay nói ai còn có như vậy đại lá gan rõ như ban ngày hành hung giết người không phải thật là chê sống lâu vương nghĩa đình lắc đầu nói ngươi sao biết sẽ không ngươi sao biết bọn họ không phải cái gì bỏ mạng đồ đệ đâu có lẽ cùng giá gạo một chuyện không quan hệ chính là có người muốn giết các ngươi đâu vương thị lan chúng ta này ra tới còn không phải là vì cái này sao hiện giờ thật vất vả tiến đến như vậy buông tha không cam lòng tống hỏi dùng cây quạt vỗ vỗ hắn nói sợ đầu sợ đuôi như thế nào được việc không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao vương nghĩa đình nhìn về phía đường nghị điện hạ không cần phải nói ta cảm thấy này cử được không tống tiên sinh nói chính là ta tưởng nói đường nghị nói là người hay quỷ tổng muốn tìm tòi đến tột cùng sau mới biết. Ba người cho nhau đối diện, trong ánh mắt không hề lui bước chi ý, vương nghĩa đình minh bạch, ở nào đó sự thượng mọi người đều là cực kỳ cố chấp, không nghe khuyên bảo người. Hắn cũng không nói không rõ ràng lắm kia tiệm gạo trưởng quầy muốn làm cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn đây là có vấn đề, đây là cực kỳ nguy hiểm. Tống hỏi cùng đường nghị có lẽ cũng rõ ràng, thật có chút nội tình bọn họ còn không biết. Bọn họ có thể đi phạm hiểm, chính mình lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi phạm hiểm. Há mồm mấy dục mở miệng, không biết như thế nào tìm từ. Lâm Duy diễn theo hắn khẩu hình, thở dài, thôi, vẫn là ăn cơm trước đi. Vương Nghĩa Đình, Tống hỏi ha ha cười nói, Lâm Tiểu Hữu nói rất đúng. Vẫn là ăn cơm trước đi. Ăn cơm, còn phải làm sự. Cũng không đi cái gì tử quán, bốn người liền ở ven đường tuyển cái sạp, ngồi xuống uống lên hai ly trà. Đánh giá mau đến một canh giờ, một lần nữa đi vào tiệm gạo chưởng quầy đã ở tiệm gạo thấy mấy người tới tiến lên giơ tay vấn an nói chờ xin đợi vài vị đã lâu đây là quyết định sao còn mua không mua tống hỏi hướng trong vừa thấy không mua liền sẽ không tới các ngươi chủ nhân đâu chưởng quầy hướng tới nội viện phương hướng làm cái bên trong thỉnh thủ thế khi môn bị dày nặng vải mành che khuất thấy không rõ bên trong tình hình tống hỏi cùng đường nghị đi ở phía trước vương nghĩa đình cùng lâm duy diễn đi theo tiến lên một bước chưởng quầy sai bước ngăn lại nói chủ nhân nói chỉ cho phép nhị vị đi vào người này quá nhiều đã không thấy tâm hơi vương nghĩa đình nói chúng ta đều là bằng hữu cùng nhau tới vì sao chỉ cho bọn họ hai người tiến nói chuyện quan trọng người nhiều luôn là sẽ không an tâm huống chi chỉ là nói chuyện mà thôi bọn họ cũng chỉ mang hai người vọng thông cảm trưởng quầy nói chủ nhân nói cần thiết chính là hai người nếu không đã không thấy tâm hơi vương nghĩa đình kiên trì nói Chúng ta sao biết đối diện chỉ có hai người? Tiên sinh nói như vậy liền không đúng rồi. Ta này tiệm gạo mở cửa làm sinh ý, còn có thể đối khách nhân bất lợi. Người nhiều ít người có gì tác dụng? Chưởng quầy giả vờ tức giận nói, nếu là không tin, còn tới ta tiệm gạo làm cái gì? Tống hỏi, hắn ở vui đùa. Ta bằng hữu lần đầu tiên cùng người làm buôn bán, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vương Nghĩa Đình nói, ta cũng phải đi. Nếu là hai cái không bằng làm ta cùng tống tiên sinh đi chưởng quầy lắc đầu nói không thành chỉ có thể hai vị này vương nghĩa đình sắc mặt biến đổi phẫn nộ nói ngươi này yêu cầu thật đúng là không nói đạo lý mọi cách chối từ lại nói không nên lời lý do chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết hoạt động tống hỏi triều lâm duy diễn đưa mắt ra hiệu lâm duy diễn rút ra trường cung chưởng quầy cả kinh triều lui về phía sau một bước các ngươi đây là muốn làm cái gì tống hỏi ông quyền nói vương công tử đắc tội lâm duy diễn giá khởi vương nghĩa đình hướng bên ngoài đi đến vương nghĩa đình vội la lên chậm đã lâm thiếu hiệp ngươi phóng ta đi xuống ta ngô tống hỏi nhìn hắn từ cửa biến mất cười làm lành nói có quái chớ trách ta này bằng hữu chính là như vậy cho nên dẫn hắn ra tới luôn là cảm thấy thực phiền toái chưởng quầy đi theo cười nói nhị vị bên trong thỉnh tống hỏi cùng đường nghị liếc nhau nhắc tới đề phòng sau đó đi vào phòng trong Lâm Duy Diễn đến bên ngoài, giảng Vương Nghĩa Đình thả xuống dưới. Sau đó che ở hắn trước người. Vương Nghĩa Đình lướt qua bả vai hướng trong nhìn thoáng qua, đi vào. Lâm Duy Diễn gật đầu. Vương Nghĩa Đình hơi có chút tuyệt vọng, vỗ tay nói, Lâm Thiếu Hiệp a à, Lâm Thiếu Hiệp, các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Lâm Duy Diễn nói, ta tin ngươi. Vương Nghĩa Đình dậm chân, vậy mau đi đem người mang ra tới. Lâm Duy Diễn, chính là tống hỏi sao ngươi càng thông minh, ta càng tin tưởng nàng thông minh là một chuyện, nhân tâm hiểm ác lại là mặt khác một chuyện. Vương Nghĩa Đình nói, nhà này tiệm gạo còn không biết là của ai, sao có thể dễ dàng mạo hiểm. Ta biết. Lâm Duy Diễn xoay người, nhìn kỹ một lần, đối hắn nói, ta đi cửa sau nhìn. Ngươi ở phía trước nhìn. Vương Nghĩa Đình, cái gì? Lâm Duy Diễn đã đề cung bắt đầu chạy như điên, phóng đi cửa sau phương hướng. Vương Nghĩa Đình thấy hắn đi rồi, rốt cuộc không ai có thể cản hắn, trực tiếp vọt vào tiệm gạo. Chạy đường Dương mắt thấy, vừa định mở miệng chào hỏi một cái, lại thấy người hướng hậu viện hướng. Vội vàng nhào qua đi muốn ngăn lại hắn, nhưng Vương Nghĩa Đình tốc độ mau, linh hoạt chui đi vào. Xốc lên màn che, bên trong là một cái ánh sáng tối tăm phòng. Cũng không có người. Vương Nghĩa Đình chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, bên trong tình hình thu hết đáy mắt. Trên bàn không có chén trà, hiển nhiên ba người cũng không có tại đây dừng lại. Trên lầu không có nói chuyện thanh âm, cũng không có ánh sáng chạy đường từ phía sau truy lại đây không vui nói khách quan ngươi làm cái gì ngươi còn như vậy ta liền báo quan vương nghĩa đình dưới chân chưa đình chưa làm để ý tới lập tức hướng tới đối diện cửa nhỏ qua đi cũng may chưa khóa hắn kéo ra môn xông ra ngoài tả hữu các xe một cái liền thấy một chiếc xe ngựa đang muốn biến mất ở phố trước trực giác chính là kia xe không sai lập tức đứng dậy thẳng truy chỉ là hắn ngày thường không thường đi lại cho nên chạy trốn không mau không nói thể lực cũng không phải thực hảo. Lâm Duy Diễn từ góc đường chuyển qua tới, nên diện thấy hắn, hơi hơi nhíu mày. Vương Nghĩa Đình đại thở phì phò, chỉ vào phía trước nói, truy. Mau đuổi theo. Các ngươi tiên sinh ở mặt trên. Lâm Duy Diễn quay đầu liền truy. Mặt sau chạy đường hô to vọt đi lên, đem Vương Nghĩa Đình áp đảo. Tuần thành phố sử xông tới, quát, làm cái gì? Chạy đường cáo trạng, người này hành tung quỷ dị, ở ta phô trung quấy rối, không biết làm thứ gì. Thỉnh quân gia làm chủ. Kim ngô vệ vung tay lên, tránh ra. Chạy đường tránh ra, kim ngô vệ dùng chui đao đè lại cổ hắn, người nào dám can đảm nháo sự. Vương Nghĩa Đình giận dữ hét, ta nải hộ bộ thị lan Vương Nghĩa Đình. Mau phóng ta lên. Kim ngô vệ hơi hơi chần chờ. Vương Nghĩa Đình bò dậy, móc ra eo bài, nói, bản quan tại đây bí mật tra án. Hiện hoài nghi Khánh Phong tiệm gạo cùng Trường An ngày gần đây nội vụ án có quan hệ. Đêm này chạy đường, cùng với tiệm gạo mọi người đều cầm đi đại lý tự thẩm vấn. Chạy đường vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Nói cho các ngươi thượng quan, dẫn người theo ta đi. Vương Nghĩa Đình lại chỉ về phía trước mặt, đuổi theo kia chiếc xe ngựa, "Mau." Kim Ngô vệ thấy hắn thần sắc, biết sự tình không nhỏ. Quay đầu đối bên cạnh Nhân Đạo, "Ngươi đi trước truy. Ta đi thông tri tướng quân." Vương Nghĩa Đình nhắc tới vạt áo. Hít sâu hai khẩu khí, đi theo lại truy lâm duy diễn truy ở xe ngựa mặt sau tuy là cước trình lại mau cũng bị ném xuống trên đường dừng lại dựa vào vết bánh xe cùng hỏi chuyện phân biệt phương hướng trên đầu cũng là ra tầng mồ hôi mỏng cắt gao nhấp môi nặng nề phun ra một hơi lại mở mắt ra bắt đầu đuổi theo tống hỏi tự ngồi trên xe ngựa khởi cùng đường nghị đối diện hai người đều ở trong lòng suy đoán kia cái gọi là chủ nhân đến tục cùng là bên kia người lên ào ào giá gạo người không cần thiết lấy tống hỏi cùng đường nghị xuống tay bọn họ giờ phút này nhất tưởng điệu thấp hiểu biết việc này. Nhưng này tạp giá gạo người, hẳn là rất là cẩn thận, này cử không giống như là hắn hành sự tác phong. Tống hỏi chính mình cũng có chút không hiểu ra sao. Cho nên nàng suy đoán, lớn hơn nữa khả năng chính là, bởi vì người nào đó đại tạp giá gạo, làm tiệm gạo tổn thất trọng đại, hai bên quyết liệt. Nhưng lại không thể đem việc này cùng đại lý tự thẳng thắn sợ sẽ liên lụy chính mình. Cho nên muốn thông qua tống hỏi, bán đứng người nọ hành tích. Tống hỏi vẫn là có chút hoài nghi Vương Nghĩa Đình, tuy rằng hắn tự hồ thật không có gì tiền. Hắn mẫu thân xuất thân bần hàng, cực không được sủng ái. Hắn cùng phụ thân hắn quan hệ bởi vậy có điều hiềm khích, rất là xa cách. Cho nên phụ thân hắn là lại bộ người, hắn lại kiên quyết đi hộ bộ. Chủ yếu là lại nhiều lần đụng tới Vương Nghĩa Đình, mà người này lại thật sự quá bằng phẳng, làm nàng rất là hoài nghi. Mà lần này, hắn dị thường kịch liệt phản bác cùng ngăn trở, càng là gia tăng nàng nghi ngờ, ngược lại làm tống hỏi càng muốn tìm tòi đến tột cùng quan trọng nhất chính là nàng tin tưởng vị này trưởng quầy cầu sinh sẽ không đào mồ chôn mình trưởng quầy phát hiện nàng tầm mắt kéo ra khóe miệng cười một chút tống hỏi hồi lấy miệng cười xe ngựa dừng lại ba người đi xuống tới trước mắt nhưng thật ra một nhà thực tầm thường nông gia nhà giàu chỉ là rất là yên lặng trưởng quầy chỉ hướng cửa mời vào chủ nhân bên trong chờ tống hỏi nghiêng đầu vừa thấy phát hiện Lâm Duy Diễn còn không có đuổi theo, vì thế ở cửa cọ sát trong chốc lát. Chưởng quầy lặp lại một lần, thỉnh mau vào đi. Đừng Nghị nhíu mày nói, ta như thế nào không có tới quá nơi này. Tống hỏi pha trò nói, nơi này tự hồ quá an tĩnh một ít. Đúng không? Chưởng quầy tiến lên, đẩy cửa ra, sau đó thối lui đến một bên nói, nhị vị nếu đã tới nơi này, liền không cần do dự. Các ngươi có thể hiện tại đi vào, chúng ta chủ nhân đang đợi các ngươi. Cũng có thể hiện tại liền đi, chúng ta sẽ không ngăn trở. Tống hỏi, chúng ta là muốn vào đi. Chưởng quầy liền phải đóng cửa lại, Tống hỏi ngăn lại hắn tay nói, minh bạch, tiếng liền tiếng sao. Hành tinh là hai bên có phải hay không? Tống hỏi cùng đường nghị đi vào đi, phía sau môn lập tức bị đóng lại. Tống hỏi nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, đang chuẩn bị mở miệng đàm phán, đường nghị hét lớn một tiếng, để ý. Lại thấy một đạo mũi tên đã phá phong mà đến. Tống hỏi bị túng hướng bên cạnh một cái lão đảo, khó khăn lắm tránh thoát kêu to ta đi vừa lên tới liền phải giết người đây là nơi nào đạo lý đường nghị lại ấn nàng đầu hướng bên cạnh vùng che ở nàng trước người nắm lên trên mặt đất then cửa ngăn trở bay tới mấy chi mũi tên hai người dậm chân một trận kinh hãi tống hỏi nhịn không được nói lợi hại lợi hại tam điện hạ ngài thật là võ nghệ cao cường đường nghị cánh tay bị chấn đến tê dại mày nhíu chặt biết như vậy không được Đôi mắt đảo qua, đem then cửa ném cho Tống hỏi, bước nhanh vọt vào trong viện, một tay nắm lên lu nước một cái, che ở trước người. Tống hỏi hét lên một tiếng, muốn may then cửa loạn nhảy. Kết quả phát hiện không vài người ở chú ý nàng, chỉ là xem đến một trận kinh hồn tán đảm. Đường Nghị một tiếng trống, Tống hỏi theo đi lên. Ngồi sổng trên mặt đất súc thành một đoàn. Hai người dựa lưng vào tường, cùng nhau dùng tay nâng một cái, hướng góc dời đi. Vương Nghĩa Đình nói chính là thật sự kia tống hỏi trong đầu thiên hồi bách chuyển, tức giận nói, có lẽ thật cùng giá gạo không quan hệ, chỉ là có người muốn giết chúng ta. Tống hỏi mới hoàn toàn minh bạch, bị âm. Đường Nghị nói, đây là muốn giết ta. Tống hỏi, ai muốn giết ngươi? Đường Nghị cắn răng. Một mũi tên từ tống hỏi đỉnh đầu khó khăn lắm cọ qua. Tống hỏi ôm lấy đầu, bi thôi nói, ta cảm thấy ta cảm thấy là muốn giết ta. Nhận biết tống hỏi, nhận biết Đường Nghị còn như thế gian lớn thả ôm có ác ý, trừ bỏ quốc sư, thật là không có người thứ hai tưởng. Đường nghị nói, chống đỡ. Dùng sức. Tống hỏi một tay ấn thượng tấm ván gỗ, lớn tiếng triệu hoáng nói, lâm đại nghĩa. Lâm duy diễn. Đường nghị nói, nào có nhanh như vậy là có thể đuổi theo. Đó là xe ngựa. Tống hỏi, hắn ở lòng ta là siêu nhân. Siêu nhân ngươi biết không? Đường nghị, ngươi đối ta trống cái gì? Không phải chính ngươi lấy chủ ý muốn tới sao? Ta trống chính là ta chính mình." Tống hỏi, "Ta to gan như vậy, ta nào nghĩ đến bọn họ cũng to gan như vậy." Tống hỏi hít sâu một hơi, trống lớn nói, "Trương Hy Vân ngươi nương lão tử tích, ngươi uống nước rửa chân lớn lên sao tâm như vậy dơ như vậy xuống?" Cách vách phòng trong Trương Hy Vân nghe thấy động tĩnh, thần sắc chưa biến, chỉ là lạnh lùng hỏi, "Chỉ tới bọn họ hai cái." Chưởng quầy lau mồ hôi lạnh nói, "Đúng vậy." Trương Hy Vân ngón tay vừa nhất bên trái hộ vệ tiến lên, đè lại thương hộ bả vai, đem người kéo đi ra ngoài. Chưởng quầy đầy đầu mồ hôi lạnh, khóc lóc kể lễ nói, quốc sư, ngài không thể giết ta. Ta đã đều chiếu ngài nói làm, cũng không ở đại lý tự đề qua một câu tên của ngài, ta thề. Ta lấy cả nhà già trẻ danh nghĩa thề. Lần này, chính là chính hắn đưa tới cửa tới, chính mình một hai phải hướng trong nhảy. Cho dù chết, cũng không ai sẽ hoài nghi đến ta nơi này. Trương Hy Vân nói, giá gạo là hộ bộ ra tay, thật đương không ai biết trương hi vân cơ hội như vậy lại khó có tống hỏi không nói đến đường nghị mệnh nhất định phải lưu lại thị vệ nói đúng vậy cách vách tống hỏi giơ tay chống một cái mũi tên bắn trúng chấn cảm càng ngày càng cường liệt hoảng sợ nói nứt 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 muốn nứt ra lâm đại nghĩa đường nghị cả giận nói đừng kêu hai người đã di động tới rồi biên giác đường nghị bắt lấy nàng từ cửa sổ khẩu phiên đi vào chỉ thấy phòng trong hắc ảnh kích thích. Mười mấy dẫn theo đại đao hắc y nhân, nghe tiếng đứng lên. Mặt hướng bọn họ, vặn vặn cổ, sau đó từng bước tới gần. Tống hỏi, đường nghị, tống hỏi bắt lấy hắn ống tay áo, ngói phòng Nga đường nghị, 87. Tiêu đề tiêu đề từ từ. Đứng lại. Tống hỏi từ đường nghị sau lưng ló đầu ra, ha hả cười nói, nơi nào tới tiểu nghịch ngợm. Đường nghị, đã từng, đường nghị có vô số lần cơ hội, có thể lộng chết tống hỏi, chỉ là hắn không có quý trọng. Nếu còn có thể có tuyển, hắn nhất định hiện tại liền đem tống hỏi quan ra ngoài, lấy đổi lấy thiên hạ sống yên ổn. Hắc y nhân tập thể cử đao xem ra. Tống hỏi giơ ngón tay cái lên, thét to, ta tin tưởng ngươi thân thủ, điện hạ. Nàng chỉ có thể tin tưởng hắn thân thủ. Đường nghị quát, lăng. Hai người không lưng ngay tại chỗ một lăng, một người lăng đến bên trái, một người lăng đến bên phải. Mười mấy danh hắc y nhân suýt nữa va chạm ở bên nhau, tiện đà lại nhanh chóng chuyển hướng phòng này tiểu người nhiều ngược lại không dễ làm sự trung gian vài vị tráng hán bị chặn mục tiêu tầm mắt sửa mà bảo vệ cho cửa sổ hơn phân nửa nhằm phía đường nghị còn có hai vị nhìn về phía tống hỏi tống hỏi lông mày một chọn mắng to nói trương hy vân ngươi đặt nương chính là cái thiểu năng trí tuệ ngươi nhi tử ngu xuẩn chính là ngươi báo ứng lão tử nghe xong tên của ngươi đều muốn đánh người ta nói lão tử không phải ta là lý nhĩ lý nghĩ ngươi có biết hay không các ngươi phái tổ sư gia gia đường nghị hoảng sợ chạy trốn gian còn muốn chú ý tống hỏi bên kia tình huống liền nghe nàng vẫn luôn mắng cái không ngừng mắng tới mắng đi còn luôn là xã không bờ bến trương hy vân không điên hắn đều phải điên rồi nói ngươi cho rằng mắng chửi người có thể làm như vũ khí sao mau động lên a bên này kiến tạo thổ phòng tường xây đến không hậu cách âm cũng không phải thực hảo trương hy vân ngồi ở cách vách phòng trong nghe được rành mạch. Hắn ngón tay dùng sức đã có chút trắng bệt, trên mặt lại không có biến hóa. Bên cạnh thị vệ nghe xong một lát, nhíu mày nói, thuộc hạ qua đi. Không cần. Trương Hy Vân giơ tay nói, nói cho bọn họ, làm tống hỏi tồn tại. Thị vệ ngẩng đầu, cả kinh, vì sao? Nguyên bản hộ bộ cùng các phái tường an không có việc gì thật tốt. Tống kỳ kia cáo già một hai phải tham một chân. Dạo thất bại bán bể sự cũng thế, còn đem việc này nháo đại, làm giá gạo đại ngã chọc giận trong triều nhiều ít quan viên trương hy vân cúi đầu vuốt ve chính mình ngón tay nói chính là hiện giờ tam điện hạ nhân điều tra giá gạo đại ngã một chuyện đột tử hắn lại có thể làm gì giải thích văn võ chúng thần bắt được cơ hội lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn chính hắn loại hậu quả xấu đếm lên đến là cái gì hương vị thị vệ dừng một chút hỏi việc này thật là thái phó việc làm mọi người đều biết liền tính không phải hắn cũng tất nhiên cùng hắn thoát không được can hệ. Người nọ đối giá gạo như thế quen thuộc, còn có thể làm được thần quỷ không biết, khẳng định xuất từ hộ bộ. Trương Hy Vân nói, chỉ cần giá gạo, tống hỏi tùy ý nhìn xem liền nhìn ra vấn đề tới. Ta như thế nào cũng không tin. Rõ ràng là tống kỳ bày mưu đặt kế việc làm mới là. a, à, làm điều thừa. Mà nay tống hỏi lại mang theo đường nghị tới cái này địa phương. Nếu là đường nghị đã chết, nàng tồn tại, tuy là trăm khẩu cũng mặc biện đến lúc đó lại công bố tống hỏi cùng tống kỳ quan hệ liên quan tống kỳ cũng thoát không được can hệ tống hỏi không phải thực có thể nói sao lần này ta nhưng thật ra rất tưởng nghe một chút nàng biện bạch trương hy vân tươi cười biến đổi âm u nói đến nỗi đường nghị hắn cần thiết chết đường nghị cần thiết chết hắn một ngày bất tử một ngày liền không thể sống yên ổn luôn có người muốn bảo hắn này quyết định không thành ta sẽ không bỏ qua kia thận hư giống nhau trưởng quầy còn có Trương Hy Vân. Sát cá nhân còn như vậy muốn nói lại thôi, hắn là đàn bà sao? Tống hỏi, biết cái gì kêu việc nào ra việc đó sao? Không biết chúng ta ở tra giá gạo sự sao? Sao lại có thể hiện tại báo thù riêng đâu? Đường Nghị trả lời, không phải vừa lúc đối với ngươi tính cách sao? Nhân gia càng đuổi ngươi đi ngươi còn càng thượng vội vàng dáng. Ta cho rằng ta là chân trời một đóa cô vân. Tống hỏi thổi thổi hỗn độn tóc, nói, không nghĩ tới các ngươi đều như vậy hiểu biết ta ta thật là thụ sủng nhược kinh. Đường nghị dùng sinh mệnh gào rống lấy làm chứng minh, ngươi chính là. Vì cái gì hiện tại ngươi còn muốn dỗi ta? Tống hỏi, thỉnh đem ngươi lửa giận chuyển cấp trương hy vân. Đường nghị, ngươi như thế nào liền biết là hắn? Là hắn là hắn chính là hắn. Tống hỏi kiên trì nói, một cổ hủ bại làm người làm ác hương vị. Tống hỏi trảo quá treo ở trên tường đòn gánh, một cái cú sốc hướng phía trước người nọ trên người ném tới. Vũ đến uy vũ sinh phong hắc y nhân xoa xoa bị đánh trúng bả vai sơ trở tay huy đao hung hăng đánh xuống may mà tống hỏi thu tay lại kịp thời trong tay đòn gánh chỉ còn lại có bị tước tim một đầu một người nắm đầu nhọn trước thứ một cái dơ lên cao vũ khí lạc đao tống hỏi trong mắt ảnh ngược hắc y nhân thân ảnh bỗng nhiên sửa lại chủ ý phi đến triều hắn phun ra một ngụm nước bọt đường nghị trong lòng kinh hãi đã triều nàng bên này vọt tới một cái mảnh phát ông lấy hắc y nhân vòng eo dùng sức vừa chuyển cả người triều sau ném tới, đánh vào tống hỏi trên người. Ba người đi theo cùng nhau kêu lên một tiếng. Bị che ở đằng trước hắc y nhân, sinh sôi bị đồng bạn đâm tới một đao. Vô sĩ. Tống hỏi phun ra một hơi, dán ở trên tường nửa chết nửa sống hô, người một nhà đều sát, giang hồ đạo nghĩa đâu. Đường nghị buông ra tay, lại xách theo tống hỏi cổ áo hướng bàn tiếp theo ném, hô, chạy. Tống hỏi che lại độn đau ngực, ra không được thanh. Trên đỉnh đầu cái bàn bị chém thành cặn, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng tiếp tục đi phía trước bò. Quỳ rạp trên mặt đất khắp nơi vừa thấy, dư quan phát hiện bên cửa sổ lại xuất hiện một cái hắc y nhân. Hắc y nhân đối với phòng trong làm mấy cái thủ thế, sau đó rời đi. Nguyên bản vây quanh ở tống hỏi bên người mấy người, đi vòng đi vây công đường nghị. Tình huống như thế nào? Ân. Ừ. Tống hỏi ngốc nói, xem, có thể mắng cũng là loại binh khí. Tống hỏi rảnh rỗi quay đầu lại, nhìn kỹ, mới phát hiện đường nghị ngực một mảnh huyết hồng. Ban đầu tưởng kia hắc y nhân vết máu, xem hắn động tác gian rất là cứng đờ, mới hiểu được lại đây, mới vừa rồi kia một đao đâm xuyên qua. Kia một khắc bên tai một trận minh vang, cơ hồ nghe không rõ thanh âm. Đường nghị đỉnh đầu treo một phen đi chói lọi đao, sắc bén mà bén nhọn. Tống hỏi quay đầu túng lên ghế dựa, vọt đi vào, hồng mắt nói, đường nghị. Đường nghị cắn răng, một chân đá văng phía trước người, sau đó che lại miệng vết thương trượt đi xuống. Thấy nàng lại vào được, nhớ mày nói, không phải kêu ngươi chạy tống hỏi che ở trước mặt hắn quay đầu hung ác triều mấy người trừng đường nghị mở to một con mắt trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh đẩy nàng một phen bọn họ không nghĩ giết ngươi liền đi nhanh lưu nơi này bồi chết là làm cái gì mấy người đối diện hai mắt do dự nói sát cách vách thủ hạ người đẩy cửa ra tiến vào báo cáo nói có người tới trương hy vân cách vách thế nào thị vệ nói đường nghị bị thương tình huống tạm thời không biết. Trương Hy Vân sắc mặt rất là âm hối, thị vệ nói, ta hiện tại đi ra tay, trước giết hắn. Không, ngươi ra tay, sẽ lưu lại dấu vết. Trương Hy Vân đứng dậy, nhanh chóng quyết định nói, thu thập một chút, đi. Đường Nghị nóng nảy, bắt lấy tống hỏi cánh tay nói, đi. Hà tất vô vị chịu chết. Thiếu cái gì đều có thể, nhưng ta không nghĩ thiếu người mệnh. Tống hỏi không dao động nói, hôm nay ta đi rồi, hôm nay tống hỏi liền đã chết tống hỏi đứng lên lạnh giọng quát sát là cậu nương sinh ngay cả ta cùng nhau sát đường nghị nghe thấy bị chính mình sặc khụ hai tiếng hợp với máu loãng cùng nhau khụ ra tới đau đớn tức khắc gấp bội tống hỏi cái này người nào nộp không bằng làm hắn đã chết thống khoái bang một tiếng vang lớn vụn gỗ tung bay lại tiếp theo là nặng nề rơi xuống đất thanh lâm duy diễn phá cửa sổ mà nhập ngồi dậy thật sâu hít vào một hơi lau đi cái tráng hãng hắn sắc mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh hơi hơi tuôn ra, hiển nhiên đuổi thực cấp. Phòng lên miệng điều chỉnh chính mình hô hấp, ánh mắt hung ác, nhìn phía trước mấy người. Từ hắn vào nhà bắt đầu. Mọi người liền đem tầm mắt đều chuyển hướng về phía hắn. Lâm Duy diễn hai tay nắm chặt trường côn, chớp mắt chỉ sau, hét lớn vọt mạnh tiến lên. Nhắm ngay tống hỏi trước người một người hắc y nhân, đưa ngang ngực chính là một côn. Hắc y nhân đôi mắt vừa lật, cả người rung lên rung lên, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tống hỏi quay mặt đi, thầm nghĩ lúc này mới kêu lá gan muốn nứt ra đi. Mọi người bị khí thế của hắn một dọa, sôi nổi lui về phía sau một bước. Lâm Duy diễn chuyển trường côn, che ở tống hỏi phía trước. Một chân đá văng nằm trên mặt đất người, triều còn thừa mấy người ngoắc ngoắc ngón tay. Tống hỏi ngồi sổn đường nghị bên người, duỗi tay che lại hắn miệng vết thương, cho hắn cáo trạng nói, đại hiệp. Ngươi lại chậm một chút tới, bọn họ liền đều là cậu nương dưỡng. Lâm Duy diễn quay đầu đi, lạnh lùng nói, bọn họ hiện tại cũng là trường côn bay lộn, hô hô rung động. Lâm Duy Diễn trước chân bán ra, thuận thế đem trường côn đẩy đi ra ngoài. Động tác gian nhìn rất là nhẹ nhàng, hắc y nhân lại bị đẩy đến liên tục lui về phía sau. Lâm Duy Diễn nắm lấy trường côn phần đuôi, thay đổi phương hướng, đối với ngực hắn mãnh lực một gõ, hắc y nhân lập tức bay đi ra ngoài, đụng phải bên cạnh đồng lõa, quăng ngã làm một đoàn. Thế công uy lực kinh người. Mấy người vừa thấy, thu hồi vũ khí, xoay người chuẩn bị triệt trốn. Lâm Duy Diễn thu côn, không có đuổi theo, phản thân lại đây xem xét đường nghị thương thế. Lâm Duy Diễn lắc lắc hắn, ta cổng ngươi đi ra ngoài, ta chạy nhanh. Đường nghị cường chống ngồi thẳng một chút, bước lên một cái cười nói, không ngại, không cần lo lắng cho ta. Chỉ là một chút da thịt thương mà thôi. Ngươi mang theo tống hỏi đi trước. Tống hỏi, bên ngoài cung tiễn thủ đâu? Lâm Duy Diễn, bên ngoài không có cung tiễn thủ. Dựa, tống hỏi hận nói hắn chạy lâm duy diễn đem đường nghị bối đến trên người ba người đi ra nông phòng trong viện đã thu thập sạch sẽ một mũi tên cũng nhìn không thấy chỉ có trên mặt đất hoặc trên tường lưu lại thiển hố chứng thực nơi này từng hạ quá một hồi mưa tên tống hỏi có chút đề phòng tứ phía nhìn một vòng che chở đường nghị bối dẫn hắn đi ra bọn họ còn đi ra không bao xa vương nghĩa đình mang theo kim ngô vệ đuổi tới hai bên nhân mã thành công hội hợp Vương Nghĩa Đình thấy Đường Nghị trạng huống một trận choáng váng, sắc mặt thảm bại. "Như thế nào?" "Điện hạ." Vương Nghĩa Đình hô, "Điện hạ ngài không có việc gì đi." Đường Nghị mở mắt ra, nâng lên tay nói, "Chỉ là chảy điểm huyết, không cần kinh hoảng." "Không cần lộ ra, đi mau." Kim Ngô vệ đem Đường Nghị phóng lên ngựa, trước mang theo hắn đi ra ngoài chạy chữa, tống hỏi đám người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. "Tống tiên sinh." Vương Nghĩa Đình thở dài, nam vương liền phải hồi kinh bật này vào đầu ngươi liền không nên mang điện hạ tới nơi này hiện giờ này kinh thành có bao nhiêu người tưởng đối hắn bất lợi tống hỏi nắm chặt ngón tay đáp ngươi nói rất đúng là ta suy xét không chu toàn vương nghĩa đình nghe lại lắc đầu nói không là ta sai hẳn là xem như ta sai ta nên không màng tất cả ngăn lại các ngươi tống hỏi không cùng hắn cãi cọ ai mới là sai cũng thực không thoải mái trước mắt một trận biến thành màu đen bước ra một bước suýt nữa ngã quỵ đi xuống. Lâm Duy Diễn cùng Vương Nghĩa Đình đỡ lấy nàng, làm sao vậy? Tống hỏi lắc lắc tay ý bảo không ngại, làm Lâm Duy Diễn trước bối nàng về nhà. Tống hỏi cái này hai ngày, vẫn luôn phế ở trong nhà. Một là vô tâm tình đi đi học, nhị là phía trước thật sự có chút bị thương. Biết được đường nghị cũng không có trở ngại, đang ở tỉnh dưỡng, liền buông tâm cũng đi theo tỉnh dưỡng. Hai ngày sau, Lý Tuân tới trong nhà tìm nàng. Tống hỏi ra khỏi phòng, ra tới gặp người. Lý Tuân thấy nàng, mở miệng câu đầu tiên lời nói liền nói, Vương Thị Lan tự thú. Tống hỏi sửng sốt, nói, cái gì? Vì sao? Tam Điện Hạ tao ngộ ám sát, hắn nguyên bản muốn giấu giếm, còn là bị người báo cho bệ hạ. Triều giả khiếp sợ, bệ hạ giận dữ. Đại Lý tự người đi hiện trường xem xét, không có tra được bất luận cái gì manh mối. Lý Tuân đứng ở trong viện, lắc đầu nói, trong triều đại thần cho rằng, Tam Điện Hạ là ở tra giá gạo một án xảy ra chuyện, tất nhiên là người nào đó sợ hãi hành tích bại lộ mới hạ này tàn nhẫn tay lý tuân nói triều đình chúng thần cho rằng người này cùng hộ bộ có quan hệ bệ hạ giận dữ nhâm mệnh hình bộ thượng thư thăm dò này án hộ bộ đại loạn hái phó cũng rất khó làm vương thị lan liền đứng ra tống hỏi nắm tay hung hăng nện ở trên bàn đá vương nghĩa đình đi tự thú mới có thể chứng minh việc này cùng hộ bộ không quan hệ có người chịu chủ động ra tới cũng vừa lúc đổ chúng thần miệng lưỡi thế gian đảo không ai lại có bất mãn đường nghị không có bằng chứng nguyên bản liền không chịu bệ hạ đãi thấy không thể tùy tiện chỉ chứng trương hi vân xuất phát từ rất nhiều suy xét khẩu khí này chỉ có thể tạm thời nghẹn hạ việc này tuy rằng có chút ra ngoài trương hi vân đoán trước nhưng liền kết quả tới xem cũng còn tính không tồi nhất đáng tiếc chính là đường nghị còn sống chỉ sợ không còn có như vậy hảo xuống tay cơ hội vương thị lan lý tuân do dự mà mở miệng nói hiện tại nhốt ở đại lý tự, còn chưa phán quyết. Ta phụ thân cùng chư công ở thế hắn cầu tình, chỉ là sợ không lạc quan. Lý Tuân thở dài, thế nhưng là Vương Thị Lan. Khó được quan tốt a. À. Tống hỏi cắn răng nói, Trương Hy Vân, há có thể mọi chuyện thuận hắn tâm ý. Hắn liền xem hộ bộ như vậy không vừa mắt. Khi thật sự là quá tốt. Lý Tuân bốc cháy lên một đạo hy vọng, hỏi, tiên sinh có biện pháp. Tống hỏi thẳng thắng bối, nhìn phía phía trước nói, ta muốn đi trước trông thấy hắn. 88. Ngục Trung giải thích nghi hoặc tống hỏi quyết định đi đại lý tự trông thấy Vương Nghĩa Đình. Thay đổi cái thân quần áo, đi tìm đại lý tự khanh. Tuy rằng nhân tam điện hạ bị ám sát, việc này trở nên lung tung rối loạn, cuối cùng vẫn là làm hình bộ cấm thượng thủ, đại lý tự đi theo đổ không ít mốt. Nhưng quan khanh lúc trước nói thiếu nàng nhân tình, vẫn là phá lệ phóng nàng đi vào. Ngục thừa đem Vương Nghĩa Đình lãnh đến gian ngoài liền tự hành thối lui, lưu hai người đơn độc nói chuyện vương nghĩa đình thân xuyên tù phục tuy rằng hình dung có chút chật vật nhìn đảo không bị như thế nào khó xử thấy nàng tới chấn hưng khởi tinh thần giơ tay hành lễ vấn an tống hỏi ngồi xếp bằng ngồi vào hắn đối diện ý bảo hắn cũng ngồi xuống hai người đối diện cười tống hỏi không có người có bất luận cái gì chứng cứ kỳ thật chỉ cần ngươi không nói ngươi còn có thể an tâm làm hộ bộ thị lan ta lại không ra chẳng phải là phải cho thái phó cấp hộ bộ thêm rất nhiều phiền toái vương nghĩa đình cười nói kỳ thật ta nguyên bản cũng tưởng nói ra ta không phải một cái thói quen nói dối người hiện giờ nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít tống hỏi không nói gì vương nghĩa đình lại hỏi điện hạ như thế nào tống hỏi còn chưa có đi xem qua hắn bất quá nghe nói là đã không có việc gì ngươi đi xem đi vương nghĩa đình nói ta cũng muốn biết nếu có thể hy vọng ngươi có thể tới nói cho ta tống hỏi cúi đầu lại không nói chuyện vương nghĩa đình nói ta như thế nào cảm thấy tiên sinh ở bên ngoài quá đến so với ta còn không tốt tống hỏi sờ sờ cái mũi nói ta như vậy chính trực bằng phẳng người khó tránh khỏi lòng có bất an sao vương nghĩa đình đảo không cảm thấy tiên sinh làm cái gì nên lòng có bất an nói không rõ lý do tống hỏi nghiêng đầu nói ngươi đâu tại sao phải làm như vậy sự vương nghĩa đình thở dài tại sao bởi vì không cam lòng a à. Xưa nay giá gạo cùng giá muối, bọn họ đều thích cắm thượng một tay. Làm mịt mờ, lại không dễ phát hiện. Nhưng tham ô chính là tham ô, nào có thiếu cùng nhiều đạo lý. Vương Nghĩa Đình kéo kéo tù phục nếp uống, châm chọc cười nói, dựa vào cái gì bọn họ kiếm được bát mãn bồn mãn, nông hộ lại muốn bần cùng cầu sinh. Bọn họ suốt ngày lao động, không có nghỉ ngơi, lại chỉ có thể hỗn đến ấm no, mà con cái liền tư thục đều niệm không dậy nổi. Bọn họ liền điểm này không quan trọng cơ hội, đều phải từ lúc bắt đầu đã bị cướp đoạt. Ta lương quốc muốn phú cường. Há có thể lại tùy ý này đàn sâu mọt, tiếp tục ăn mòn ta đại lương nền tảng lập quốc." Vương Nghĩa Đình nói, "Chúng ta thân chết cũng không sao, nhưng ta nhất định phải lôi kéo cùng nhau đi." Vương Nghĩa Đình ánh mắt thâm thúy mà sáng ngời. Chẳng sợ hắn giờ phút này thân ở đại lý tự, chẳng sợ hắn biết tương lai đối mặt chính là vô tận tù kỳ, cũng không có chút nào bất an cùng lui bước. Không ai có thể đem hắn đánh sập bởi vì hắn kiên định ở đi đạo của hắn. Tống hỏi, cho. Nên ngươi liền bí quá hóa liều, dứt khoát nhiễu loạn giá gạo, gọi bọn hắn cũng mệt một phen. Rồi sau đó đem bọn họ đều dẫn ra tới. Vương Nghĩa Đình nghe vậy thở dài, chỉ là, ta không nghĩ tới ngươi không nghĩ tới thị trường không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi không nghĩ tới chính mình lộng băng rồi. Tống hỏi, ngươi không nghĩ tới bọn họ như vậy xuẩn, thế nhưng đem toàn bộ mễ đều lấy ra tới bán thế gian này luôn là có rất nhiều không nghĩ tới sự. Vương Nghĩa Đình cúi đầu nói, là ta suy xét không chu toàn. Ta đích xác không nghĩ tới giá gạo có thể trực tiếp từ 18 tiền hàng đến 6 tiền. Không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy hoảng loạn, thế nhưng ở kinh thành độn như vậy nhiều mễ. Cũng may có tống tiên sinh. Ta biết. Kỳ thật ngươi đã thực thông minh, ngươi đã phi thường thông minh, ngươi quả thực là một cái quỷ tài. Cho nên ta cảm thấy ngươi thực đáng tiếc. Tống hỏi, nếu ngươi là ở vì triều đình làm việc ngươi đã là thành công ở thời đại này có thể có như vậy điều tiết khống chế thị trường ý tưởng không chỉ có là mới mẻ độc đáo càng là lớn mật ở hiện đại xem ra rất đơn giản sự vô pháp tưởng tượng lúc trước cái thứ nhất đi lên con đường này người yêu cầu bao lớn trí tuệ cùng dũng khí vương nghĩa đình lắc đầu nói triều đình sẽ không liền tính là thượng tấu cấp thái phó thái phó thượng biểu cho bệ hạ trường an giá gạo còn không tính cao đại lý tự không thể đao to búa lớn xét xử. Bọn họ nhiều người như vậy, có rất nhiều lấy cớ thoái thác, bao che. Ông ông thông thôn, cuối cùng còn không phải nếu không hiểu rõ chi. Trường An giá gạo khi nào mới có thể hàng? Việc này khi nào mới có thể thấy ánh mặt trời? Phương Nghĩa Đình nói, chỉ có Trường An giá gạo thiết thực giáng xuống, mới là chân chính hữu dụng. Nhưng mà, ông thôn cùng cấp tiến, ai cũng không thể ngắt lời loại nào phương pháp mới là đối. Phàm là cấp tiến đột biến sự tình, tất nhiên cùng với lớn lao nguy hiểm. Nó thành tựu cùng nó thất bại, cơ hồ là không thể phân cách. Tự như Vương Nghĩa Đình bởi vậy đem chính mình đưa vào đại lý tự giống nhau. Tống hỏi mở ra quạt xếp, cảm khái nói, Vương Thị Lan, người lá gan thật sự rất lớn. Vương Nghĩa Đình cười nói, Tống tiên sinh lá gan không cũng rất lớn. Ta lá gan là rất lớn, cho nên ta hiện tại tự thực hậu quả xấu nha. Tống hỏi phiền muộn nói, ta là vừa từ trên giường bò dậy, tam điện hạ là hiện tại còn nằm đâu vương nghĩa đình hỏi tống tiên sinh thân thể không việc gì đi tống hỏi giơ tay ý bảo việc này không cần nhắc lại nhúng nhúng vai một lần nữa ngồi thẳng nói vương thị lan ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi hiện giờ ta cũng sẽ không giấu ngươi vương nghĩa đình ôm quyền nói trước đây còn muốn đa tạ tiên sinh thay ta giải thích nghi hoặc ta phía trước là hoài nghi quá ngươi nhưng lại cảm thấy không đúng ngươi nơi nào tới bạc mua mễ đem giá cả đề đi lên tống hỏi ngươi mua nhiều như vậy mễ như thế nào sẽ không bị phát hiện liền tính ngươi là hộ bộ thị lan không nên làm không được vương nghĩa đình nói không ta không có mua mễ ta chỉ là thuyết phục mấy nhà tiệm gạo đem giá cả đề đi lên mà thôi những người khác liền đi theo thượng điều thì ra là thế tống hỏi bất đắc dĩ cười tiện đà rộng mở thông suốt thì ra là thế còn có thể có như vậy thao tác vương nghĩa đình ta cùng kinh thành mấy gạo phô chủ nhân xác có quan hệ cá nhân ta tìm sáu gian tiệm gạo làm cho bọn họ trước thượng điều chỉnh giá tiền lại lấy hộ bộ mễ làm hứa hẹn thỉnh bọn họ thay bán chờ gạo được mùa giá gạo hạ ngã lúc sau làm cho bọn họ lại giúp ta bổ tiếng, lợi nhuận nhị bác phân thành ta là hộ bộ thị lan ta phụ thân là lại bộ thượng thư bọn họ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ liền đáp ứng rồi tống hỏi chính là hộ bộ mễ thương không có bị động quá nếu không sớm đã có người phát hiện Ta nói mấy ngày gần đây mễ thương có người trong giữ, sợ bị hộ bộ đồng liêu phát hiện. Cho nên trước mượn tiệm gạo mễ, đãi gạo đều kiểm kê nhập thương lúc sau, trả lại cho bọn hắn, bọn họ đáp ứng rồi. Phương Nghĩa Đình nói, ta nói chưa tránh hoài nghi, ta phải nhanh một chút bán ra, giá hơi thấp một chút cũng không cái gọi là. Cho nên tiệm gạo bắt đầu điều chỉnh giá. Tống hỏi ôm đầu, nặng nề phun ra một hơi. Đây là hoàng mỹ hữu danh vô thực thao tác A, không có đầu nhập bất luận cái gì tiền vốn, dùng 3 tháng thời gian, hoàn toàn đảo lộn kinh thành giá gạo. Nàng thật là xem nhẹ Vương Nghĩa Đình. Vương Nghĩa Đình, bọn họ cho nhau cũng không cảm kích, sau đó ta lại không ngừng cổ động bọn họ, tiếp tục giảm giá. Chỉ là bọn hắn ngẩng đầu lên sau, mặt khác tiệm gạo sôi nổi noi theo. Trường An trong thành như vậy nhiều tiệm gạo, đều thu không ít mễ, tự giá gạo dâng lên tới liền có điều lo lắng, thấy hướng gió có biến, liền sôi nổi bán tháo. Vương Nghĩa Đình cười nhẹ một tiếng, lúc sau sự tình nháo đại liền tính là cảm kích người cũng không dám nói ra hơn nữa không xác định ta là có tâm vẫn là vô tình không có người biết là ta làm tống hỏi cảm thấy huyết khí sông thẳng đỉnh đầu không cấm thổn thức nói sơn thiền đấu ngưỡng danh không ở quế chiết lan tồi hận chưa hưu vương nghĩa đình cười nói tống tiên sinh lời này qua đi ta còn sống đã không chiết cũng không tồi ta đảo không cảm thấy ta sẽ chết tống hỏi ta sẽ không làm ngươi chết ta cũng sẽ không làm ngươi đem hạ nửa đời lưu tại một cái không thấy ánh mặt trời lao ngục vương nghĩa đình không tỏ ý kiến tiên sinh cái thứ hai vấn đề đâu tống hỏi lao mặt trấn định cảm xúc chính xác hỏi nhị vì sao có người vội vã muốn sát tam điện hạ vương nghĩa đình dừng một chút phóng nhẹ thanh âm nói nam vương phải về kinh ngươi làm điện hạ nhiều cẩn thận sau này đừng dẫn hắn đi nguy hiểm như vậy địa phương tống hỏi nếu mày nói nam vương cùng việc này có gì quan hệ nam vương là bệ hạ huynh trưởng cô nhi, xem như đường nghị đường huynh. Năm đó ngôi vị hoàng đế chi tranh, phụ thân hắn rất có thấy xa. Ở Đường Chí đăng cơ phía trước đem hắn đưa ra kinh thành, cũng cho hắn để lại 10 vạn quân coi giữ. Hắn so đường nghị an toàn nhiều, cũng so đường nghị nguy hiểm nhiều. Đường Chí mới vừa đăng cơ thời điểm, căn cơ không xong, liền tạm thời mặc kệ hắn ở Lĩnh Nam, không đi quét sạch. Chính là hiện giờ Đường Chí thân thể thiếu an, Lĩnh Nam lại rất là giàu có và đông đúc nam vương thế lực càng thêm lớn mạnh này hoạn không trừ hắn cũng khó có thể an tâm liền hạ chiếu mệnh hắn hồi kinh nam vương thực thức thời hắn nếu không thức thời liền sợ người trực tiếp phái binh đánh tới lĩnh nam đi chỉ là thư này tới tới lui lui lại chuẩn bị chuẩn bị còn có thể kéo cái một hai năm vương nghĩa đình nói cụ thể ta cũng không biết có chút không thể nói sự đi ta chỉ biết chỉ cần nhắc tới nam vương liền phải nói đến tam điện hạ tống hỏi chính là tam điện hạ gặp qua nam vương sao vương nghĩa đình nghĩ nghĩ không có đi tống hỏi thở dài thì ra là thế thật là ta lỗ mãn liên lụy ngươi cùng tam điện hạ kỳ thật ngươi không cần tự trách ta nguyên bản cũng liền nghĩ đến tự thú ta biết đại lý tự cùng ngự sử đài khó làm nếu ta không ra việc này vô pháp thiện chỉ là ta còn có chút sự tình không có xử lý tưởng lại chờ chút thời gian vương nghĩa đình đi theo thở dài Ta hẳn là sớm một chút nói cho các ngươi, là lòng ta tồn may mắn. Tống hỏi nhíu mày xua tay nói, không. Ta cho rằng người kia là ngươi, ta cho rằng ở kinh thành kia trưởng quầy không dám to gan như vậy, rõ như ban ngày đau hạ sát thủ. Ta cho rằng hết thảy có thể thương lượng. Nói đến cùng, bất quá đều là ta cho rằng mà thôi. Ta quá để mắt chính mình. Ngươi đúng là bởi vì hoài nghi ta, mới có thể thả lỏng cảnh giác, quyết định muốn đi. Ngươi đánh cuộc người kia là ta, ngươi đánh cuộc thắng ngươi đổ đối phương không dám làm hại với các ngươi, ngươi thua cuộc. Vương Nghĩa Đình nâng lên bộ trầm trọng xiềng xích tay, đáp ở nàng trên vai, nói, đánh cuộc người không ngừng là ngươi, còn có ta. Ta cảm thấy giá gạo sẽ hàng, ta đánh cuộc thắng. Ta cảm thấy giá gạo hàng mỗi người đều hảo, ta thua cuộc. Vương Nghĩa Đình, tự như ngươi nói, trên đời này có rất nhiều không thể tưởng được sự. Không có người là căn cứ thất bại tính toán đi làm việc. Có chút chuyển cơ chính là dựa vào mạo hiểm được đến ta không có tự trách ta chỉ là ở tỉnh lại tống hỏi ôm ngực nói ngươi hiện giờ tình huống như vậy liền không cần tới an ủi ta ta chính mình rất rõ ràng lần này là ta sai vương nghĩa đình cười nói tống tiên sinh điểm nào đó đi lên nói ngươi ta rất giống ngươi ta quyết định sự tình đều sẽ không nghe theo người khác khuyên nhủ ta nhưng thật ra không cảm thấy ngươi lỗ mãn nếu ta là ngươi ta cũng sẽ làm như vậy bởi vì đã có cũng đủ đi làm lý do ta cũng thuyết phục không được chính mình dừng lại Vương Nghĩa Đình nói, người duy nhất không nên chính là liên lụy Tam Điện Hạ. Tống hỏi cũng biết, đường nghị lần này bị tội, hơn phân nữa là bởi vì nàng. Là nàng mang theo đường nghị đi tiệm gạo, lại là nàng không xong thân thủ liên lụy đường nghị bị thương. Vương Nghĩa Đình xem nàng thần sắc, cảm thấy lời này trọng chút. Tống hỏi cái này dạng nhìn như không chút để ý, nhưng kỳ thật lòng tự trọng mãnh liệt người, không cần người ta nói, trong lòng khẳng định là minh bạch. Chỉ sợ cùng người khác khiển trách so sánh với, nàng đối chính mình càng vì nghiêm khắc. Vương Nghĩa Đình xoay đề tài, người phía trước vội vã muốn tìm ra ta thân phận, là có chuyện gì sao? Hiện tại nói cũng vô dụng, ngươi đều đã vào được. Tống hỏi một tay chống đứng dậy nói, an tâm chờ, ta nhất định mang ngươi đi ra ngoài. Vương Nghĩa Đình đối thượng nàng tầm mắt, mới phát hiện nàng tự hồ là nghiêm túc. Tống tiên sinh. Vương Nghĩa Đình ngẩng đầu xem nàng, nói, việc này đều là ta gieo gió gặt bão, ta đã chuẩn bị sẵn sàng thỉnh không cần vì ta mạo hiểm, nếu không ta với tâm khó an. Tống hỏi gật gật đầu, triều hắn không lưng từ biệt, xoay người rời đi. 89. Dân tâm sở hướng tống hỏi từ đại lý tự ngục giam ra tới, cảm thấy ánh mặt trời dị thường chói mắt, làng gia thượng đều mang theo một tầng hàng ý, ném tay áo rung rung, sau đó lập tức đi ra ngoài. Thủ vệ vị kia đều nhận được nàng, hô, tống tiên sinh, đi rồi. Tống hỏi triều hắn vẫy tay một cái, phiền toái thay ta chuyển cáo các ngươi quan khanh. Làm ơn đa tạ thủ vệ sai dịch nhất thời ngốc chuyển cáo cái gì tống hỏi ra đại lý tự làm lâm duy diễn giá xe ngựa đi trương điền tư bên này tụ tập nông hộ đã không nhiều lắm muốn bán bể hơn phân nửa cũng đều bán ngoài ruộng còn muốn gieo giống lúa mùa không có việc gì cũng sẽ không vào thành tống hỏi xuống xe ngựa quay đầu đi đối lâm duy diễn dặn dò nói chờ lát nữa ta nói gì đó ngươi đều nhớ kỹ đến lúc đó lại đi người khác nói lâm duy diễn nghẹn nhẹn ta tận lực, ngươi đừng bối thơ từ liền có thể. vài vị nông hộ lười nhắc ngồi ở cùng nhau, nhìn cũng không giống như là tới bán bể, liền như vậy cho nhau nói chuyện phiếm. tống hỏi đi qua đi, ở bọn họ đối diện ngồi xổm xuống, hỏi, các ngươi nhận thức vương nghĩa đình, vương thị lan sao? mấy người đối diện vài lần, sợ không rõ trạng huống, gật đầu nói, nhận thức a, à, hắn là một quan tốt. một vị đại gia, gần đây mấy ngày không biết như thế nào không có thấy hắn, chính là nghĩ đến cảm ơn hắn. Một người khác nói, lần này ít nhiều hắn, người khác cũng hảo. Nông hộ chụp chân nói, chính là, hắn xưng mễ nhưng chuẩn, cũng không nhiều lắm khấu chúng ta. So tiệm gạo những người đó còn giảng lương tâm. Các ngươi sau này cũng không thấy được hắn. Tống hỏi hơi cúi đầu, phiền muộn nói, hắn hiện tại ở đại lý tự đâu. Mọi người đều là sửng sốt, cùng kêu lên hỏi, vì sao? Tống hỏi thở dài, bởi vì trường an giá gạo sụt một chuyện, hắn đạt được bị phạt, chỉ sợ, ra không được mấy người quần chúng tình cảm kích động nói này cùng vương thị lan cái gì quan hệ vô nghĩa nhân gia là hộ bộ thị lan a dựa vào cái gì này như vậy nhiều quan không trảo vì cái gì một hai phải trảo vương thị lan kia oa thành thật a vừa thấy liền dễ dàng khi dễ a vương thị lan đảo cũng không xem như vô tội tống hỏi thay đổi chân tiếp tục nửa ngồi sổng nói vài vị có điều không biết này trường an giá gạo chính là vương thị lan giáng xuống hắn không quen nhìn các ngươi vất vả làm ruộng lại chỉ có thể lấy nhỏ bé tiền lời không quen nhìn tiệm gạo giá cao bán bể trường an bá tánh không thể nào chịu huệ không quen nhìn quan viên thông đồng làm bậy triều đình không thể nề hà hắn dưới sự tức giận liền dùng biện pháp đem trường an giá gạo tạp xuống dưới vài vị nông hộ nghẹn họng nhìn trân trối này này kia kia nói không ra lời tống hỏi lắc đầu nói chỉ là hắn tính sai hắn không nghĩ tới trường an giá gạo sẽ hàng nhanh như vậy hắn nguyên bản cho rằng, giá gạo thoáng hàng một chút, triều đình bắt đầu tra rõ việc này, liền sẽ minh bạch các ngươi gian khổ, sau đó giảm bớt các ngươi thuế phú, nghiêm trị những cái đó tham quan ác thương. Ai biết, bọn họ ở trường An độn như vậy nhiều mễ, Vương Thị Lan lúc trước vẫn là có điều chuẩn bị, cho nên vừa thấy này giá gạo không đúng, liền hướng triều đình thỉnh cầu, chính tiền hướng các ngươi thu mua gạo, lấy đền bù các ngươi tổn thất. Đồng thời, còn hướng triều đình thỉnh cầu, giảm bớt thuế phú, tạo phúc cho dân. Tống hỏi xua tay, thổn thức nói, chỉ là, hắn vẫn là không thể tha thứ chính mình. Hắn lòng tràn đầy ấy nấy, cho rằng thực xin lỗi các ngươi. Cho nên, đi đại lý tự đầu thú tự thú. Nông hộ nhóm nói, này cũng không thể trách hắn nha. Đúng vậy. Huống chi chúng ta này cũng không có gì tổn thất, bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Này trường an giá gạo, ta nguyên bản liền nhìn thực không cao hứng. Rõ ràng là chúng ta loại mễ, dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể bán chính tiền, bọn họ có thể bán 18 tiền. Bọn họ làm cái gì? Còn không phải là ý vào gia đại nghiệp đại, chúng ta chọc giận không dậy nổi sao. Ta nói này giá gạo hàng hảo. Vương Thị Lan làm tốt lắm. Giá gạo một hàng, Trường An trong thành nhiều vui vẻ a. À? Chính là. Tống hỏi bắt lấy tên kia dị thường kích động nông hộ tay, thành khẩn nói, ta tưởng Vương Thị Lan phẫn nộ cùng các ngươi là giống nhau. Mà hắn đang ở trong đó, lại không thể nề hà, càng là ưu sầu cho nên mới ra này hạ sách. Hiện giờ nói này đó cũng chưa dùng. Tức không ai biết, cũng không ai sẽ thay hắn cảm thấy oan khuất. Tống hỏi, bệ hạ muốn ra rõ, hắn tuy không phải nâng giá gạo chủ mưu, nhưng hắn nhúng tay giá gạo một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực. Luật pháp dưới, không nói tình lý, chỉ có thể nói chính hắn đáng thương. Mấy người vỗ tay, nhưng việc này chúng ta cũng không tổn thất a. À. Nói đến, hộ bộ mấy ngày trước đây lại cấp quê nhà bổ chút bạc chính là vương thị lan đưa tới ai nha ta kia cũng có ta nói hộ bộ như thế nào chính tiền thu mễ như thế nào còn cấp phát bạc đâu một vị nông hộ nghĩ đến đứng dậy chạy đến cửa lớn tiếng hỏi bên trong quan gia nói hộ bộ trả lại cho chúng ta phát khác bạc sao quan gia ngẩng đầu nhảy ra một cái xem thường tưởng mỹ nơi nào còn có bạc nhiều phát thuế bạc cũng cấp hàng giá gạo cũng cấp bổ các ngươi còn muốn thế nào hắn chạy về tới hội báo tình huống mấy người như vậy một thẩm tra đối chiếu mới biết được nguyên lai like kia bạc là vương nghĩa đình chính mình bổ lại nghĩ đến hắn hiện giờ cảnh ngộ không cấm bắt đầu hai mắt đẫm lệ tống hỏi cũng mới biết được kia đại khái chính là vương nghĩa đình lần này giá gạo một chuyện trung kiếm tới tiền bạc hắn trả về cho bá tánh tống hỏi nhấp môi nắm quạt xếp sắc mặt bi thống nói này án chứng cứ vô cùng xác thực không thể nào giải vây vương thị lan cũng không hề câu oán hận ta chỉ là không đành lòng xem hắn một mảnh hảo tâm rơi vào như thế kết quả mới thế hắn nói thượng hai câu chỉ hy vọng các ngươi không cần hiểu lầm mọi người tức khắc kích động nói như thế nào sẽ hiểu lầm đâu hắn một lòng đều là vì chúng ta hảo a à. vương thị lan như vậy quan tốt vì sao mệnh liền như vậy khổ a à. ta thật chưa thấy qua như vậy quan tốt thật không có này sau này không có vương thị lan chúng ta nhưng làm sao bây giờ hắn có thể nào liền mặc kệ chúng ta ngàn vạn đừng xúc động cũng ngàn vạn đừng làm việc ngốc nếu là liên lụy các ngươi, Vương Thị Lan thật là cuộc đời này khó an. Ta chính là tội lỗi. Tống hỏi, hắn tuy vào đại lý tự, vẫn là đối với các ngươi không yên lòng. Ta là chịu hắn giao phó, lại lần nữa phương hướng các ngươi xin lỗi. Nếu gặp nạn sự, hắn còn có một chút gia tài, có thể giúp, nhất định đem hết toàn lực. Nông hộ khóc ròng nói, chúng ta không cần hắn giúp, chúng ta chỉ nghĩ giúp hắn. Vị này tiểu lan quân, ngươi nói một chút, chúng ta muốn như thế nào mới có thể giúp hắn tống hỏi ta bất lực ta chỉ hy vọng không biết tình giả có thể cảm kích đừng làm hắn mang theo người khác hiểu lầm cùng oán hận làm hắn nhẹ nhàng một ít tống hỏi điều động dân tình năng lực thật là xuất sắc căn cứ vào sự thật thêm mắm thêm muối tự mình nghĩ lại tổng kết đền bù không cần thiết nói mấy câu oán giận bất đắc dĩ bi tráng vô tội đều có lâm duy dĩ ngồi trên càng xe hỏi bên trong xe tống hỏi ngươi làm trường an bá tánh thế hắn giải oan cái này kêu dân ý bọn họ ỷ vào người nhiều sao toàn trường an gần trăm vạn người nhìn xem đến tục cùng là bên kia người nhiều tống hỏi trường an giá gạo giảm giá một chuyện chịu huệ chính là toàn bộ trường an thành một người quan tốt đối bọn họ tới nói giống như trân bảo thiếu chi lại thiếu mặc kệ có thể hay không trợ giúp bọn họ chỉ cần biết rằng hắn ở là có thể an tâm chính là này phân an tâm mới có thể làm người không sợ hãi tống hỏi cơ hồ sở hữu gian thần đều có một cái tội danh mưu hại trung lương đây là bá tánh huyết lên án lâm duy diễn dân ý sau đó đâu sau đó yêu cầu đại lý tự khanh ngự sử công chờ triều đình chúng thần thế vương nghĩa đình cầu tình tống hỏi điểm này lý tuân nói bọn họ sẽ đi lâm duy diễn hỏi này liền hảo sao còn có một cái quan trọng nhất người tống hỏi chỉ cần hắn chịu hỗ trợ vương nghĩa đình định có thể tường an không có việc gì Lâm Duy Diễn rung khởi dây cương, đi xuống một chỗ chạy đến, nói, một khi đã như vậy, ta như thế nào cảm thấy ngươi vẫn là thực không cao hứng. Ta không có không cao hứng, ta chỉ là cảm khái. Ta nghe qua rất nhiều người phẫn nộ, bọn họ phẫn nộ lưu tại sách sử thượng, chỉ có một câu. Tống hỏi cúi đầu nhìn chính mình tay nói, kỳ thật kia không ngừng là phẫn nộ. Còn có cùng đường sau tuyệt vọng. Lâm Duy Diễn, này cùng ngươi có quan hệ gì? Là không quan hệ. Tống hỏi, ta nói ta chính là cảm khái cảm khái hai câu đường thanh viễn muốn gặp tống hỏi dễ như trở bàn tay tống hỏi muốn gặp đường thanh viễn lại không như vậy dễ dàng nàng làm lâm duy diễn đi làm ơn tống kỳ sau đó làm tống kỳ chuyển cáo đường thanh viễn nàng sẽ ở xuân phong lâu chờ đường thanh viễn mới sai người qua lại lời nói định rồi thời gian ước nàng gặp mặt tống hỏi trước thời gian đi điểm xuân phong lâu phòng lại tùy ý điểm vài đạo tiểu thái đám người lại đây không bao lâu cửa phòng bị đẩy ra. Đường thanh viễn đi vào tới, hộ vệ canh giữ ở bên ngoài. Hắn cười vang nói, như thế hy sự, Tống tiên sinh sẽ đến chủ động tìm ta. Tống hỏi thân đón chào, điện hạ mời ngồi. Đường thanh viễn đánh giá nàng hai mắt, nói, Tống tiên sinh mấy ngày không gặp, gầy ốm không ít. Chính là có cái gì phiền lòng sự? Tống hỏi, phiền lòng sự rất nhiều. Người tầm thường nhiều tự nhiễu sao? Ta xem tiên sinh xưa nay vô câu vô thúc, nơi nào tới như vậy nhiều phiền lòng sự. Đường Thanh Viễn muốn cùng nàng liêu, nói, không bằng nói đến nghe một chút. Tống hỏi châm trước một lát, hỏi, Thái tử Điện Hạ. Ngài biết Tam Điện Hạ bị ám sát một án sao? Đường Thanh Viễn tươi cười, cười cứng đờ, hỏi ngược lại, Tống Tiên Sinh cảm thấy cùng ta có quan hệ sao? Tống hỏi, thẳng thắn giảng, ta không biết. Đường Thanh Viễn cười to hai tiếng che giấu, nói, kia ta thật đúng là thương tâm. Tống hỏi, nhưng từ tư tâm tới giảng, ta cảm thấy ngài không có. Cảm ơn ngươi tư tâm. Đường thanh viễn nhấp môi, khẽ cười nói, ta sẽ không giết tam ca. Tống hỏi gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra sách, đem nó đưa qua đi. Đường thanh viễn tiếp nhận, hồ nghi mở ra vừa thấy. Càng xem càng là kinh hãi, nhanh chóng sau này một phen, phát hiện cuối cùng vài tờ bị xé. Trùng hợp đoạn ở đồng hồ nước pháp chế đường trắng thượng. Hắn lại lần nữa phiên một lần, hỏi, đây là thật sự. Tự nhiên là thật. Tống hỏi, đây là Vương Thị Lan tạm tồn tại ta nơi đó. Chỉ cần hắn bình yên ra tới, ta liền đem cuối cùng một tờ giao cho hắn. Đường Thanh Viễn khép lại quyển sách, tìm tòi nghiên cứu nói, ngươi đến tụt cùng là người nào? Tống hỏi nghĩ nghĩ, đáp, nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường. Đường Thanh Viễn không nói, nhéo ngón tay trầm tư. Thái tử điện hạ, Vương Thị Lan tuyệt đối là một vị nhưng dùng người. Ngài bán hắn lần này nhân tình, ngài cứu hắn một mạng hắn định có thể ghi nhớ trong lòng. Tống hỏi, quan trọng là, Trường An bá tánh cũng có thể nhớ rõ ngài nhân tình. Đường Thanh Viễn đem quyển sách đặt lên bàn, cho chính mình đổ ly rượu. Tống hỏi chờ hắn nói chuyện. Đường Thanh Viễn thở dài, kỳ thật ngươi tìm ta hỗ trợ, ta là nguyện ý ban. Ta cũng biết ngươi là vì chuyện gì, cho nên ta mới lại đây. Tống hỏi, là ta chính mình bất an, tống mổ tiểu nhân chi tâm. Thôi. Đường Thanh Viễn nói, Vương Thị Lan, ta sẽ thay hắn nói thỉnh. Ta cũng không đành lòng xem hắn như vậy chết. Tống hỏi ôm quyền, đa tạ. 90. Bộn án chấm dứt tống hỏi cấp đường thanh viễn, là một phần tương đối dễ hiểu giá hàng phân tích lý luận. Mặt khác bao gồm đối giá gạo khống chế tương quan chính sách thi thố, hộ bộ kế thuế tương quan kiến nghị. Có thể nói phân tích hoàn chỉnh thả toàn diện. Nhưng mà nhất quý giá cũng không phải phân tích, mà là tống hỏi ở trong đó phi thường uyển chuyển đưa ra mấy cái chế độ thuế cải cách đại lương chinh thuế cơ bản là thuế trực tiếp tức trực tiếp hướng cá nhân thu mà tống hỏi đưa ra tăng giá trị tài sản thuế tức dựa theo vật phẩm tăng giá trị tài sản bộ phận nộp thuế là thuế gián tiếp một loại mặt khác còn đưa ra lũy tiến thuế tức kiếm càng nhiều trước càng nhiều mà đối với thu vào thấp hèn nông hộ hẳn là áp dụng cổ vũ miễn thuế phương thức không phải đơn thuần y theo đầu người tới chinh thuế này đó kiến nghị đều mang theo nồng hậu hiện đại phong cách tống hỏi cũng biết bọn họ sẽ không tiếp thu thả sẽ không nhận đồng này đó điều lệ. Bởi vì nó tổn hại đại bộ phận thượng tầng quan viên ít lợi. Vì thế chỉ là dăm ba câu hỗn loạn trong đó, thả viết ở nhất hẻo lánh vị trí. Đến nỗi bọn họ có thể hay không thấy, thấy sao là cái dạng gì tâm tình. Liền không phải tống hỏi lo lắng. Đối với bọn họ tới nói, phía trước này đó đều không tính quá kinh sợ, cho nên tống hỏi ở cuối cùng theo một phần đồng hồ nước pháp chế đường trắng pháp. Đại lương đường đến từ phương Nam gieo trồng cây mía, lại từ cây mía trung tinh luyện đường phân chỉ là bọn hắn kỹ thuật không quá quan có thể ngao chế đường cát lại sẽ không ngao chế đường cát trắng đường cát trắng ở cổ đại cũng gọi đường xương cho dù là tống triều phẩm chất tốt đẹp nhan sắc thuần túy đường cát trắng giá cả cũng phi thường sang quý chế tác đường trắng ảnh hưởng xa so ra kém muối tinh luyện tống hỏi cho rằng liền xã hội ảnh hưởng tới xem này pháp cho hấp thụ ánh sáng sẽ không khiến cho cái gì thật lớn biến động mà đối với đại lương người trong nước tới giảm này lại là một kiện rất quan trọng, cũng đủ dẫn người coi trọng sự tình. Tống hỏi trước kia chuẩn bị lấy đường trắng kiếm tiền tới, hiện tại vẫn là đem nó thân tình quan danh Vương Nghĩa Đình. Đem nó giao cho Vương Nghĩa Đình trên tay mở rộng phụ trách, cũng rất là yên tâm. Trên triều đình, bệ hạ, Vương Thị Lan có bất phàm chi tài, liền đem hắn giam giữ ở đại lý tự trung, thật là đáng tiếc. Tống Kỳ nói, bệ hạ, tề hoàng công nhậm quản trọng, tào công thu trương liêu. Không so đo hiềm khích trước đây, biết dùng người, toàn vì hậu nhân tán tụng. Thế gian này hiện tại khó được, mà Vương Thị Lan lại có trung quân chi tâm, ái dân chi nhân. Vọng bệ hạ pháp ngoại khai ân, đại thần nói, quốc có pháp luật, tại sao pháp ngoại khai ân? Không nên thiên vị, xử trong ngoài dị pháp. Tống kỳ như của thanh tuyến thông thả mà kiên định nói, thần đúng là bằng phẳng. Mới dám thượng tấu bệ hạ. Cùng hắn hay không vì hộ bộ chức quan không quan hệ. Vương Thị Lan cũng không lòng xấu xa. Chưa đúc đại sai, tư này bản tâm, cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Lý bá chiêu tiến lên nói, nay hắn có tâm ăn năn lại có công tích ở phía trước, vọng bệ hạ niệm này khổ lao, cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hắn trong lòng cảm nhớ bệ hạ ân tình, tự nhiên sẽ không tái phạm. Đại lý tự khanh nói, bẩm bệ hạ, trường an bá tánh có tâm hướng hắn, suốt ngày quỳ gối đại lý tự trước thỉnh mệnh. Thần cho rằng, lúc này nghiêm trị vương nghĩa đình, không ổn. Trương Hy Vân hít mắt nhìn về phía mấy người. Lần lượt mấy người còn nghĩ ra liệt lại biện, đường chí nghe được đau đầu, giơ tay ngăn lại, rồi sau đó điểm nói, vương thượng thư, ngươi như thế nào xem. Quyển tử bất hiếu, kêu bệ hạ lo lắng. Thần không dị nghị, nhưng bằng bệ hạ làm chủ. Lại bộ thượng thư ngẩng đầu nói, bệ hạ, thần chỉ có một câu tưởng nói. Quyển tử hành động, toàn nhân ái dân chi tâm. Chỉ là hắn tư chất ngu dốt, mới có thể vào nhầm lạc lối đường chí lại điểm nói, thái tử, ngươi lại thấy thế nào? Bệ hạ, thần cho rằng, cả triều đường, ra một vị hộ bộ thị lan dễ dàng, ra một vị vương nghĩa đình, khó. Đường thanh viễn nói, văn võ chúng thần, có mấy người có thể từ ít ỏi con số trung, phát hiện giá gạo có gì? Có mấy người, có thể có như vậy dám làm dám chịu khí phách? Có mấy người, có thể có không hề bại lộ, sách mưu việc này tài trí? Lại có mấy người, có thể một mình tìm ra đường trắng chế pháp, người như vậy nếu là giam giữ ở đại lý tự trung nên là như thế nào lệnh người bóp cổ tay đường thanh viễn nói thần không biết nên như thế nào làm thần chỉ biết bệ hạ nếu là thuận theo luật pháp là chiêu minh thiên hạ chi lý bệ hạ nếu là phát ngoại khai ân là phái trạch thiên hạ cầu hiền nhân ái bệ hạ đều có suy tính đường chí bắt lấy bắt tay nặng nề thở ra một hơi vương nghĩa đình có thể vô tội phóng thích tống hỏi được đến tin tức thật là nhẹ nhàng thở ra đường chí có lẽ nguyên bản liền không tính toán nghiêm trị vương nghĩa đình. Tuy rằng một chúng thần tử ở tham hắn, nhưng cũng có một chúng thần tử ở bảo hắn. Vương nghĩa đình là cái dạng gì người, mọi người đều minh bạch. Hắn là cái khả dụng chi tài. Đường chí muốn đem nhân tình đưa cho đường thanh viễn. Còn có lại bộ thượng thư. Vô luận như thế nào, đại sự đã thành. Tống hỏi đúng hẹn đem đường trắng chế pháp đưa đi. Đại lý tự khanh lại sai người tới truyền lời, vương nghĩa đình không thu nàng đồ vật hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ăn vạ trong nhà lao không muốn đi người không dám lộ ra kêu tống hỏi qua đi chạy nhanh giải quyết tống hỏi cảm thấy rất là đau đầu vì thế lại lần nữa tự mình qua đi xem hắn vẫn là lúc trước phòng vẫn là lúc trước bài trí người cũng vẫn là lúc trước trang phẫn nghèo túng như thường a vương thị lan ngươi nên chuẩn bị chuẩn bị ngươi muốn đi ra ngoài tống hỏi chỉ vào hắn ghét bỏ nói vẫn là ngươi phi thường lưu luyến đại lý tự phong cảnh ngươi đều mấy ngày không tắm rửa vương nghĩa đình nói nếu đúng sự thật tới giảng ta không nên đi ra ngoài tống hỏi móc ra giấy hỏi ngươi vì sao không cần này không phải ta đồ vật ta chính mình không thể thu chịu vương nghĩa đình nói tống tiên sinh ta thật là đoán không ra ngươi ngươi đến tột cùng là người nào vì sao có thể biết được như vậy nhiều đồ vật công danh lợi lộc với ngươi đều là ngoài thân vật vậy ngươi làm này đó là vì cái gì tống hỏi ngươi vì cái gì ta liền vì cái gì đây là ngươi đồ vật vương nghĩa đình nói kỳ thật ta đi ra ngoài cũng không biết nên làm cái gì tống hỏi đáng tiếc lòng ta chỉ có đáng tiếc hai chữ ngươi như thế nào là cái như vậy cứng nhắc người vương nghĩa đình nói ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc nếu ta sớm chút nhận thức ngươi thì tốt rồi kỳ thật ngươi đã thành công bá tánh chịu huệ nông hộ hữu kinh vô hiểm không có tổn thất mà những cái đó mượn này dành lợi nhuận kết xù thương hộ cùng tham quan, đã chịu trừng phạt. Ngươi ở 3 tháng thời gian làm giá gạo từ 17 tiền tăng tới 18 tiền. Lại ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, làm nó từ 18 tiền ngã đến 6 tiền. Hiện giờ Trường An thành giá gạo là đại lương quốc nội thấp nhất. Sau này, ai nếu còn dám động Trường An giá gạo, đều phải lại ước lượng ước lượng, hộ bộ chính là có một cái vương nghĩa đình. Ngươi đã làm được ngươi muốn làm, thậm chí sao ngươi tưởng càng tốt đi. Tống hỏi, không nói cái khác ngươi có thể từ hộ bộ lại tìm ra một vị có thể cùng ngươi địch nổi người tới sao vương nghĩa đình nếu không phải có ngươi đã gây thành đại họa tống tiên sinh vì sao không vì quan đâu tống vấn tâm nói nàng làm quan là muốn mệnh nhưng cố tình chính là có ta cố tình ta trước thời gian dự kiến việc này nếu không phải ta tâm huyết dâng lên ta cũng phát hiện không được liền ở ngươi động tác mấy ngày trước đây mà thôi tống hỏi duyên phận là ý trời. Ý trời muốn ngươi làm như vậy, ý trời muốn ngươi lưu lại. Vương Nghĩa Đình cười nói, Tống Tiên Sinh còn sẽ tin ý trời. Tống hỏi, Hảo đi. Ta không tin thiên, cũng không tin mệnh. Nhưng là ta phụ trách giảng, nếu ngươi như vậy bị phạt, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ làm rất nhiều người đều hối hận. Thế gian này thường có ngươi như vậy tài hoa người, vạn dặm không một, cho dù có, có thể được lấy thi triển tài hoa càng là thiếu chi lại thiếu. Ngươi khó được có cơ hội này, lại muốn chính mình từ bỏ sao? Ngươi liền không có mặt khác muốn làm sự tình sao? Ngươi không cảm thấy không cam lòng sao? Vì sao những cái đó tham quan còn ở, mà ngươi lại không có? Ngươi muốn cho bao nhiêu người thương tâm? Tống hỏi, ta sẽ trợ giúp đại lý tự tra ngươi, là bởi vì ngươi thiết thực có tội. Mà ta hiện tại bảo ngươi, là bởi vì ngươi thiết thực có công. Ngươi người như vậy, không nên lưu lại nơi này. Bên ngoài còn có càng rộng lớn thiên địa. Nếu ngươi muốn chuộc tội, ngươi hẳn là hoài này phân ấy nấy, đi vì càng nhiều người, làm càng nhiều sự, đi thi triển ngươi tài hoa, đi xây dựng càng phồn thịnh đại lương. Vương Nghĩa Đình cười khổ nói, ai yêu cầu đâu. Ta liên lụy ta phụ thân, liên lụy hộ bộ, liên lụy nông hộ. Ta tự bỏ tù tới nay, trừ bỏ ngươi, không có người tới xem qua ta. Tống hỏi đứng lên, lôi kéo hắn cánh tay hướng về phía trước xã, có hay không người yêu cầu, ngươi hẳn là đi ra ngoài nhìn xem. Hà tất tự coi nhẹ mình ngươi liều chết cũng tưởng trợ giúp người ngươi không nghĩ đi xem sao tống hỏi quay đầu hô ngục thừa lại đây đem hắn xiềng xích mở ra ngục thừa không biết từ chỗ nào cho hắn tìm một kiện áo ngoài làm hắn khoác ở trên người vương nghĩa đình đứng ở cửa lao cửa dừng bước không trước nói đã nhiều ngày ta ở đại lý tự nhìn thấy rất nhiều người bọn họ có chút người biết sai có chút người không biết sai nhưng bọn họ đều ra không được tống hỏi vậy ngươi hiện tại hẳn là biết ngươi có bao nhiêu may mắn ta là thật may mắn nhưng ta không biết nên như thế nào hướng bọn họ giải thích ta việc làm vương nghĩa đình nói cái này địa phương tiến vào dễ dàng đi ra ngoài vì sao như thế khó nghe qua quy định phạm vi hoạt động sao ngươi ở làm một kiện chuyện ngu xuẩn tống hỏi đi phía trước đi vương thị lan vương nghĩa đình bán ra một bước đi đến quan hạ hắn một thân nghèo túng đi vào cổng lớn đại lý tự thủ vệ quan sai thấy hắn nghiêm triều hắn yên lặng kính thi lễ Vương Nghĩa Đình hơi hơi có chút kinh ngạc. Môn lại xoay người, đem đại lý tự dày nặng môn đẩy ra. Theo cảnh tượng gù vào hắn trong mắt, vô số ồn ào thanh tùy theo vọt tới. Mấy trăm bá tánh đứng ở cửa, cầm đầu người đúng là phụ thân hắn. Vương Thị Lan, chúng ta tới đón ngài ra tới. Vương Thị Lan. Vương Thượng Thư Giáo Huấn, bất hiếu tử. Vương Nghĩa Đình nhất thời không biết nên nói gì là hảo. Không có tới xem ngươi, là bởi vì không biết nên cùng ngươi nói cái gì nhưng bọn họ chưa bao giờ có từ bỏ quá vì ngươi buông tẩu. Tống hỏi đứng ở hắn phía sau nói, ngươi tưởng bởi vì ta ngươi mới có thể ra tới sao? Ngươi sai rồi, có hay không ta đều giống nhau. Bởi vì ngươi phía sau đứng người nhiều lắm đâu. Tống hỏi, những người này, cảm kích ngươi, coi trọng ngươi, tin tưởng ngươi. Ngươi đừng làm bọn họ thất vọng. Đa tạ. Vương Nghĩa Đình mắt trưng trưng, lòng bàn tay nắm chặt, nói, đa tạ. Hắn phát hiện, hắn quả nhiên vẫn là tưởng lưu lại. Có người tưởng hắn lưu lại. Chẳng sợ ti tiện, hắn cũng tưởng lưu lại. Tống hỏi cười một chút, nói đến ta cũng là bình dân, hiện tại cũng ở tại Trường An. Từ nơi này tới giảng, nên là ta muốn tạ ngươi. Tống hỏi, nhiều hơn bảo trọng. Dứt lời, từ một bên lặng yên tránh ra. 91. Thư viện của Thù vương Nghĩa Đình ra tù, Trường An trong thành một mảnh vui mừng. Tống vấn tâm sự đã xong, chỉ nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Duy Diễn đi theo nàng phía sau nói, ta cho rằng ngươi là rất có tin tưởng. Tống hỏi, ta là rất có tin tưởng. Lâm Duy Diễn, vậy ngươi còn như vậy khẩn trương. Ta khẩn trương, là vì tỏ vẻ ta đối việc này coi trọng. Tống hỏi búng tay một cái nói, về nhà, ăn chút ăn ngon. Thuận tiện làm tiểu ngủ đi nhiều mua điểm mễ, cái này kêu sao đế. Lâm Duy Diễn ngăn lại nàng đường đi nói, ngươi có phải hay không hẳn là đi xem một chút tam điện hạ. Tống hỏi moi moi lỗ tai, ân lâm duy diễn, ngươi không điểm tự giác tính sao? Tống hỏi, ta nên có cái gì tự giác? Bằng hữu bị thương, tiến đến an ủi tự giác tính. Ngươi không phải nói, hắn là ngươi bằng hữu. Lâm duy diễn kiên trì không ngừng ăn và hắn nói, ngươi giang hồ đạo nghĩa đâu? Tống hỏi một cái xoay người, đối với hắn nghiêm túc nói, lâm đại nghĩa tiểu hữu, ta phát hiện ngươi gần nhất đặc biệt thích nghi ngờ ta năng lực, sau đó cho ta đưa ra ý kiến. Lâm duy diễn nhìn về nơi xa. Tang Thương nói, đúng vậy, các ngươi đều không lớn bớt lo. Tống hỏi, Tống hỏi, xem ra ngươi trách nhiệm trọng đại. Lâm Duy Diễn gật đầu. Đặc biệt là lần này vắng học, suýt nữa gây thành đại họa. Lâm Duy Diễn rốt cuộc tin tưởng, bọn họ không có chính mình, là sống không nổi. Vì phòng ngừa hai người chi gian hữu nghị bị phá hư, Lâm Duy Diễn gánh khởi trọng trách, đè nặng Tống hỏi đi gặp đường nghị. Tống hỏi biết hẳn là mau chân đến xem đường nghị, chỉ là nàng mặt danh chột dạ, cũng không biết nên như thế nào cùng đường nghị nói. Tự như Vương Nghĩa Đình nói như vậy, không nên mang đường nghị đi cái gì nguy hiểm địa phương. Nhưng đối với vẫn luôn sinh hoạt ở trên cái thất thịt cá đường nghị tiểu hữu tới giảng, kinh thành có chỗ nào là an toàn sao? Cho nên đường nghị xưa nay đều không có bằng hữu, xưa nay nơi nào đều sẽ không đi. Tống hỏi không trốn tránh xin lỗi, chỉ là cảm thấy lúc này hướng đường nghị xin lỗi, liền ý nghĩa nàng cùng người khác giống nhau, từ đây muốn xa cách đường nghị. Tống hỏi có thể hung hãn khí phách, bằng phẳng trong sạch, cũng có thể nịnh nọt vô sĩ, tiêu giao tiêu sái. Nhưng chuyện như vậy, nàng thật sự rất khó mở miệng. Nàng cho rằng chính mình đích xác có sai, sai ở đã không có giải rõ ràng tình hình thực tế, chuẩn bị sẵn sàng thời điểm khiến cho đường nghị người đang ở hiểm cảnh, nhưng tuyệt không phải sai ở dẫn hắn đi ra ngoài. Nhưng lời này nói ra, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị đánh. Tống hỏi đến đường nghị phủ đệ thời điểm, Tống Kỳ đang từ bên trong ra tới. Hai người cho nhau thấy, Tống Kỳ hơi hơi gật đầu, từ bên người nàng đi qua người gác cổng đi thông báo nhiều lần ra tới lãnh nàng đi vào văn nhạc đứng ở mép giường để chiếu cố thấy tống hỏi tiến vào hừ một tiếng đường nghị vẫy vẫy tay làm hắn trước đi xuống sau đó chống từ trên giường ngồi dậy tống hỏi qua đi hư đỡ một chút quan sát hắn thần sắc hỏi như thế nào còn hảo đi đường nghị nói vốn dĩ liền còn hảo chỉ là một chút bị thương ngoài da tống hỏi ngồi vào mép giường thường gật đầu nói vậy là tốt rồi nếu không ta tội lỗi lớn đường nghị nói đa tạ cảm tạ ta cái gì tống hỏi lấy quá một cái quả táo kiều chân nói cảm tạ ta làm ngươi trọng thương vẫn là cảm tạ ta mang ngươi lỗi nước đục a à. đường nghị ta biết ngươi là tốt với ta tống hỏi nhìn hắn cười nói tam điện hạ ngài thật đúng là bệnh hồ đồ không thành là ta chính mình làm quyết định cùng ngươi vô bao lớn quan hệ Đường Nghị nói, cũng là ta chính mình học nghệ không tin, không đủ cẩn thận, mới chịu thương. Tống hỏi cúi đầu, tiếp theo tước quả táo. Đường Nghị nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Nghe nói ngươi đã vài ngày không đi thư viện, tổng không phải như vậy bị nhục đi. Tống hỏi rốt cuộc buông trong tay đao, gặm một ngụm quả táo, ngạc nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy, các ngươi ngược lại đều tới an ủi ta. Ta mang theo hoàng tử, nhất ý cô hành, thẳng vào hang hổ, kết quả bị ám sát trọng thương không nên là cả gan làm loạn, bảo thủ sao? Đường Nghị nói, giống ngươi như vậy mọi việc đều thuận lợi người, khó được thất bại, trong lòng hẳn là không hảo quá đi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi sẽ luẩn quẩn trong lòng. Tống hỏi dừng một chút, lắc đầu nói, làm điều thừa. Đường Nghị một mảnh hảo tâm bị toái. Nếu mày nói, cái gì? Cái gì thất bại? Ta thất bại sao? Trường An giá gạo hàng, nông hộ tổn thất dừng lại, rất nhiều tham quan xuống ngựa, Vương Thị Lan bình yên ra tù. Tống hỏi chỉ vào hắn nói, trừ bỏ ngươi trọng thương ta vết thương nhẹ, việc này giải quyết quả thực hoàn mỹ. Đường Nghị nằm ở trên giường, tin tức lạc hậu, nghe vậy kinh hải nói, cái gì? Vương Thị Lan bình yên ra tù. Hắn không phải tự thú sao? Hắn không phải mới vừa tiến đại lý tự sao? Này án không phải chuyển giao cấp hình bộ thượng thư sao? Cho nên nói, chính là bơi lội đều có có thể bị chết đuối, uống nước đều có khả năng bị sặc chết, đi ở trên đường cũng có khả năng bị ngã chết. Chịu cái thương tính cái gì? Tống hỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn, huống chi người vốn dĩ chính là ngươi trước lấy, bọn họ vốn dĩ chính là muốn giết ngươi chính là đi. Lúc ấy Vương Thị Lan cản cũng ngươi chính ngươi không nghe, ngươi muốn phụ tuyệt đại đa số trách nhiệm, cùng ta có không có gì quan hệ. Đường nghị, Tống hỏi hào phóng cười to, sửa đúng ngươi một câu, ngươi Tống tiên sinh, vẫn là mọi việc đều thuận lợi. Ha 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 đường nghị hiện tại hẳn là kêu văn nhạc lấy cái cây đuốc đem người này thiêu chết tống hỏi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rảnh rỗi sau lại cảm thấy nhàm chán cuối cùng đi thư viện tiêu giả chuẩn bị trở về đi học phó tri sơn rất là tiếc nuối không có tống hỏi ở nhật tử thư viện không bao giờ yêu cầu hắn lo lắng chính là nàng lại về rồi tống hỏi sửa sang lại một chút lúc trước bài thi mang về thư viện càng đến gần lớp học càng là khó nén hưng phấn nàng quả nhiên vẫn là rất tưởng niệm nàng học sinh hai ba bước vọt vào đi hô to nói ta thân ái các học sinh chúng học sinh chính thở ngắn than dài thấy nàng tiến vào chống cầm, chỉ là không mặn không nhạt nhìn nàng một cái tống hỏi này không hợp lý nàng mới mấy ngày không có tới này đàn học sinh đối nàng cuồng nhiệt đi theo cùng sùng bái đâu như thế nào các ngươi tiên sinh trọng thương khỏi hẳn quay về lớp học một chút vui sướng chi tình đều không có tống hỏi chụp bàn nghiêm túc nói bạch mệt ta đối với các ngươi tốt như vậy từng cái đều cái gì biểu tình mạnh vi thật thành thở dài tiên sinh ngài chính là không nghĩ tới đi học mà thôi sao chúng ta cũng không nghĩ tới nhưng chúng ta không thể không tới này như thế nào còn có thể cao hứng a ngươi cho rằng ta là các ngươi ta tuy rằng không cần tham gia khoa khảo nhưng ta phải làm chính sự so các ngươi nhiều hơn tống hỏi chống lạnh nói muốn quất các ngươi muốn giáo dục các ngươi muốn hiệp trợ đại lý tự phá án phải cho các ngươi thu thập lạng các loại sạp còn muốn đối mặt phó trợ giáo mỗi ngày dò hỏi đây đều là vì cái gì bởi vì các ngươi tổng cho ta gây chuyện chúng sinh chính là tiên sinh đã nhiều ngày ngày căn bản không có tới thư viện a à? triệu hằng nói hơn nữa chúng ta cũng không có làm cái gì a à? tuy rằng chúng ta không ở nhưng lòng ta cùng các ngươi cùng tồn tại a à? biết ta nhiều nhọc lòng sao tống hỏi hơn nữa các ngươi cái gì đều không làm tới hay không đi học có cái gì khác nhau các ngươi tiên sinh ta là thiết thực ở dưỡng thương hảo sao làm làm phùng văn thuật bỗng nhiên thanh tĩnh lớn tiếng kêu đứng lên kích động nói tiên sinh tiên sinh cho ngài nói một chút chúng ta làm cái gì ân tống hỏi mắng một tiếng ngươi nói vì thế phùng văn thuật bắt đầu tranh công nói chúng ta đi trương điền tư trợ giúp hộ bộ dọn mễ có người đi tiệm gạo nháo sự chúng ta tăng thêm ngăn trở giá gạo rung chuyển lúc sau chúng ta còn giúp trấn an bá tánh còn có ngài không có tới đi học này đoạn thời gian chúng ta vẫn luôn ở trên phố giúp đỡ nói vương thị lan lời hay chúng sinh lúc này mới nhớ lại phía trước sự tình thẳng thắn eo lưng chấn hưng tinh thần chờ đợi tống hỏi khích lệ tống hỏi nghe rất là vui mừng cho bọn hắn vỗ tay nói không tồi không tồi tiến bộ rốt cuộc biết chính mình làm việc cũng biết nên làm cái gì sự mà không phải chờ nàng tới nói này đó chúng tiểu tử cũng ở từng bước một kiên định về phía trước a phùng văn thuật bàn tay vung lên nói thuận tiện làm gương tốt ta phùng gia trực tiếp mua vào 500 đấu gạo tống hỏi tống hỏi suýt nửa một nguồn phốc ra tới tống hỏi vỗ vỗ ngực gian nan đối hắn khích lệ hai câu sau đó đổi đề tài hỏi các ngươi mới vừa rồi đều ở sầu cái gì lương trọng ngạn thở dài tiên sinh là thư viện này gian thơ hội lại sắp khai hôm nay thiệp mời đã đưa đến thư viện bọn học sinh tự nhiên không có gì tâm tình đi học như thế nào thơ hội không hảo chơi sao tống hỏi hai tay ôm ngực nói các ngươi văn nhân tài tử giang bất chính hảo có thể nhiều giao lưu giao lưu này thơ hội nên là các ngươi thi thố tài năng thời điểm a đúng là các ngươi thích mới đúng a mạnh vi nhất tay nói này thơ hội a cơ hội kinh thành nổi danh thư viện đều sẽ đi tham gia mặt khác còn có quốc tử giám học sinh cũng muốn tham gia nga tống hỏi nhiên gật đầu nói rốt cuộc muốn gặp cách vách gia hài tử khó trách đều quể oải không phấn chấn. Cái gì cách bách gia hài tử? Đinh Hữu Minh ngẩng đầu, triều nàng lên án nói, tiên sinh ngài là năm nay vừa tới, có điều không biết, này thơ hội thật sự là quá chán ghét. Mạnh vi sửa đúng nói, thơ hội không chán ghét, là quốc tử giám kia giúp học sinh quá chán ghét. Chúng sinh nghe vậy quần chúng tình cảm kích động, sôi nổi ứng hòa nói, là là là. Khi giúp học sinh quá chán ghét. Tống hỏi cào cào cái tráng, không rõ nguyên do nói, này các ngươi liền không đúng rồi thơ hội, nên là từng người triển lãm tài hoa thời điểm, tự nhiên này đây văn đấu văn lạc. Chán ghét bọn họ, liền càng nên đi, làm cho bọn họ kiến thức một chút các ngươi lợi hại. Vẫn là các ngươi so bất quá nhân gia, cho nên mới chán ghét. Đinh Hữu Minh quay mặt đi nói, ai nha? Tiên sinh ngài lại sai rồi. Bọn họ cùng chúng ta tỉ thí căn bản là không công bằng. Phùng Văn Thuật đứng lên nói, ta tới nói. Này quốc tử giám xưa nay cùng vân thâm thư viện bất hòa quốc tử tế tử chính là đương triều thái bảo phiêu kỵ đại tướng quân hứa đại tướng quân là cũng hắn tuy rằng công vụ bận rộn cũng không quản sự nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi quốc tử giám giảng bài phùng văn thuật phất phất ống tay áo bối qua tay nói mà chúng ta vân thâm thư viện tuy là tư thiết thư viện nhưng tống thái phó nhiều có quan tâm cũng thường xuyên tới chỗ này giảng bài phùng văn thuật nói này mọi người đều biết thái phó cùng thái bảo bất hòa cho nên này quốc tử giám cùng vân thâm thư viện cũng xưa nay bất hòa tống hỏi mở ra tay nói nhưng bọn họ bất hòa cùng các ngươi bất hòa có cái gì tất nhiên liên hệ sao cái này muốn hồi ức đến nhiều năm trước kia đinh hữu minh nói nguyên bản là không có quan hệ là quốc tử giám kia giúp học sinh quá khinh thường người vì thế chúng ta thư viện người liền cùng bọn họ xảo đi lên xảo xảo liền xảo đến đại tướng quân cùng tống thái phó trên người đi sau đó liền xảo đến hai người quan hệ lên rồi quốc tử giám giám sinh nói bất quá chúng ta lại nghẹn không dưới khẩu khí này như vậy cho chúng ta hạ ngán chân này sống núi liền càng kết càng lớn có chứa mãnh liệt lên án phương tình cảm tống hỏi gật đầu lĩnh ngộ nga sau đó lần đó tranh chấp liền làm truyền thống lưu lại tuổi trẻ khí thịnh sao chúng sinh nghe cảm thấy không phải như vậy hồi sự nhi có điểm không đúng mạnh vi bất mãn nói tiên sinh ngài không phải chúng ta bên này sao chính là a tiên sinh ngài là chúng ta vân thâm thư viện a đây là truyền thừa ý chí là chúng ta vân thâm thư viện tôn nghiêm. Không tồi, bọn họ mỗi lần đều dẫm đạp chúng ta tôn nghiêm. Căn bản không phải xem tài học. Này thơ hội căn bản là không có ý nghĩa. Tống hỏi giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh, nghĩ nghĩ nói, các ngươi sợ thua. Ai? Chúng học sinh thất bại trạng ngồi trở lại chính mình vị trí, xua xua tay không muốn cùng nàng nói chuyện. Phùng Văn Thuật nói, tiên sinh, đây là ngày bức chúng ta. Tống hỏi nhớ mày, khinh thường nói, tưởng sao tích chúng ta liền cùng tiên sinh nói thật mấy ngày trước đây chúng ta ở trên phố làm việc thời điểm gặp phải quốc tử giám giám sinh phùng văn thuật nói chúng ta khắc khẩu một đốn bởi vì bọn họ châm chọc ngài bọn họ nói tiên sinh ngài mang theo tam điện hạ đi ra ngoài còn làm hắn bị thương căn bản chính là cái chẳng phân biệt nặng nhẹ người cũng có hư danh chuyện gì đều thích thấu cái náo nhiệt nửa điểm không có làm thầy kẻ khác bộ dáng mạnh vi thêm mắm thêm muối nói bọn họ còn nói tiên sinh yêu thích danh lợi định bợ quyền quý mới có thể tới vân thâm thư viện sẽ chưa dùng tiên sinh người như vậy chúng ta vân thâm thư viện cũng là không có thuốc nào cứu được tống hỏi nheo lại đôi mắt nga lý tuân khụ một tiếng đánh gãy hai người nói tiên sinh không cần để ý hắn không phải ý tứ này để ý cái gì tống hỏi vung tóc dài đối này kịt mũi coi thường ta là mang tam điện hạ đi ra ngoài ta cũng đích xác vô ý làm hắn bị thương kia lại như thế nào Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Thiên hạ có không phạm sai lầm người sao? Cười nhạo sai lầm của người khác chính là nhất ti tiện một loại hành vi, bởi vậy có thể thấy được bọn họ lòng dạ cùng nhân phẩm. Chúng học sinh đồng thời gật đầu. Tống hỏi trừng mắt nói, Tam Điện Hạ nguyện ý cùng ta đi ra ngoài, cho dù là đi nguy hiểm địa phương, Thuyết Minh hắn tính nhiệm ta, bị người tính nhiệm mới là năng lực biểu hiện. Thật là có bản lĩnh, làm cho bọn họ cũng mang theo Tam Điện Hạ đi ra ngoài a. À? xem tam điện hạ có thể hay không cho hắn một cái tác, hừ. Chúng học sinh, này nghe hảo có đạo lý A, à, tống hỏi, giống bọn họ này đó nông cạn học sinh, hà tất cùng bọn họ so đo. Kiêu ngạo tự mãn, lên không được mặt bàn. Mạnh vi ánh mắt sáng lên, kia tiên sinh, năm nay thơ hội chúng ta có thể không cần tham gia. Tham gia. Cần thiết tham gia. Tống hỏi trực bàn nói, cần phải phải làm bọn họ mặt, làm cho bọn họ minh bạch mình thân không đủ, khó đăng nơi thanh nhã. Mạnh Vi lại là vui vẻ, tiên sinh muốn mang chúng ta suốt đầu. Ngươi, ngươi, còn có các ngươi. Tống hỏi nâng lên chân đạp lên bàn lùng thượng, ha hả cười lạnh nói, đến lúc đó ai dám làm tiên sinh nang kham A, à, các ngươi hiểu. Chúng học sinh, nào còn có như vậy mấy người còn tưởng lại nói, tống hỏi sắc mặt biến đổi, dị thường nghiêm túc. Nàng nắm lên điều cấm đi lên trước, đối với hàng phía trước mặt bàn hung hăng triều hạ. Chúng sinh sợ tới mức trùng mình. Chuyển như vậy nhiều công, tìm như vậy nhiều lấy cớ, phế như vậy nhiều tâm tư chính là không nghĩ đi một cái thơ hội cái gì chán ghét ta chỉ từ các ngươi ánh mắt cùng trong lời nói nghe được sợ hãi cùng lùi bước này vẫn là đệ tử của ta sao tống hỏi dẫm chân tại chỗ các ngươi đem vĩnh viễn vây ở tại chỗ ta cho rằng các ngươi có lý tưởng hào hùng nguyên lai bất quá như vậy các ngươi chí khí chỉ ở một cái nho nhỏ trong thư viện sao tống hỏi đệ tử của ta không có tự coi nhẹ mình người các ngươi hẳn là ưu tú nhất học sinh nhưng các ngươi nhìn xem chính mình hiện tại đều là bộ dáng gì bất quá một cái quốc tử giám mà thôi bất quá một cái thơ hội mà thôi liền thành ngăn trở các ngươi núi cao tống hỏi chỉ về phía trước phương lớn tiếng nói mặc kệ phía trước là cái gì ngoạn ý nghi đều cấp lão tử ngẩng đầu ưỡng ngực lướt qua đi chúng học sinh cúi đầu không nói ngẩng đầu tống hỏi quát không ngẩng đầu ngươi vĩnh viễn không biết ngươi địch nhân là ai ngươi vĩnh viễn đánh bại không được bọn họ Phùng Văn Thuật vỗ tay nói, tiên sinh, chúng ta căn bản không phải sợ bọn họ, chúng ta chỉ là chán ghét bọn họ ngầm những cái đó ám chiêu. Bọn họ thắng được không sáng rọi, cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng bọn học sinh thật sự là khí bất quá. Tống hỏi ha hả cười, nhéo thước nói, lần này ta ở, có bản lĩnh khiến cho bọn họ tới. 92. Huynh đài tên họ Ất ban các học sinh rõ ràng đối thơ hội một chuyện phi thường mâu thuẫn. Bao gồm giáp ban cùng cách phát minh kinh khoa học sinh đều không sai biệt lắm. Tống hỏi cùng vài vị tiên sinh trò chuyện một chút, mọi người đều là thở ngắn than dài, hiển nhiên cũng không thích việc này. Tống hỏi cảm thấy như vậy không được. Này còn không có bắt đầu đâu, khí thế đã kém nửa thanh. Mặc kệ là cái gọi là ghê tởm vẫn là thật sự sợ hãi, trên đời này có rất nhiều ám chiêu. Bởi vì chán ghét ám chiêu liền trực tiếp lui bại, Tống hỏi cũng sẽ không tiếp thu. Phải biết rằng, vào triều lúc sau, nhưng không vài người sẽ bằng phẳng cùng bọn họ tương giao nhiều gặp được mấy cái giống nàng người như vậy làm sao bây giờ đem bọn họ chơi đến xoay quanh này thơ hội cũng không phải yêu cầu toàn bộ người đều tham gia tống hỏi đem ất ban học sinh toàn báo đi lên trực tiếp chiếm đầy danh ngạch mặt khác khoa tiên sinh cùng học sinh xem ánh mắt của nàng tức khắc mang lên cảm kích tống hỏi khách khí vung tay lên làm khổ bức hề hề các học sinh nhanh đi chuẩn bị tuy nói là thơ hội nhưng so cũng không chỉ có thơ ca chủ yếu vẫn là các phương diện tài học thơ hội chỉ là vì bên ngoài thượng kêu dễ nghe lấy thơ hội hữu lại không ai là tới giao hữu các thư viện vì triển lãm học sinh thực lực cơ hội tuyển nhất xuất sắc học sinh cho nhau gian phân cao thấp so đấu so sánh với dưới vân thâm thư viện an bài thật là tương đương tùy tính tống hỏi cho bọn hắn bố trí chút việc học làm cho bọn họ lâm thời đột kích một chút học sinh gian nhìn lướt qua lại không nhìn thấy lý tuân thân ảnh phùng văn thuật thấy nàng động tác đoán được liền nhắc nhở nói Lý Huynh nhìn tâm tình không tốt, mới vừa rồi đi ra ngoài. Tống hỏi gật gật đầu, đi ra ngoài tìm người. Lúc này trong thư viện đều ở đi học, không có gì đi lại người. Tống hỏi đi ra không bao xa, liền phát hiện Lý Tuân ngồi ở thư viện trước trường giai thượng, chính hai mắt vô thần nhìn phía trước. Tống hỏi khoanh tay qua đi nói, làm sao vậy? Ngươi ngày thường xưa nay ổn trọng, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp ngươi như thế suy suốt bộ dáng. Lý Tuân hơi hơi quay đầu đi, lại xem trở về, nói, Đối tiên sinh tới nói, có phải hay không mỗi cái thư viện học sinh đều là giống nhau? Không, như thế nào sẽ giống nhau đâu. Tống hỏi sách theo góc áo ngồi vào hắn bên cạnh, cười nói, ta các học sinh đều là ưu tú nhất. Nhất chi độc tú hảo sao? Lý Tuân bật cười, tiên sinh, ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Tống hỏi trả lời, mỗi một vị tiên sinh đều hẳn là ý nghĩ như vậy. Sau đó hắn bọn học sinh cũng nên là cái dạng này ý tưởng. Lý Tuân nghĩ nghĩ, nói, tiên sinh nói không tồi. Xác thật hẳn là như thế. Ta nhưng thật ra có cái nghi vấn, ngươi vì sao không đi quốc tử giám đâu? Tống hỏi, Vân Thâm thư viện lại ưu tú, cũng sao bất quá quốc tử giám đi. Lý Tuân cúi đầu, tùy tay nhặt lên một cái tiểu hòn đá nói, chỉ là không muốn cùng bọn họ cùng đi học thôi. Bọn họ? Tống hỏi duỗi dài chân, từ từ run rẩy, hỏi, cái này bọn họ là có cụ thể chỉ đại đâu? Vẫn là nói về a? À? Lý Tuân đem hòn đá đi phía trước một tạp, xem nó ụt ụt lăn xuống đi, nhíu mày nói, chính là quốc tử dám dám sinh. Ân. Tống hỏi ý vị thâm trường hừ một tiếng, vì sao? Bọn họ nói, kỳ thật hơn phân nửa đều là đúng. Lý Tuân hai tay sau căng, ngửa đầu thở dài một hơi nói, vân thâm thư viện học sinh, tranh bất quá quốc tử dám. Liền tính so với bọn hắn ưu tú, cũng là tranh bất quá. Bởi vì bọn họ là giám sinh. Này chưa chắc a, à, tiểu hữu há có thể như thế tiêu cực. Tống hỏi mở ra cây quạt nói, xa không nói, trước mặt liền có một vị phiêu kỵ đại tướng quân, hắn là hàng môn sinh ra, phi quốc tử giám học đồ. Ngươi xem hiện giờ đâu? Còn không phải quyền khuynh triều giả đi. Tống hỏi mắng một tiếng, nói đến châm chọc, phi giám sinh, đương bọn họ quốc tử tế tửu. Lý Tuân nói, chân chính con cháu hàng môn, dù cho khảo trung tiến sĩ, lại thông qua lại bộ xét duyệt, vận khí tốt chút, thất phẩm quan. Cũng không ít người, thi đậu tiến sĩ thời điểm, tuổi đã lớn dùng cái mười năm tám tái, thăng lên lục phẩm, hoặc là vận khí lại hảo chút, ngũ phẩm theo sau liền cáo lão hồi hương. này đã là cực lợi hại người, mà những cái đó vận khí không tốt, các bị phái đến xa xôi huyện quận, cả đời khó có thể tấn chức. chân chính quan lớn danh hiệu, còn không phải dừng ở sĩ tộc con cháu trên người, chỉ cần xuất thân quốc tử giám điểm này, khiến cho người đủ để thiếu phấn đấu hai mươi năm. lý tuân thở dài, đại tướng quân thị phi giám sinh không tồi. Nhưng năm đó đại tướng quân cũng là lại bộ quan thí chưa quá, thái phó trường hợp đặc biệt đề bạc. Có thể có mấy người, như đại tướng quân như vậy may mắn, gặp được một vị tuệ nhãn thức anh tài bá nhạc. Lý Tuân lắc đầu nói, càng nhiều người, cũng chỉ có thể tầm thường vô vi, cả đời này mà thôi. Có tài nhưng không gặp thời, thế gian còn thiếu sao? Tống hỏi cho chính mình quạt gió, sau đó đâu? Lý Tuân hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, sau đó. Tuy rằng việc này làm người không cao hứng, nhưng cuối cùng trên triều đình đa số người đều là xuất từ quốc tử giám cho dù là lại bộ tuyển người cũng thiên vị giám sinh đây là tình hình thực tế a à? tống hỏi cây quạt vừa thu lại hiểu rõ nói nga cho nên ngươi cho rằng cái gọi là khoa khảo tuyển mới cũng là không đủ công chính đích xác không đủ công chính lý tuân nói học sinh nói câu không khiêm tốn nói bọn họ chỉ sợ liền ta cũng so ra kém nhưng sang năm ngày xem bọn họ sẽ có mấy người có thể trực tiếp vân mệnh với triều đình. Ai, này không phải không khiêm tốn nói, đây là tự coi nhẹ mình nói. Tống hỏi gõ chính mình cây quạt nói, nhìn chung kinh thành, có thể so sánh được với ngươi, tiên cũng. Lý Tuân sắc mặt đỏ lên, ông quyền nói, tạ tiên sinh khen. Tống hỏi dùng cây quạt gõ gõ chính mình cổ, gật đầu nói, thực sự cầu thị sao, tiếp theo nói. Lý Tuân nói, không có gì để nói. Tống hỏi, ngươi không nói. Lý Tuân hồ nghi gật đầu tống hỏi hành khi ta tới nói nói xong đứng lên lý tuân ngửa đầu nhìn nàng vẻ mặt hoang mang kỳ thật ta không có gì để nói bởi vì nói không bằng làm tống hỏi chậm rãi đi xuống cầu thang nói trên đời này đích xác có không ít có tài nhưng không gặp thời người bọn họ cũng đều không phải là chưa gặp minh chủ nhưng cố tình chính là không chỗ thi triển tài hoa nhưng này cũng không ý nghĩa kết thúc càng thêm không ý nghĩa kết quả tuổi hàng sau đó biết tùng bách lúc sau điêu cũng chân chính ý chí kiên định taxi chân chính quân tử không hẳn là lo lắng phủ bụi trần không hẳn là sợ hãi gian khổ không hẳn là sợ hãi con đường phía trước hắn có thể không quên sơ tâm một lấy quán chi tống hỏi chẳng sợ hắn thật sự bình phàm cả đời hắn cũng tuyệt đối sẽ không bình thường bởi vì hắn trong lòng có rất nhiều dân sinh xã tắc có rất nhiều núi sông vạn dặm hắn tuy rằng không có làm được nhưng là hắn có vẫn luôn ở làm sự tình hắn sẽ không từ bỏ chính mình tâm nguyện Hắn nhất định sẽ có có thể kế thừa hắn Di nguyện sau lại người. Tống hỏi: "Hắn không cần ngươi tới thế hắn đáng tiếc, hắn không có bất luận cái gì yêu cầu ngươi đáng tiếc địa phương." Bọn họ đi mỗi một bước đều đáng giá người tôn kính. Lý Tuân đi theo đứng lên, ở bậc thang phía trên cúi đầu nhìn nàng. Tống hỏi: "Dục chí thay đổi không được bất luận cái gì sự tình. Ngươi nếu đã biết này đó tiếc núi, hẳn là vì này phấn đấu mới là. Bởi vì ngươi không giống bọn họ, ngươi không chỉ có có khát vọng, ngươi còn có cơ hội." cho nên ngươi trách nhiệm càng thêm trọng đại ngươi mới là có cơ hội có thể thay đổi này hết thảy người lý tuân có lẽ tiên sinh nhìn không thấy nhưng là tiên sinh hy vọng ngươi hy vọng các ngươi có thể nhìn thấy các ngươi chờ đợi thiên hạ đại đồng mỗi người vì công tống hỏi mở ra hai tay nói đây là từ từ không tới cũng là oán oán không tới đây là muốn đi thực tiễn mặt trên đã để lại vô số người bước chân mà các ngươi cũng đem đi lên này một cái lộ này không phải một người lộ Lý Tuân nghe nàng lời nói, mặc sức tưởng tượng nàng nói hình ảnh. Đó là một cái, vô số tổ tiên hiền giả, vô số anh linh trung liệt, cùng nhau khai thác ra con đường. Trước có cổ nhân, sau có người tới. Tức không phải độc hành, cần gì phải tinh thần sa sút Tống hỏi quay lại thân, chỉ vào phía trước nói, ta thực thích thư viện phía trước này tiết trường dai. Đứng ở mặt trên thời điểm, có loại thiên địa mở mang lòng dạ. Đứng ở phía dưới thời điểm, có loại hùng tâm vạn trượng hào hùng càng già càng dẻo dai ninh di bạc đầu chi tâm nghèo thả ít kiên không ngã thanh vân chi chí tống hỏi ta đối với ngươi thực xem trọng a à. lý tuân hai bước đi xuống tới triều nàng nhất bái tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc tống hỏi đáp thượng vai hắn thâm trầm nói thơ hội liền dựa ngươi ta sẽ làm mạnh vi bọn họ nỗ lực cho ngươi kêu cố lên lý tuân đám kia học sinh tống hỏi giao cho lý tuân đi quản bọn họ là sẽ nghe hắn lời nói chính mình quay đầu đi trước tống hỏi đi ra thư viện đại môn thời điểm lâm duy diễn đã văn phong đuổi theo tống hỏi quay đầu nhìn lại cảm khái nói động tác rất nhanh sao quẳng cũng quẳng không ra lâm duy diễn kiêu ngạo ôm ngực nói không trốn học không giống ngươi phong cách ngẫm lại ngươi cũng nên sẽ không trở về nữa ta đương nhiên muốn sớm làm chuẩn bị ta là có chuyện quan trọng phải làm tống hỏi về phía trước đi tới nghiêm khắc sửa đúng hắn nói cái gì kêu trốn học các ngươi này nhóm người nói chuyện đều quá khó nghe. Lâm Duy Diễn hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Tống hỏi sờ sờ cầm, ta nhưng thật ra mau chân đến xem, này đàn cái gọi là giám sinh, có bao nhiêu lợi hại. Hơn phân nửa là gạt người. Lâm Duy Diễn nói. Tống hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngoài miệng thổi càng lợi hại, hơn phân nửa đều là gạt người. Cao thủ luôn luôn không thích nói chuyện. Lâm Duy Diễn chỉ chỉ chính mình, ta nhiều năm đánh nhau đến ra kinh nghiệm. Tống hỏi, cũng thật là có như vậy một chút đạo lý là được. Tống hỏi cái này tự nhiên là không thể qua đi quốc tử học. Khi địa phương người bình thường vào không được, thủ vệ cực nghiêm, rốt cuộc bên trong đều là chút quan lớn con cháu. Nhưng mỗi cái thư viện, đều có một học sinh thích tụ tập địa phương. Nhàn thoại việc nhà, hoặc ngâm thơ làm phú. Tầm nhìn nhất định phải trống trải, hoàn cảnh nhất định phải phong nhã, vây xem người, tốt nhất có nhất định giám định và thưởng thức trình độ. Nói cách khác, Chính là cho chính mình trang bức địa phương. Này liền tương đối hảo hỏi thăm, bởi vì những người này giống nhau là có chút danh tiếng. Tống hỏi hỏi thăm rõ ràng, liền mang theo lâm duy diễn qua đi. Quả nhiên không ra tống hỏi sở liệu, là cái ưu nhã độc đáo hảo địa phương. Vị trí không hẻo lánh, nhưng lại cũng đủ an tĩnh. Cửa hàng bài trí thiên tố nhã. Này lui tới trà khách, cử chỉ đoan trang, cũng nhiều là độc quá thư người. Tống hỏi hướng trong đi rồi một ít, thượng đến lầu 2 quốc tử giám học sinh quả nhiên ở, có mười mấy người, giờ phút này chính lưu đến vui vẻ. Nàng chọn cái bên cạnh vị trí, sau đó kêu chạy đường lại đây thượng trà, nghiêng tai nghe này nhóm người nói chuyện. Mấy người đầu tiên là ngẫu hứng làm thơ, làm xong sau cho nhau thổi phòng một phen. Mấy người lấy một người họ la học sinh cầm đầu. Tống hỏi cười khẽ. Cũng cố hữu nghị, quả nhiên là muốn từ thổi phòng bắt đầu. Tựa như nàng kỳ thật cũng thực thích cùng miệng ngọt người làm bằng hữu giống nhau. Tống hỏi chán đến chết bàn thính, uống lên nửa hồ trà, đang chuẩn bị đi rồi, liền nghe mấy người cho tới lần này thư viện thơ hội thượng. Đến tận đây hòa thuận vui vẻ bầu không khí đại sữa, tập thể bắt đầu không lưu tình chút nào trào phúng lên. Một người nảy sinh ác độc nói, lúc này đây thơ hội, ta nhất định phải vân thâm thư viện người, mất hết mặt trở về. Nơi nào yêu cầu La Huynh ra tay? Bọn họ căn bản bất kham một kích. Cùng La Huynh so sánh với, thúc ngựa khó cập A. Chính là bất quá là đàn ngoài miệng lợi hại gia hỏa mà thôi mỗi lần thấy chúng ta nhưng thật ra mắng thật sự khó nghe chỉ là mỗi năm thơ hội từng cái lại cùng đàn bà dường như trốn tránh quả thực là cho thái phó mất mặt thật không hiểu thái phó vì sao như thế coi trọng vân thâm thư viện ngẫm lại năm trước bọn họ như thế chật vật bị thua năm nay còn muốn cho bọn họ trường trường giáo huấn chung thân khó quên mới là chỉ đáng thương tân nhập học những cái đó các học sinh sợ phải bị đẩy tới tham gia lần này thơ hội Mấy người nói vui vẻ, vỗ tay cười ha hả. Hai người liền như vậy an tĩnh nghe cách vách chư sinh cao đàm khoát luận. Tống hỏi một tay nhéo chén trà, thật sâu thở dài. Lâm Duy Diễn hỏi, người nói người ghét nhất chính là cái dạng gì người? Tống hỏi đáp, tự cho là thông minh người. Lâm Duy Diễn hưng phấn nói, đánh nhau sao? Tống hỏi uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói, đối phó tự cho là thông minh người, đương nhiên phải dùng càng tốt biện pháp ta liền chờ thơ hội làm cho bọn họ trường mắt liền có thể. Huống chi lâm đại nghĩa tiểu hữu, ta gần nhất thật là không nghĩ lại đi đại lý tự. Lâm Duy Diễn tiếp tục khuyên nhủ, ta xem đại lý tự người cùng ngươi rất thục, chưa từng có khó xử quá ngươi. Tống hỏi, im miệng lâm đại nghĩa tiểu hữu. Ngươi đây là ở nguyền rủ biết không? Tống hỏi là không nghĩ gây chuyện, bởi vì không có nói đến chuyện của nàng. Cho nên nghe liền quản nghe. Có lẽ bọn họ liền nghe được tống vấn tâm tưởng, tiếp theo liền lưu nổi lên nàng này vân thâm thư viện ở trường an trong thành ngày gần đây nổi bật thật đại bá tánh còn tán thưởng có thêm thật là làm người cảm thấy không thoải mái còn không phải kia cái gì tống hỏi làm sự ai bọn họ đây là hoàn toàn từ bỏ khoa khảo đi một cái người ngoài nghề luôn là thích nhúng tay triều đình sự bất quá là ở thêm phiền toái mà thôi tự cho là thông minh ngu muội đồ đệ không tồi ta xem a à, chính là một cái thi không đậu tiến sĩ lại trầm mê công danh lợi lộc nghèo kiết hủ lậu thư sinh, muốn mượn sự tình các loại cho chính mình tích góp điểm danh khí mà thôi. Mọi việc cùng hắn có quan hệ không quan hệ đều đi lên cắm một chân, các ngươi nói chán ghét không chán ghét. Chính là, nếu là chúng ta tưởng, còn luôn được đến bọn họ. Vân thâm đám kia học sinh ngu xuẩn vô tri, sợ bị người lợi dụng cũng không biết. Bá tánh cũng ngu muội không phải sao. Tán thưởng bọn họ, không đều là không niệm quá thư nông hộ mà thôi sao. Bị người hù lừa phàm là có chút nhãn lực ai mà không ở trào phúng tống hỏi ngửa đầu hai tay hung hăng nhéo quạt xếp phun ra một hơi một người vỗ tay nói ta lần trước ở trên phố nhìn thấy lý tuân cùng phùng văn thuật mấy cái thế nhưng đối kia tống hỏi rất là tôn sùng ngôn ngữ gian đối nàng nhiều là giữ gìn cũng là điên rồi lý tuân tự đi vân thâm thư viện bắt đầu liền so không được từ trước tiên sinh trước kia còn khen hắn văn chương pha đều linh khí hiện giờ cũng là mờ nhạt trong biển người rồi các ngươi nhưng có lại nghe qua hắn làm cái gì thi phú còn có phùng văn thuật ta liền không hiểu được bọn họ suốt ngày đang làm những gì nha khi tống hỏi dạy ra học sinh có thể có cái gì tiền đồ hắn tứ thư ngũ kinh bối toàn sao liền loại người này làm tiên sinh còn trông chờ học sinh cái gì mấy người quay đầu nhìn về phía người nọ hỏi như vậy khoa trương ngươi gặp qua tống hỏi sao vân thâm thư viện học sinh nói ất ban học sinh ngày thường căn bản không đi học khi Tống hỏi, giảng hai câu liền đi, còn thường xuyên mang theo học sinh đi ra ngoài du ngoạn. Mỗi ngày vui vẻ đâu. Mấy người liếu lưỡi nói, này vân thâm thư viện cũng không quản. Như vậy tuổi trẻ người, là có thể lên làm thư viện tiên sinh, ai biết là cái gì địa vị. Người nọ sát có chuyện lạ nói, nhưng thật ra thư viện trợ giáo, đều mau cấp điên rồi. Liền nghĩ như thế nào mới có thể đem kia tống hỏi đuổi ra đi. Tống hỏi đưa lưng về phía bọn họ, không tiếng động thả hung ác phi một tiếng này sống núi kết hạ nàng học sinh quả nhiên đều là người thành thật một câu cũng chưa nói sai này đàn giám sinh thật sự là quá chán ghét họ la thư sinh xua tay nói đừng nói hắn nói mất hứng không bằng nói nói gần nhất này trong thành thịnh truyền vương thị lan này vương thị lan xác thật gọi người khâm phục nếu là có thể thỉnh hắn tới quốc tử giám giảng hai khóa thì tốt rồi hắn là hộ bộ người ta xem ngươi cũng là điên rồi lâm duy diễn lại thò lại gần nhỏ giọng hỏi sinh khí sao nhiều chuyện bọn họ trên người ta lại không thể cắt tống hỏi ta đối bọn họ cũng là thực đồng tình a đọc mười mấy năm thư đều đọc đến trong bụng chó đi lâm duy diễn nói nga tống hỏi nói tiếp bất quá ta càng đồng tình trường an bá tánh a này tương lai quản bọn họ đều là một đám cái gì ngoạn ý nhi ngươi nói có phải hay không ân lâm duy diễn nga tống hỏi ngươi nga cái gì lâm duy diễn không muốn nghe ngươi nói chuyện, chỉ nghĩ nghe ngươi kêu ta đánh người. Tống hỏi xoa bóp ngón tay nói, ngươi ly ta xa một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại ta muốn đi cho chính mình báo thù. Lâm Duy Diễn nhìn về phía nàng, nghi ngờ nhướng mày, chính ngươi. Tống hỏi ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn chạy nhanh tránh ra. Bưng lên trên bàn chén trà, triệu mấy người đi đến. Lâm Duy Diễn sách lên trường côn, thay đổi cái dựa cửa sổ, thả dễ dàng quan sát vị trí. Tống hỏi đi qua đi, cười nói, chưa vị đang nói chuyện vương thị lan vài tên học sinh thu thanh nhìn về phía nàng nói huynh đài là tại hạ tới kinh thành không lâu gặp qua vương thị lan hai mặt đối hắn rất là bội phục tống hỏi lại nghe vài vị cách nói năng bất phàm mới vừa rồi thơ làm rất có ý cảnh cho nên nhịn không được lại đây lưu thượng hai câu mấy người cười gượng hai tiếng bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử tới đến gần người nhiều cũng không phải đều lý chỉ là thấy tống hỏi ngũ quan tuyển tú mặt mày thanh minh, cho nên mới đối nàng khách khí. Vọng môn đầu ngăn tư trương kiệm, nhẫn chết dây lát đãi đổ căng. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, đi lưu can đảm hai cung luân. Tống hỏi dơ chén trà thở dài, này nói vậy chính là, Vương Thị Lan hãm sâu nhà tù là lúc, trong lòng suy nghĩ đi. Ta mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy cảm khái phi thường. Chúng học sinh nghe nói, phẩm vị hai câu, kinh ngạc cảm thán nói, huynh đài thật tốt tài học A. À lẫn đem cái loại này hạo nhiên chi khí cùng ái quốc chi tình biểu đạt vô cùng nhường nhuyễn. Tống hỏi Kim Tốn nói: nơi nào nơi nào. Bất quá là sẽ làm hai đầu thơ mà thôi. Bất quá là cái di động thi văn kho mà thôi. Mấy người vây quanh Tống hỏi, thân thiện nói: xin hỏi Huynh đài tên họ. Tống hỏi Tống. Tống Huynh là người ở nơi nào? Tống hỏi mỉm cười đúng sự thật đáp: tiền đường tới. Thật là muốn kiến thức một chút Tống Huynh cao làm. Quá nhiều tống hỏi thỉnh ra đề mục ất ban học sinh đi ở trên đường bỗng nhiên từ phía trên bát xuống dưới một chén nước cũng may mạnh vi phản ứng mau triều sau nhảy dựng trốn rồi qua đi mấy người phẫn nộ ngẩng đầu muốn nhìn một chút là người phương nào việc làm muốn đi lên mắng to một đốn liền thấy một trương quen thuộc mặt mạnh vi cả kinh nói lâm thiếu hiệp lâm duy diễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó ác tính chất triều bọn họ vẫy tay ý bảo bọn họ đi lên mấy người hai mặt nhìn nhau Lâm Thiếu Hiệp như thế nào ở chỗ này? Khi tiên sinh cũng ở. Này không phải quốc tử giám đám kia người thích tới sao? Đi, đi lên nhìn xem. 93, văn nhân kinh nhau tống hỏi bị lôi kéo, lại bối hai đầu thơ. Một đầu là Lý Bạch, trong núi cùng u người đối ẩm. Một đầu là Vương Duy, Sơn Cư Thu Minh. Phong cách hoàn toàn bất đồng, nhưng giữa những hàng chữ liền có thể biết, phẩm học bất phàm. Mọi người lập tức bị nàng thơ trung văn thải sở khuynh đảo, lăng qua lộn lại ở trong miệng nhắc mãi, càng thêm cảm thấy kinh diễm. Học sinh hỏi, xin hỏi Tống Huynh Sư thừa nơi nào? Tống hỏi cười nói, giang nam danh sĩ, mạnh nhạc sơn tiên sinh. Mấy người lập tức nói, nguyên lai là mạnh tiên sinh cao đồ, thất kính thất kính. Mấy người vây quanh nàng bắt đầu khen tặng, Tống Huynh thơ làm bàn bạc đại ký, ý cảnh kỳ diệu, thật sự là có dạy người kính nể. Ta xem Tống Huynh hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, một thân quân tử chi phong. Tống huynh sơ tới kinh thành, nghĩ đến đối kinh thành không thân. Không bằng cùng chúng ta vài vị huynh đệ cùng đi đi dạo. Mặc kệ trước mắt Tống hỏi ra thân như thế nào, nếu tự xưng là Phong Lưu, đối với tài tử gia nhân, bọn họ là thực thích kết giao. Tống hỏi ha hả cười. Trong lòng cũng rất rõ ràng. Đảo không được đầy đủ là bởi vì khâm phục, mà là bọn họ hiện giờ càng là khách khí, tỏ rõ thân phận sau, mới càng có vẻ bọn họ bằng phẳng. Không có tự cao thân phận, kỳ thị hàng môn. Chiêu hiền đại sĩ. Cầu hiền như khác, tức làm cho người khác xem, cũng làm cho chính mình xem. Tuổi này thanh niên, hơn phân nửa đều là có chút hư vinh tâm tư. Cũng không thể kêu tật xấu, bởi vì mỗi người đều có, hơn nữa kết quả không xấu. Vân thâm thư viện học sinh, bị Lâm Duy diễn tiếp đón đi vào trong lâu. Kết bè kết đội, lên lầu 2, cùng quốc tử giám mọi người đụng phải vừa vặn. Đang ở thân thiện nói chuyện với nhau quốc tử giám mọi người lập tức thanh âm một đốn, nhíu mày nói, các ngươi vân thâm thư viện, tới nơi này làm cái gì? Đây là các ngươi quốc tử giám khai. Phùng Văn Thuật hừ một tiếng, nghiêng đi thân nói, nghĩ đến uống trà, liền vào được. Qua ngươi chuyện gì? Mổ giám sinh hừ lạnh nói, ta còn đương các ngươi là vì thơ hội sự tới xin tha. Bất quá tuy là xin tha, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng chính là. Phùng Văn Thuật đi theo hừ lạnh, lần trước là chó điên cắn người, chúng ta không làm so đo. Khá vậy sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn đảo xin khuyên nào đó người, trước tiên làm chuẩn bị. Đừng đến lúc đó thua không nổi, lăn lộn la lối khóc lóc chơi xấu. Tống hỏi nhíu mày, Diêu Phiến nói, này như thế nào nói như vậy lời nói. Như thế thô lỗ. Nửa điểm không có người đọc sách bộ dáng Vân thâm học sinh nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới thấy nàng. Cẩn thận nhìn lên, đôi mắt đều phải trừng ra tới. Nhưng lại xem tống hỏi cùng quốc tử giám sinh đồ chi gian quan hệ thế nhưng rất là thân thiện, Đảo còn thông minh không có lập tức ra tiếng. Giám sinh phất tay áo nói, Tống huynh có điều không biết, này nhóm người căn bản không chút nào phân rõ phải trái, không cần cùng bọn họ nói chuyện nhiều. Tống huynh, ngươi nghe bọn hắn lời nói, liền biết bọn họ là cái dạng gì người. Căn bản không cần để ý tới bọn họ. Họ là học sinh kéo tống hỏi, xuất khẩu thành dơ, quả thực chính là sơn giả mãn phu. Phùng Văn thuật không chút nào yếu thế nói, sơn giả mãn phu tốt xấu lạc cái bằng phẳng đâu giống các ngươi như thế dối trá đê tiện. Chậm đã, chậm đã. Mọi người đều hòa khí một chút. Tống hỏi đi ra, đứng ở hai bên nhân mã trung gian, nói, nếu mọi người đều là kinh thành học sinh, giám sinh nói, Tống huynh, ngươi là phân rõ phải trái nho sĩ, nhưng bọn họ không phải. Không cần đàn gãy tai trâu, chúng ta nói chính mình là được. Ai, nếu đều là người đọc sách, hà tất làm khắc khẩu như vậy sự đâu. Có thất phong độ A. Tống hỏi khẽ cười nói, văn nhân kinh nhau, từ xưa mà nhiên. Nếu chư vị từng người đều không quen nhìn, không bằng liền tới nhiều lần. So ra cái cao thấp, tổng không lời nào để nói đi. Người thua, liền chính mình rời đi. Mạnh vi chờ học sinh gắt gao nhìn chầm chầm nàng, tống hỏi nhướng mày đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ phối hợp. Hảo A, thơ hội phía trước, trước vân trên dưới, làm cho bọn họ minh bạch họ là học sinh nghiêng đi thân, khinh miệt nói, liền sợ bọn họ không dám tiếp. Mạnh vi tể tiến lên, tự tin 10 phần kiêu ngạo nói, này có cái gì không dám tiếp? Có cái gì ám chiêu cứ việc tới? Dù sao có tống hỏi ở. Nguyên bản ở bên cạnh ngồi trà khách, thấy có náo nhiệt nhưng xem, liền bắt đầu vây tụ lại đây. Chỉ chỉ rõ rõ. Hảo. Họ la học sinh nhìn một vòng, đối tống hỏi, sao cái gì khảo đề, tống huynh, không bằng ngươi tới định. Tống hỏi ứng. Nói, văn nhân mặt khách sao, nếu muốn so, liền so văn nhã một ít. Miễn cho để cho người khác nhìn chê cười. Tống hỏi xoay người, tại chỗ đi dạo hai bước, sau đó quyết định nói, không bằng tới so bì thư pháp. Bình phán sao, liền giao cho mọi người tới phán. Vây xem trà khách ôm quyền gật đầu, ý bảo không có vấn đề. Vân thâm thư viện học sinh trực tiếp một ngụm đáp ứng, quốc tử giám học sinh tự nhiên không có dị nghị. Tống hỏi giơ tay tiếp đón trưởng quầy đi lên, thu thập một chút, mang lên bút mực. Trưởng quầy đối như vậy sự thấy vậy vui mừng, nhiều lần liền dọn xong cái bàn. Liền bãi ở lầu 2 ở giữa, song song hai cái bàn. Không lưng ý bảo chư vị, liền thối lui đến một bên. Tống hỏi thu cây quạt, lập tức đi đến phô khai giấy trước bàn. Nhắc tới bút nhìn thoáng qua, chỉ vào bên cạnh nói, chư vị thỉnh. Hai bên học sinh đều là hai mặt nhìn nhau. Quốc tử giám học sinh đối diện hai mắt, không rõ nàng ý tứ. Họ la học sinh tiến lên cười nói, Tống huynh, đây là chúng ta quốc tử giám cùng vân thâm thư viện chi gian gút mắt, tự nhiên muốn chúng ta chính mình tới so, nếu không không thể nào nói nổi, liền không làm phiền Tống Huynh. Tống hỏi chỉ vào bọn họ, cắn ngươi ta trọng âm nhắc nhở nói, đúng vậy, đây là các ngươi quốc tử giám cùng chúng ta vân thâm thư viện chi gian gút mắt, ta đang muốn cùng các ngươi so a. À. Tất cả mọi người ngây dại. Quốc tử giám học sinh phản phất gặp quỷ giống nhau. Tống hỏi thúc giục nói, nhanh lên, chạy nhanh, đừng lãng phí thời gian. Tuyển cái người lợi hại nhất ra tới, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Họ là học sinh vẫn là không lớn tin tưởng. Mạnh mẽ chớp chớp mắt, nhíu mày nói, "Tống huynh ngươi mới vừa nói cái gì?" Mạnh Vi cười lớn chống nạnh nói, "Được. Đây là chúng ta Vân Thâm thư viện người, làm sao vậy?" "Tống huynh, Tống huynh kêu thân thiết, ai cùng ngươi huynh để tương xứng? Các ngươi cũng xứng." "Không tồi, ta là Vân Thâm thư viện mãn phu một cái." Tống hỏi gật đầu, hồi ức bọn họ lúc trước nói qua nói, thuật lại nói, cũng là một vị, cả ngày chỉ biết du ngoạn, mờ nhạt trong biển người, không có linh tính người quốc tử giám học sinh sắc mặt âm trầm. Làm trò nàng mặt nói nói bậy, đã xấu hổ không mình. Lại đối lập lúc trước đối nàng khen cùng nịnh hót, tức khắc vẻ mặt thái sắc. Phùng Văn Thuật vừa nghe liền biết được đến tột cùng, căn bản không buông tha bọn họ, vỗ tay nói, thì ra là thế thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng, quân tử không tránh người chi mỹ, không nói người chi ác. Xem ra ta thật là sai rồi. Lương Trọng Ngạn nói, ai, tiên sinh nói, không cần đi trách móc nặng nề người khác chúng giám sinh bị nghẹn nói không ra lời, càng là không dám nhìn tới bên cạnh người thần sắc. Các ngươi nếu khâm phục ta tài học, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Tống hỏi ông khởi ống tay áo, thỉnh. Họ la học sinh hừ một tiếng, đi đến mặt khác trên một cái bàn, hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái. Tất nhiên muốn tránh hồi mặt mũi mới được. Đê tiện. Họ la học sinh cắn răng nói, ngươi cho rằng dựa chơi như vậy xiết là có thể thắng sao. Muốn thắng dựa vào vẫn là thật bản lĩnh tống hỏi không chút nào để ý thẳng thắn sống lưng nói này liền đê tiện ta như thế nào đê tiện ta nói nhưng không có một câu là lời nói dối cũng không có ở sau lưng nhai người lưỡi căng này ra đề mục là ngươi mời ta này bình phán là đại gia tới vẫn là ngươi cảm thấy ta có thể gian lận không thành đến nỗi ta vì sao phải tuyển này thư pháp là bởi vì thư pháp là ta yếu nhất hạng nhất tống hỏi thở dài không chọn làm thơ là không nghĩ cho các ngươi nang kham mà thôi ta tưởng các ngươi mới vừa rồi đã kiến thức tới rồi ta sẽ sợ hãi sao dám sinh nhóm muốn nói lại thôi nàng nói được đích xác không tồi liền kia tam đầu thơ căn bản nhảy không ra sai lầm tới nếu muốn ngẫu hứng phú thơ mới là đối bọn họ không công bằng tống hỏi châm chọc nói này trong tối ngoài sáng thái độ đổi tới đổi lui nguyên lai chỉ là bởi vì một thân phận mà thôi quốc tử giám không hổ là đại lương đệ nhất học phủ chỉ có kinh thành quyền quý mới có thể ngốc địa phương tống mổ quả nhiên trèo cao không nổi chung quanh truyền đến vài tiếng than nhẹ quốc tử dám thật là thất lễ lúc trước sự tình là bọn họ không đối không nói không có xin lỗi lại bắt đầu trách cứ không thể nào nói nổi lúc trước ấn tượng lập tức kém không ít họ là học sinh biết không nên nhiều lời đông cứng xoay đề tài còn so không thể so tống hỏi thỉnh viết hắn nghẹn một hơi đề bút huy liền tống hỏi lại không có động thủ mà là nghiêng đầu, cẩn thận quan kháng, không cấm gật đầu. Dày nặng cường tráng, gân cốt đã chuẩn bị. Khó trách hắn có như vậy tự tin. Thư pháp tạo nghệ đích xác không cạn, lấy hắn tuổi tác tới nói, đáng giá hắn kiêu ngạo. Họ là học sinh viết xong thu bút, chính mình lui ra phía sau vừa thấy, trong lòng rất là vừa lòng. Viết đến đích xác không tồi. Hạ bút khi cảm giác liền rất hảo, tự gian thu phóng có độ. Có lẽ là trong lòng có hờn dỗi, ngược lại khích lệ hắn đối lập chính mình dĩ vãng, có thể nói tác phẩm xuất sắc. Căn bản không có thua đạo lý. Vân thâm thư viện học sinh đối tống hỏi thư pháp không hiểu nhiều lắm, không khỏi trong lòng hoảng hốt, thế tống hỏi lo lắng. Bọn họ cho rằng, tống hỏi lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ so với bọn hắn cùng lắm thì 2 tuổi. Mà đối phương thư pháp đã là tuổi trẻ bối người xuất sắc. Tống hỏi cái này thứ tổng sẽ không dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đi. Mấy người trong lòng đều hiện ra cái này ý tưởng. Mạnh Vi lặng lẽ lui về phía sau, trốn đến Phùng Văn Thuật sau lưng. Không đành lòng đi xem. Họ la học sinh ngẩng đầu nhìn phía Tống Hỏi, đắc ý nhướng mày. Tống Hỏi ý vị thâm trường cười, đi theo nhướng mày. Tống Hỏi cúi đầu ấp ủ một lát, sau đó đặt bút, viết xuống cùng đối phương đồng dạng bốn chữ. Gật gật đầu, đình bút. Đối với nàng bọn học sinh ngoắc ngoắc ngón tay. Vân thâm thư viện học sinh tiến lên, đem nàng tự dơ lên. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã biết ai thắng ai kém. Tống hỏi vẽ lại tiêu chuẩn có thể nói xuất thần nhập hóa, đem đối phương đầu bút lông, kính đạo, học giống nhau như đúc. Thậm chí so với hắn còn muốn sắc bén một ít. Tống hỏi dùng tay đẩy đẩy bên cạnh người bả vai, ý bảo bọn họ đem giấy buông xuống. Rồi sau đó hoạt động một chút ngón tay, một lần nữa ra tay. Đầu tiên là liễu công quyền hành thư, chiếc áo theo vàng anh chớ tiếc. Lại là nhan chân thanh thể chữ khải, khuyên anh hãy quý thuở xuân xanh. Sau đó là hoài tố cùng thảo, hoa đang thắm sắc thì nên hái cuối cùng là tống hỏi chính mình bút kích, đừng đợi không hoa chỉ bẻ cành. Họ là học sinh thò lại gần nhìn thoáng qua, càng xem càng là khiếp sợ. Đãi nàng viết xong, muốn sau này thối lui, bước chân một cái lão đảo. Tống hỏi đem bút buông, vỗ vỗ tay, đối với mấy người mỉm cười. Nàng viết quá tự, thật là so với bọn hắn thêm lên đều nhiều. Tống hỏi sờ sờ cái mũi nói, như thế nào? Tạm thời, ta liền trước thắng một phen. Này nơi nào còn cần bình phán? trình độ kém thật sự quá nhiều đều không cần hỏi vô luận là liễu công quyền nhan chân khanh hoặc là hoài tố bọn họ đều là thư pháp giới sáng tạo giả cùng góp lại giả đơn liền này tươi mát tự thể nhìn chung toàn đại lương cũng không ai dám nói có thể thắng tống hỏi vẽ lại xác thật chiếm tiện nghi quốc tử giám học sinh sắc mặt rất là khó coi không dự đoán được vân thâm thư viện thế nhưng còn có người như vậy quả thực sâu không lường được liên quan cảm thấy nàng viết thơ từ, cũng là đối bọn họ một loại châm chọc. Nói bọn họ là tầm thường vô vi, hoang độ thời gian. Đây là đối lúc trước đáp lễ. Cho dù là, bọn họ giờ phút này cũng vô pháp cãi lại. Khẩu khí này đến nghẹn. Vân thâm thư viện biểu tình, xác thật so quốc tử giám bên kia còn khoa trương. Đối phương hơi chút còn che giấu một chút, lấy bảo bảo chính mình mặt mũi. Vân thâm học sinh một bộ kinh vi thiên nhân bộ dáng, hận không thể đem tống hỏi phủng đến bầu trời đi ngươi một câu ta một câu, cùng khen ngợi. Thấy đối diện trầm mặt, Phùng Văn Thuật rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận trào phúng. Nghĩ đến tìm lấy cớ sao, nói lần này là may mắn. Phùng Văn Thuật âm dương quái khí nói. Các ngươi quốc tử giám người, trước nay đều chỉ biết may mắn bị thua mà thôi. Triệu Hằng ôm ngực, đi theo sạch thanh nói, là tay đau vẫn là đầu óc đau, cũng hoặc là lương tâm đau, cho nên mới không viết hảo A. À. Ta quốc tử giám cũng không phải như vậy thua không nổi họ là học sinh tuy rằng không cam lòng vẫn là giơ tay cúi đầu nói cam bái hạ phong xác thật là ngươi kỹ cao một bậc phùng văn thuật cười nói một bậc sợ là khác nhau như trời với đất đi chúng sinh vui cười quốc tử dám dám sinh trên mặt không nhịn được có vẻ chật vật bất kham này vây xem trà khách sôi nổi vì tống hỏi sợ kinh ngạc cảm thán người này bất phàm sợ không ngừng là bất phàm hiện giờ đã tương đương khó lường vỗ tay lấy kỳ khâm phục Tống hỏi đẩy ra mọi người, đi đến bọn họ trước mặt, ông quyền cười nói, đúng rồi, có chuyện, ta tưởng các ngươi yêu cầu biết. Kỳ thật ta vừa mới bối kia tam đầu thơ, kỳ thật không phải ta làm. Các ngươi chưa từng nghe qua đi. Một đầu dõng giạc hùng hồn, dũng cảm buông phóng. Làm thơ người kêu Lý Bạch. Một đầu sinh động tả ý, thơ trung có họa, làm thơ người kêu Vương Duy. Một đầu khẳng khái bi tráng, thiết cốt tranh tranh. Làm thơ người kêu đàm tự cùng. Tống hỏi nhìn về phía bọn họ nói, này ba người thơ tác phong cách hoàn toàn bất đồng. Dùng từ, tâm cảnh, càng là không thể so đối. Các ngươi chưa từng nghe qua cũng thế, nghe phẩm vị, lại vẫn nghe không ra không phải một người sở làm sao. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Hàng phía trước mỗi vị giám sinh vẫn mà chỉ hướng nàng, ngươi đây là trêu chọc chúng ta sao? Tống hỏi vô tội nói, ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi. Nhiều đọc đọc sách, luôn là tốt bất quá bọn họ vĩnh viễn đọc không đến những người này thơ là được. Chính là khi dễ người là được rồi. Là thực sự có tạo nghệ, vẫn là thích học đòi văn vẽ. Phùng văn thuật khoa trương thở dài, ai nha, lần này có thể biểu lộ không bỏ sót nha. Quốc tử giám đều là quyền quý chi tử, có từng chịu quá như vậy ký. Có từng như vậy nghẹn quốc quá. Lại vẫn là lăng sinh sinh nói không nên lời phản bác nói tới. Tống hỏi, Nga, mặt khác còn có. Nàng cầm lấy giấy, chỉ nói, này đó kỳ thật cũng là ta vẽ lại thư pháp. Câu đầu tiên là liễu công quyền thư pháp. Đệ nhị câu là nhan chân khanh, ván thứ ba là hoài tố. Đệ tứ cục tiêu sái tự tại chính là ta chính mình phong cách. Chúng sinh đều là nghe được vẻ mặt mờ mịt. Tống hỏi, chưa từng nghe qua. Vân thâm học sinh suýt nữa đi theo gật đầu. Tống hỏi vẻ mặt chân thành khuyên nhủ, cho nên, trừ bỏ nhiều đọc đọc sách, các ngươi còn muốn nhiều luyện luyện tự A. Vân thâm học sinh hoàn toàn banh không được cười to, ha ha ha. Ngươi nói các ngươi có thể làm cái gì hảo? Tiên sinh thật là quá độc ác, nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho lưu. 94, văn vô đệ nhất vân thâm thư viện học sinh cười to, thật sự quá thương bọn họ tự tôn. Bao gồm quanh mình tiếng cười nhạo, làm cho bọn họ rất là không được tự nhiên. Giám sinh nói, đơn hắn một người lợi hại, có cái gì hảo kiêu ngạo? Phùng văn thuật hừ nói, hắn là chúng ta vân thâm thư viện người. Giám sinh, ta thấy hắn cảm thấy đáng tiếc. Phùng Văn Thuật, khi hắn cũng là chúng ta vân thâm thư viện người. Trừ bỏ hắn, các ngươi còn có ai có thể thượng được mặt bàn. Giám sinh giận chỉ nói. huống chi hắn lợi hại là hắn lợi hại, quản các ngươi chuyện gì. Phùng Văn Thuật, vì sao phải trừ bỏ hắn? Hắn chính là chúng ta vân thâm thư viện người. Này thơ hội cũng là dùng thư viện danh nghĩa A. Giám sinh chán nản, ngươi. Mọi người vẫn duy trì đáng khinh miễn cười, liền hắc hắc cười. Phùng Văn Thuật chỉ chỉ chính mình mặt nói, tổng không giống các ngươi, thua còn có thể tìm như vậy nhiều lấy cớ, cho chính mình tranh mặt mũi. Này bố đều phá, lại như thế nào tranh cũng che không được các ngươi xấu hổ. Phùng văn thuật này nhanh mồm dẻo miệng luôn là đem nàng tưởng nói đều nói ra. Triệu Hằng chỉ hướng cửa, mới vừa rồi ước định, người thua, thỉnh đi. dám sinh qua đi đẩy ra hắn tay, ai hiếm lạ. Này không phải thua hoặc thắng sự, là các ngươi vân thâm thư viện khinh người quá đáng. Lâm Duy Diễn ngồi ở bên cửa sổ ngo ngoe rụt rịch hắn cảm thấy chính mình mau có thể lên sân khấu họ là học sinh giơ tay quát hảo mọi người đều đừng xảo mấy người ngạnh sinh sinh nghẹn hạ an tĩnh lại từng người thối lui họ là học sinh đi đến tống hỏi trước mặt nói tại hạ ra lê, hôm nay nhớ kỹ ngươi lô ly tống hỏi nhìn hắn cường tráng dáng người thử nói ngươi tự kim cương sao ra lê, cái gì tống hỏi lắc đầu nói không có gì cảm thấy ngươi thân hình đặc biệt vĩ ngạn ra lây nghe không hiểu, chỉ đương nàng vẫn là ở trào phúng. Chính mình thua, bị cười nhạo cũng coi như xứng đáng. Chỉ là không nghĩ thua không minh bạch, liền đối phương tên cũng không biết, liền hỏi nói, xin hỏi huynh đài đại danh. Sau này ngươi sẽ biết, ngươi cũng sẽ cả đời khó quên. Tống hỏi. Thơ hội ít ngày nữa cử hành, đến lúc đó chúng ta tiến sĩ khoa ất ban học sinh toàn bộ đều đi. Có thù oán, cứ việc tới báo. Ra lây lại là liền ôm quyền, triều mấy người cáo từ, rồi sau đó đi ra trà lâu. Hôm nay so đấu một chuyện, phỏng chừng sẽ tại đây gian quán trà truyền lưu đi xuống. Vây xem người còn không ít, tưởng bọn họ về sau khả năng cũng chưa mặt tới này gian trà lâu. Tống hỏi xoay người nói, chúng ta cũng đi thôi. Chưởng quầy lại đây, nhìn Tống hỏi trên tay giấy, này có không Tống hỏi dứt khoát nói, không thể. Sau đó cuốn sủy trong lòng ngực mang đi. Vân Thâm thư viện học sinh, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng sau lưng, một đạo ra trà lâu. Đã đi ra môn lại xa chút, rốt cuộc bắt đầu đắc ý vên váo. Mạnh vi thấu đi lên nói, tiên sinh, ngài cũng thật lợi hại. Đinh hữu minh ngây ngô cười nói, tiên sinh, nguyên lai ngài thư pháp như vậy siêu nhiên A. À? Chính là A tiên sinh, nguyên lai ngài thật sự tài cao bác đẩu, đọc nhiều sách vở. Triệu Hằng nói, học sinh mới vừa rồi thật là thế ngài đổ mồ hôi, xem ra là ta lo lắng vô ích. Tống hỏi xoay người, từng cái gõ bí đao giống nhau chiếu đầu gõ qua đi, không vui nói có ý tứ gì có ý tứ gì ta sớm nói qua không cần nghi ngờ các ngươi tiên sinh trình độ an tâm sùng bái ta liền hảo vài vị học sinh nịnh nọt nói nơi nào nơi nào nơi nào là nghi ngờ là tôn trọng liền biết tiên sinh không gì làm không được chính là tiên sinh là người nào chúng ta đó là thế ra lây bọn họ vuốt mồ hôi tống hỏi vỗ tay nói được các ngươi phía trước ánh mắt đã bán đứng các ngươi này đó không quan trọng đinh hữu minh nói tiên sinh ngài thật là làm chúng ta rất là mở mắt ta xem quốc tử dám đám người kia cũng không dám lại như vậy kiêu ngạo chờ đến thơ hội liền không dễ dàng như vậy tống hỏi lần sau các ngươi muốn chính mình đi ta là tiên sinh không có lên sân khấu đạo lý mạnh vi xua tay nói cũng không cái gọi là lần này mặt mũi đã tránh đã trở lại tránh cái gì ta tránh chính là ta chính mình mặt mũi ta kêu tống hỏi các ngươi cũng kêu tống hỏi sao tống hỏi chuyển quạt xếp gõ vài vị nói cần thiết đều cho ta hảo hảo chuẩn bị đây là các ngươi sự tình mạnh vi nói tiên sinh dù sao ngài đã thắng quá một lần chính là chúng ta vân thâm thư viện thắng quá một lần đám kia dám sinh về sau cũng không dám như vậy kiêu ngạo này từng cái kết học cảm xúc tăng vọt a à, tống hỏi ta thắng bọn họ có ích lợi gì như vậy tiểu đánh tiểu nháo cùng thơ hội so sánh với tính cái gì nếu thơ hội các ngươi vẫn là thua ai sẽ để ý lần này sự tình các ngươi vẫn là trốn bất quá bị quốc tử giám cùng với mặt khác mọi người mắc lạnh chèn ép tất cả mọi người cảm thấy các ngươi không bằng bọn họ các ngươi có tức hay không mọi người phẫn hận cắn răng nói khí tống hỏi vậy nổ nỗ lực a à? tống hỏi hiếp mắt che ở mọi người trước người các ngươi phía trước muốn đi nơi nào chúng sinh tống hỏi sụ mặt nói tan phóng đường lúc sau cũng muốn hảo hảo niệm thư há có thể như thế chậm trễ chúng sinh, mới vừa vui vẻ không bao lâu, chuẩn bị ra tới tiêu sái vân thâm các học sinh, liền ở tống hỏi ác bách hạ, giải tán đoàn đội. Lâm Duy Diễn từ từ thở dài, trầm mặt đi theo tống hỏi phía sau. Vốn đang cho rằng muốn đánh nhau rồi. Quả nhiên muốn nhìn người đọc sách đánh lên tới là thật không dễ dàng. Lâm Duy Diễn hỏi, thử qua, ngươi cảm thấy bọn họ lợi hại sao? Cũng không tệ lắm. Tống hỏi, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Kỳ thật hơi có khác nhau trình độ, rất khó nói rõ ràng ai ưu ai kém, chỉ xem bình phán người bất công cùng ai. Mà thơ hội ban tổ chức, tất nhiên là bất công quốc tử giám. Mặc kệ như thế nào nói, bọn họ chính là đại lương tương lai mặt tiền. Cũng khó trách đám kia bọn học sinh trong lòng sẽ không phục. Bất quá, này hơn phân nữa cũng là vì, xác thật khó phân sàng sàng như nhau. Tống vấn tâm nghĩ sự tình, về đến nhà, trực tiếp ngồi vào trước bàn, bắt đầu tìm kiếm giấy bút. Lâm Duy Diễn đi qua đi hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tống hỏi phô khai giấy, nói, tính tính thời gian, vạn ác học bù có thể bắt đầu rồi. Ta xem bọn hắn còn có cái gì nhàn rỗi thời gian. Lâm Duy Diễn, Lâm Duy Diễn đi qua đi, hỏi, ta cũng có thể tham gia sao? Tống hỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đề phòng nói, ngươi muốn tham gia cái gì? Ngực toái tảng đá lớn, lòng bàn chân dẫm bóng đèn. Vẫn là thơ ca đọc diễn cảm. Khả năng đều không có. Lâm Duy Diễn rút ra trường côn, ở trên tay bay lộn tống hỏi vô ngữ nói thơ hội này đây văn hội hữu sao cái gì đều không thể luận võ lâm duy diễn nói các ngươi không phải nói chuyện cầu văn võ song toàn sao các ngươi lục nghệ không cũng có cưỡi ngựa bán cung tống hỏi người hảo hảo thơ hội thật động khởi tay tới có người bị thương làm sao bây giờ khi đối diện nhưng đều là thiên chi kiêu tử a này không phải vừa lúc sao lâm duy diễn nói báo thù cơ hội tốt a tống hỏi tống hỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn bị hắn vừa nói có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi nói còn rất có đạo lý tiến sĩ khoa ức ban học sinh trừ bỏ mạnh vi đều có điểm yếu đuối mong manh liền tính là mạnh vi quyền cước công phu cũng không được tốt lắm chỉ là da dày lực lớn lâm duy diễn tiểu tử này ngày thường tức không đi đi học cũng không yêu ở trong thư viện chuyển động hoặc là liền đi theo tống hỏi hoặc là liền trốn một bên chính mình chơi đi nói vậy quốc tử dám người không biết hắn tồn tại tống hỏi âm hiểm cười duỗi tay sờ sờ lâm duy diễn tóc lâm tiểu hữu lâm duy diễn nhìn có điểm ghê tởm tống hỏi vậy ngươi liền đi theo đi dù sao ta cho các ngươi đều báo nếu có thích hợp cơ hội ta khiến cho ngươi thượng trước đó ngươi không cần ở bọn họ trước mặt ra tay lâm duy diễn miễn cưỡng gật gật đầu vân thâm thư viện việc học cũng không tính nặng nề hoặc là nói là tự do thời gian thiên nhiều tống hỏi đem chính mình khóa cũng hơn nửa đi kia bài xuất ra khóa liền nhiều vấn đề chính là nên bổ cái gì tống hỏi đối này thơ hội là chưa từng nghe thấy không chút nào hiểu biết đi hỏi khác tiên sinh bọn họ tự hồ cũng không tính toán nói cho nàng chỉ là lập lòe này từ làm nàng nhân lúc còn sớm từ bỏ cho là đi mở rộng tầm mắt là được tống hỏi dở khóc dở cười thật là trường người khác chí khí tống hỏi rung rung quần áo ở đường nghị đối diện ngồi xuống nghiêm túc nói tam điện hạ thân là ức ban trợ giáo. Lần này thơ hội, ngài trách nhiệm trọng đại. Đường nghị, cùng ta gì quan? Tống hỏi, bọn họ cũng là ngươi học sinh. Cũng là ném ngươi mặt A. À. Đường nghị than ra một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu biết, vì sao còn cho bọn hắn báo danh? Ta biết cái gì? Tống hỏi ngồi thẳng nói, ta nhưng không tính toán làm cho bọn họ cho ta mất mặt. Đường nghị nói, ngươi biết thơ hội sao cái gì sao? Ngạch tống hỏi nhìn trời, sau ngâm thơ. Đường Nghị cả kinh nói, ngươi không biết so cái gì. Tống hỏi, ngươi hiện tại nói cho ta ta sẽ biết sao? Đường Nghị lắc đầu, ta cũng không biết. Tống hỏi, Đường Nghị nói, này mỗi năm thơ hội đều không giống nhau, so cái gì, xem người tới định. Xem chủ sự người. Tống hỏi, đúng vậy, này đến tột cùng là làm. Đường Nghị lắc đầu. Là lễ bộ làm. Chính là xem quốc tử giám học sinh. Đường Nghị nói, năm đó tham gia giám sinh am hiểu cái gì? bọn họ liền so cái gì tống hỏi rất có ý vị nói nga từ xưa văn vô đệ nhất muốn làm luôn là có thể bắt lấy ngươi sai lầm đường nghị nói những cái đó dám sinh chính mình cũng không kém huống chi đại gia tuổi tác sắp xỉ kém không đến chạy đi đâu muốn cho ai thắng ai còn không thắng được sao tống hỏi nhíu mày nói kia này thơ hội chẳng phải là thực không thú vị thật cũng không phải chỉ là thơ từ loại có lẽ có chút bất công cũng có so tính khoa so cờ nghệ so mặc kinh này đó đều là công chính giám sinh cũng không nhiều lắm hứng thú đường nghị nói chỉ có một chút là khẳng định tống hỏi vân thâm thư viện học sinh hàng năm thảm bại đường nghị gật đầu phạm vân thâm thư viện tham gia quốc tử giám học sinh tất nhiên đối chọi gay gắt tống hỏi trầm tư nói thì ra là thế đường nghị xem nàng biểu tình không biết vì sao cảm thấy có chút thấm người nhắc nhở nói ngươi nhưng ngàn vạn đừng gây chuyện thị phi. Này lễ bộ hàng năm đều sẽ thỉnh những người này qua đi làm bình phán. Thái phó, ngự sử công, lại bộ thượng thư, đều đi qua, liền bệ hạ cũng đi qua một lần. Mấy năm tự hồ là đại tướng quân. Ngươi nếu là làm cái gì khác người, truyền ra đi, còn muốn liên lụy ngươi học sinh. Tống hỏi nghe thấy, tinh thần chấn động, nói, ta lại khác người, kia cũng là coi trọng công chính. Kỳ thật cũng không giống ngươi tưởng như vậy khoa trương. Có những người này ở, quá mức rõ ràng thiên vị là không có. Đường nghị tạm dừng một lát, lại bồi thêm một câu nói, huống chi, quốc tử dám nếu thua, triều đình xác thật kéo không ra thể diện. Không rõ ràng liền không phải thiên vị. Thiên vị liền có thể diện. Tống hỏi đáp thượng bờ vai của hắn, căm giận nói, vì sao phải làm chúng ta học sinh, chịu như vậy bỉ khuất. Đường nghị, tống hỏi đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, đường nghị gọi lại nàng nói, ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại liền đi cho ta bọn học sinh, bài binh bố trận. Tống hỏi, người như thế nào có thể vẫn luôn ở cùng cái địa phương thất bại? Này về sau muốn như thế nào mới có thể đứng lên? Lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải làm cho bọn họ cảm thấy chính mình trời sinh kém một bậc. Trái tim băng giá không trái tim băng giá. Quốc tử giám sĩ diện, ta vân thâm thư viện liền không cần. Đường nghị hít vào một hơi, không lời gì để nói. Lần này thơ hội, hắn bằng phẳng, ta liền cùng hắn bằng phẳng. Hắn vô lại, ta liền cùng hắn vô lại. Tống hỏi, thanh thanh bạch bạch làm chúng ta thua một lần, chúng ta không lời nào để nói. Tống hỏi cung bước lại vọt trở về, thương lượng nói, điện hạ. Khi đại tướng quân là quốc tử giám người, chúng ta bên này không ai trấn bãi không được. Không bằng ngươi cũng đi. Đường nghị, hắn liền biết 95, học sinh bản chức đường nghị đề phòng nói, ngươi tưởng ta làm cái gì. Tống hỏi sát có chuyện lạ nói, ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi tồn tại, chính là ý nghĩa. Hắn tồn tại, trừ bỏ xem náo nhiệt, thật đúng là không có gì khác ý nghĩa. Đường nghị không biết tống hỏi cái gì tính toán, nhưng trực giác kia sẽ là thực trước mặt mũi sự. Bất quá kỳ thật vân thâm thư viện thắng thua, cùng hắn quan hệ không lớn, cũng không có cái gì có thể cho hắn mất mặt, hắn nguyên bản cũng là muốn đi. Hiện tại cảm thấy tống hỏi này cử dụng tâm kính đáo thật sự quỷ dị, ngược lại làm hắn có lùi bước ý niệm. Tống hỏi thật vui mừng cười, vỗ vỗ đường nghị bả vai, nếu như đi sớm, nhớ rõ giúp ta lưu vị trí. Đường nghị tưởng nói kia đều là lễ bộ an bài tốt, còn cái gì lưu vị? Người đã phiêu đi rồi. Ta thân ái các học sinh. Tống hỏi đem thư tạp đến trên bàn, tiêu sái ngồi xuống, hỏi, thơ hội sắp tới, chuẩn bị như thế nào? Đinh Hữu Minh nhấc tay, vệ oải thỉnh cầu nói, tiên sinh, chúng ta có thể hay không không đi? Tống hỏi chụp bàn, nghiêm khắc nói, như thế nào? Còn không có từ bỏ. Là thời điểm nên tiếp thu sự thật này bằng không ta giúp các ngươi tự hỏi một chút cái gì gọi người sinh đinh hữu minh nói nguyên bản đã đã hạ quyết tâm nhưng viện trưởng mới vừa rồi lại đây nói nói lần này thơ hội thái phó cũng phải đi chúng sinh một trận ai tháng vậy các ngươi còn dám lâm trận bỏ chạy tống hỏi nhìn bọn họ hoàng ngược nói nên ma đao soàn soạt trực tiếp thượng nha triệu hằng nói ta tình nguyện từ bỏ cũng tốt hơn đến lúc đó làm trò thái phó mặt mất mặt đi tống hỏi thể hội một chút nói như vậy các ngươi là thật sự cảm thấy chính mình so bất quá quốc tử giám học sinh mạnh vi ưỡng ngực thực bằng phản nói người phải có tự mình hiểu lấy so sánh thơ ta đích xác so bất quá tống hỏi cả giận ngươi chỉ có vô sĩ là vô địch mạnh vi ủy khuất lần này nguyện ý thái phó đi thật tốt cơ hội thái phó khẳng định là đi giúp chúng ta hắn trong lòng thanh minh đâu các ngươi nếu bị ủy khuất hắn có thể mặc kệ sao liền tính hắn mặc kệ chúng ta còn có Tam Điện Hạ A, lần này Tam Điện Hạ cũng đi. Tống hỏi điểm danh nói, Lý Tuân học sinh, phụ thân ngươi nếu có rảnh, phiền toái hắn cũng đi trấn trấn tràng. Thuận tiện làm hắn thưởng thức một chút ngươi tài học cùng mị lực. Lý Tuân, Phùng Văn Thuật rối rắm nói, tiên sinh, ngài là nghiêm túc. Ta tự nhiên là nghiêm túc. Tống hỏi chụp chân nói, xem, chúng ta bên này rốt cuộc có người, còn sợ bọn họ làm cái gì. Các ngươi còn không phải là tưởng công bằng công chính sau một hồi sao cơ hội tới a à. lương trọng ngạn đôi mắt xoay chuyển vào đầu nói quốc tử dám đám kia gia hỏa kỳ thật cũng không yếu quốc tử học giảng bài đều là đức cao vọng trọng đại nho hoặc quan lớn bọn họ ngày thường tự nhiên muốn nhiều nỗ lực tuy nói người là chán ghét nhưng này thành tích xác thật không kém mọi người đi theo gật đầu phụ họa bọn họ không kém các ngươi cũng không kém a à, các ngươi chính là thua quá nhiều đánh mất tự tin kỳ thật các ngươi cũng thực ưu tú Tống hỏi cổ vũ nói, ta lúc trước nghe quốc tử giám đám kia học sinh nói chuyện làm thơ, cái kia kim cương ra lây ở bọn họ bên trong có tính không lợi hại. Dù sao ta cảm thấy cũng chẳng ra gì. Triệu Hằng nói, đó là tiên sinh ngài cảm thấy, ngài còn cảm thấy chúng ta chẳng ra gì đâu. Này trên lệch quá lớn. Tống hỏi đè nặng thượng thân, từ mũi gian hừ ra một hơi, nhìn mọi người nói, như vậy, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, không nghĩ tham gia, hiện tại có thể nhấc tay chúng sinh ngo ngoe rụt rịch. Chậm đã chậm đã. Tống hỏi nhìn về phía Lâm Duy Diễn nói, Lâm Tiểu Hữu, lấy ra vũ khí của ngươi. Ngươi hiểu. Lâm Duy Diễn gật đầu, đứng dậy. Chúng sinh, Tống hỏi, hiện tại, không nghĩ đi nhấc tay. Chúng sinh, Tống hỏi vui mừng cười nói, không ai từ bỏ sao, xem ra mọi người đều thực chờ mong. Mạnh vi bất đắc dĩ nói, tiên sinh, mặt nói giỡn. Tống hỏi gật gật đầu, ngồi thẳng nói, hảo đi, khi ta lai like khách xem nói vài câu lý tuân người văn chương cùng thơ từ làm thực hảo vận luật cùng ý cảnh hoàn toàn không thua bọn họ trẻ tuổi tuyệt đối là người xuất sắc người nếu là lùi bước bọn họ cũng không có gì tư cách lên sân khấu phùng văn thuật người sách luận thực ưu tú lo di kín đáo tư duy nhanh nhẹn quan trọng là người có thể chuẩn xác bắt lấy yếu hại luận tài ăn nói người căn bản không cần sợ hãi bọn họ đinh hữu minh Ngươi đối cơ quan thuật rất có tạo nghệ tính khoa cũng không tồi quốc tử dám người vài người sẽ đi học này đó triệu hằng người đối lễ bộ lớn nhỏ công việc toàn vì quen thuộc lễ ký đọc làu làu nhất cử nhất động rất có phong phạm nếu là khảo lễ ngươi sợ cái gì mạnh vi ngươi tuy nói mọi thứ qua loa đại khái học đều không tính đứng đầu nhưng kỳ thật là ngươi mừng rỡ ý học ngươi thiên phú tạo nghệ vẫn là rất cao mọc lên như nấm cũng không tồi có một số việc kỳ thật đích xác không cần miệt mài theo đuổi đủ dùng liền có thể có thể mọi thứ toàn thông cũng là một loại bản lĩnh ta là xem trọng các ngươi mới cho các ngươi báo danh các ngươi